Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 41, một lục lệ hành nấu ăn, edit, phên chút, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, kỹ khanh khanh suy nghĩ thật nghiêm túc tôi muốn ăn món gì bùi nấu lục lệ hành một lần nữa lại cắt ngang lời cô vì bùi không có ở đây cô không ăn được món gì ấy nấu đâu kỷ khanh khanh bất mãn nhìn anh thì tôi biết rõ gì ấy không ở đây nhưng mà không chừng đầu bếp khách sạn có thể nấu thì sao hiện tại ở đây khá vắng nên có lẽ khách sạn cũng không có đầy đủ nguyên liệu để nấu món quá phức tạp đâu không thể nấu được giọng điệu của kỷ khanh khanh ấm ức vậy anh còn hỏi tôi muốn ăn món gì làm gì tối hôm qua bị cảm sốt, bây giờ nói chuyện còn phải cất cao giọng nên cô cảm thấy trong cuốn họng như bị xé rách. Lục lệ hành đứng đó nghe cô oán trách, một lúc sau anh đi vào phòng bếp bưng một ly nước ấm và thuốc cảm đưa đến bên tay cô. Anh nhỏ giọng nói, tối qua cô bị cảm, vẫn chưa khỏe hẳn, nên ăn thanh đạm một chút, ăn cháo trắng nhé. Kỹ Khanh Khanh nhận lấy ly nước nóng vẫn còn bốc hơi, cô uống hai viên thuốc, sau đó uống hai ngụm nước ấm cảm giác đau đớn trong cổ họng dần dần tan biến không ít cháo trắng tôi không ăn đâu cháo trắng tốt cho tiêu hóa giải cảm lục lệ hành nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học về ưu điểm của cháo trắng cho cô cháo trắng có rất nhiều công dụng như tốt cho hệ tiêu hóa ngừa cảm lạnh bổ sung nước chống táo bón bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn nên tôi không muốn ăn cháo trắng kỹ khanh khanh đanh giọng nói tôi tự đi ăn nói xong cô lập tức bước xuống giường. Lục lệ hành thất bại đành phải cắn răng hỏi, vậy cô muốn ăn cái gì? Kỹ Khanh Khanh tập trung suy nghĩ, tôi muốn ăn. Tim lục lệ hành thót lên, bắp xào tôm. Đó là bắp và tôm đã lột vỏ xào chung với nhau, và cả món hôm đó đưa đến trường quay, cá sú mì. Đem đi hấp chính là được, còn có, còn có cái gì nữa? Kỹ Khanh Khanh nhìn anh cười một cách thần bí, lục lệ hành nhíu mày thật chặt, sâu trong lòng biết rằng món ăn kế tiếp của kỹ khanh khanh sợ là không dễ làm anh như ngưng thở sau đó chỉ nghe cô nói rau xào lục lệ hành dần thả lỏng hơi thở rau để trong chảo xào một chút hoặc là để trong nồi luộc sơ là được ba món rau cũng không khó lắm cô cứ ở đây nghỉ ngơi tôi đi nấu anh nói xong đứng dậy đi ra ngoài gọi cho quản lý khách sạn đọc tên mấy món ăn này quản lý khách sạn không dám chậm trễ nói lục tiên sinh xin ngài chờ một chút, tôi gọi phòng bếp để họ nấu mấy món này. không cần đâu. Lục lệ hành nhìn cửa phòng đóng thật chặt, anh thấp giọng nói, đem nguyên liệu nấu mấy món này đưa đến đây cho tôi. đưa đến phòng. quản lý khách sạn lập tức hiểu ý của lục lệ hành. trong phòng xuôi có phòng bếp, để cho khách hàng mỗi khi cảm hứng dân trào mà tự nấu ăn. cô quản lý đã nghe nói lục lệ hành đang ở chung với kỹ khanh khanh, việc nấu cơm chỉ là một loại tình thú của bọn họ mà thôi. vâng thưa lục tiên sinh, tôi lập tức cho người chuẩn bị, cúp điện thoại, 20 phút sau nhân viên khách sạn đã đem đầy đủ nguyên liệu rau củ đưa đến phòng bếp, một người nhân viên thấp giọng nói, lục tiên sinh, xin lỗi ngài, khách sạn chúng tôi không có cá sú mì, không có, vâng, cá sú mì hôm qua đã bán hết sạch, hay là chúng tôi mang cá mú đến cho ngài nhé, tôi chỉ muốn cá sú mì. Lục lệ hành nhìn giống cá không rõ hình dạng này, anh phất tay, thôi được rồi, các cô ra ngoài trước đi. Nhân viên khách sạn miễn cười ra khỏi phòng. Lục lệ hành lại gọi cho quản lý khách sạn, để cho cô ta suy nghĩ cách mang cá sú mì đến đây. Quản lý khách sạn không thể từ chối chỉ có thể kiên trì đồng ý. Công và cá đang quẩy đạp trong túi, còn bắp thì vẫn còn đầy râu. Nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn tươi sống chưa qua xử lý. Lục lệ hành nhìn nhìn rồi lại nhăn mày, dáng vẻ của anh như không biết phải làm thế nào. So với những cuộc đàm phán trong phòng họp đó giờ anh chưa bao giờ đặt chân tới khu vực phòng bếp, đừng nói là nấu cơm, đến cả chai nước tương anh còn chưa nhìn thấy được mấy lần. Anh nhìn đống chai lọ đặt thành một hàng ngang trước mắt, đành phải mở laptop ra tìm video dạy nấu ăn, anh sắn ống tay áo lên, làm theo từng bước một như trong video. Đầu tiên là tách hạt bắp sau đó lột vỏ tôm, cầm trái bắp tách từng hạt từng hạt ra, tầm 10 phút sau anh tách chưa được một nửa trái bắp, sắc mặt của lục lệ hành đen kịp đến đáng sợ trái bắt được anh tách được phân nửa, còn phân nửa bị bóc nát trong tay anh. Tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến, Kỷ Khanh Khanh nhìn thấy Lục Lệ Hành đang dốc hết sức lực tách hạt bắp trong bếp, cô ngạc nhiên hỏi, anh làm gì ở đây vậy? Lục Lệ Hành ngẩng đầu lên liếc cô, tách hạt bắp. Kỷ Khanh Khanh ở trong phòng nghe thấy tiếng động, cô tưởng rằng khách sạn đã mang đồ ăn đến, cô còn đang nghĩ tốc độ của khách sạn nhanh thật đấy, còn chưa đến nửa tiếng sau đó cô rửa tay ra khỏi phòng nhưng lại không ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức như trong tưởng tượng mà cả bóng dáng của lục lệ hành cũng không thấy đâu cô tìm một vòng cuối cùng mới bắt gặp anh ở phòng bếp tôi không hỏi anh ở đây làm gì mà tôi chỉ hỏi tại sao anh lại ở đây kỹ khanh khanh bị chính câu hỏi của mình làm cho chóng mặt nhìn lục lệ hành đang kiên trì tách hạt bắp ý của tôi là tại sao anh lại tách hạt bắp nấu cơm cho cô chứ còn gì nữa nấu cơm cho mình kỷ khanh khanh hoảng hốt lục lệ hành đang nấu cơm cho cô anh đang nói đùa à khách sạn không thể nấu ư lục lệ hành tập trung tách hạt nghiêm túc nói thiết bị trong phòng bếp của khách sạn có vấn đề đầu bếp cũng nghĩ rồi còn ai nấu cơm cho cô nghĩ à kỷ khanh khanh vội vàng nói vậy anh để đó đi tôi mua đồ ăn bên ngoài chỗ đó cách đoàn phim không xa lắm có thể gọi cho họ mang đồ ăn tới đây kỷ khanh khanh nói xong lập tức cầm điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn. Sao cô dám để cậu cả lục lệ hành 10 ngón tay không dính nước xuân nấu ăn cho mình chứ? Dù cho lục lệ hành tự nguyện nấu, cô cũng không dám ăn đâu. Lục lệ hành nhìn cô định gọi đồ ăn bên ngoài, bận rộn phủi mấy hạt bắp trên tay xuống, nhanh chóng đi về phía cô, nhấc điện thoại của cô lên, cô đang bị bệnh, không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. Vậy tôi gọi món thanh đạm một chút là được, tiệm cơm bên ngoài không vệ sinh. Kỹ Khanh Khanh giải thích, không đâu, đồ ăn sạch sẽ lắm, trong đoàn phim nhiều người ăn cũng đâu có bị gì. Cô nói xong muốn giật lại điện thoại từ tay Lục Lệ Hành. Lục Lệ Hành vẫn không buông, giơ điện thoại cao lên cả đỉnh đầu, không cho kỹ khanh khanh với tới. Nguyên liệu nấu ăn cũng đã đưa đến đây rồi, không nấu thì lãng phí đấy. Nhưng mà, chúng ta làm đơn giản thôi, nếu cô đói quá thì mở tủ lạnh ra ăn vài món lót dạ trước đi. Hai người đứng dằn co trong bếp, không ai nhường ai, bất phân thắng bại cuối cùng kỹ khanh khanh nhìn thấy lục lệ hành rất kiên trì, đành phải thỏa hiệp, cô bất đắc dĩ gật đầu, thôi được rồi. Nói xong cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn vẫn còn tươi, sắn ống tay áo lên, sau đó cô cầm con dao rồi thả thớt gỗ xuống chuẩn bị bắt tay vào làm. Lục lệ hành đi đến, đoạt lấy con dao trong tay cô, cô làm gì vậy? Kỹ khanh khanh ngạc nhiên nhìn anh, hùng hồn nói, nấu ăn đó, cô buông ra đi, tôi nấu, không sao tôi chỉ bị cảm mạo mà thôi bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi đại thiếu gia như anh không quen đứng trong phòng bếp đâu nếu thật sự để cho lục lệ hành nấu ăn bữa cơm này cô không biết đến khi nào mới có thể ăn được lục lệ hành khăng khăng đẩy cô ra khỏi phòng bếp cô ngồi nghỉ ngơi đi bữa cơm này tôi sẽ nấu kỹ khanh khanh chịu thua anh luôn thôi được rồi tôi ở đây nhìn anh nấu được không lục lệ hành cũng thỏa hiệp được lục lệ hành lại quay trở lại bếp tiếp tục tách hạt bắp, kỹ thanh thanh nhìn anh tốn sức tách từng hạt lại từng hạt, cô không nhịn nổi nữa tiếng lên giúp anh, bắp không phải tách như thế, anh mà tách như vậy chắc đến ngày mai mất. Làm như vậy nè, anh dùng dao gọt, rất nhanh đấy, ngay lúc kỹ thanh thanh nói chuyện, trái bắp đã được cô tách xong, để tôi tách bắp cho, lục lệ hành nhìn trái bắp bị mình tách hơn 10 phút, anh cẩn thận hỏi hệ thống. Đây có được xem là không tuân thủ quy định chứ, trợ giúp thì không sao, lục lệ hành quay người đi xử lý bọn tôm tuy đã từng ăn nhưng chưa bao giờ tự làm anh trực tiếp ngắt đầu của con tôm xong rồi bỏ vào trong dĩa kỷ khanh khanh cũng đem hạt bắp đã được tách để vào trong đó sau đó cô nhìn thấy lục lệ hành đang xử lý những con tôm kia lột đầu tôm so với tách hạt bắp thì dễ dàng hơn chỉ hai ba thao tác đã lột xong anh không lấy chỉ tôm ra à đường chỉ dọc xương sống của tôm kỷ khanh khanh chỉ vào đuôi tôm anh phải lột sạch vỏ tôm và cả chỉ tôm nữa. Lục lệ hành nhíu mày thật chặt như muốn kẹp chết rồi, không lấy không được à, không lấy thì ăn thế nào. Lục lệ hành dựa theo chỉ dẫn của kỹ khanh khanh, kiên nhẫn lột sạch vỏ tôm và cả chỉ tôm đi. Vỏ tôm rất giòn, nhất là giống tôm vàng, chỉ cần dùng hai đầu ngón tay bóp là vỏ tôm đã tách ra từng mảng lớn, còn lại phần đuôi tôm đa số là kỹ khanh khanh đã xử lý tốt. Tất cả tôm đã được xử lý xong, lần đầu tiên lục lệ hành sâu sắc cảm nhận được nhân dân lao động để làm được bữa cơm đã gian khổ đến mức độ nào, chương 41, hai lục lệ hành nấu ăn, edit, phên chút, kỹ khanh khanh nhìn các nguyên liệu khác trong bếp, trong thùng nhỏ đặt ở dưới đất truyền đến tiếng bột bột, cô bước qua nhìn, nhìn thấy trong thùng là con cá trên thân nó có nhiều vết lấm tấm, đây là cá sú mì à, không phải, là cá mú. Lục lệ hành nói, tôi kêu bọn họ đi tìm cá sú mì rồi, đợi lát nữa là họ đem đến, không sao, cá mú hấp cũng rất ngon, đừng phiền phức như vậy. Cô nói xong định vớt cá mú lên, lục lệ hành bắt lấy cổ tay cô, cô muốn ăn cá sú mì, hôm nay tôi nhất định sẽ nấu cho cô ăn, kỹ khanh khanh khẽ nhướng mi, nói với con cá mú, được rồi, hôm nay cho mi một con đường sống đấy nhé. Lục lệ hành đứng dậy đặt nồi lên trên bếp, học theo thao tác trong video, để dầu nóng lên, bởi vì anh không có kinh nghiệm, theo lẽ nên cho một ít muối vào dầu ăn dầu vừa nóng lên lập tức nổ lục bục và dọc dầu bắn lên áo sơ mi trắng của anh kỹ khanh khanh tìm xung quanh lấy từ trong tủ bếp một cái tạp về đưa cho anh cô nói anh lại đây tôi mặc cho anh lục lệ hành nhìn thoáng qua cái tạp về màu hồng nhạt còn có hoa văn nhỏ màu lam nhạt anh kiên quyết cự tuyệt tôi không mặc dầu văng lên quần áo anh khó giặt lắm khó giặt thì vứt bỏ kỹ khanh khanh thở dài Lục lệ hành quả thật là đại thiếu gia, một cái áo sơ mi lên đến năm sáu con số, nói vứt là vứt, nhưng mà với gia thế của anh, một hai cái áo sơ mi thì có đáng là bao. Anh đến đây không mang theo nhiều quần áo, nếu bỏ đi thì sẽ không còn đồ để mặc nữa. Lục lệ hành nhớ đến vài bộ quần áo treo trong tủ, anh trầm ngâm, kỹ thanh thanh đi đến phía sau anh, mang tạp về vòng qua người anh sau đó buộc lại dây phía sau lưng anh lục lệ hành cúi đầu nhìn tạp dề màu hồng trên người mình không còn cách nào khác mà bưng dĩa tôm đã lột vỏ vào trong chảo dầu tôm vừa thả vào chảo dầu đã bắn lên tung tóe và giọt bắn lên tạp dề như vậy sẽ không làm bẩn quần áo mặc lục lệ hành vô cảm vung sạn tôm được bốc vỏ dưới nhiệt độ cao dần dần chuyển thành màu hồng anh học theo video đổ thêm một chút rượu gia vị người ta làm gì thì anh làm theo y như vậy đảo qua đảo lại một lúc sau đó lại đổ hạt bắp vào mùi bắp thơm phức lan tỏa, thơm quá đi. Bụng của kỹ khanh khanh bị mùi đồ ăn hấp dẫn kêu vang lên, nhưng một hạt bắp từ trong chảo ra bắn lên mu bàn tay của cô, vui da. Kỹ khanh khanh che mu bàn tay lại, hít một ngụm khí lạnh, không sao không sao. Cô đưa mu bàn tay lên, bị đỏ ửng lên, đợi một lát là ổn rồi, lục lệ hành nắm lấy tay cô nhìn thoáng qua, làn da của kỹ khanh khanh trắng nõn, bình thường chỉ thoáng bị va chạm là đã bị tụ máu bây giờ bị hạt bắp nóng hổi bắn vào chỉ một chút là đỏ bừng lục lệ hành kéo tay cô đến bồn rồi xả nước lạnh không sao đâu tôi không đau lục lệ hành nắm tay cô thật chặt không thả đợi một chút kỹ khanh khanh biết rõ anh là đại thiếu gia vô cùng hiếm thấy không biết nhân gian gian khổ vất vả một chút bỏng này không phải là chuyện lớn tôi không sao một lát là hết thôi hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó. Kỹ khanh khanh hít hít mũi, bắp xào, kỹ khanh khanh rút tay, tôm đã bị cháy khét không ít lại còn bốc cháy, lục lệ hành nhanh tay tắt bếp, nhìn một tẹo tôm còn sót lại trong chảo, mặt của hai người trở nên buồn so, không sao, anh xem, có nhiều con còn chưa bị cháy kép, chúng ta lựa ra vài con còn chưa bị khét đi. Lục lệ hành cảm thấy nếu để anh tách hạt bắp và lột vỏ tôm thêm một lần nữa, chắc anh sẽ phát điên mất. Anh cẩn thận lựa ra bắp và tôm, cái này không được sao? Bỏ muối vào không? Chưa. Kỹ Khanh Khanh đi tìm muối, là một lọ thủy tinh nhỏ đặt trong góc bếp, cô nhìn lướt qua rắc một ít lên. Khoan đã lục lệ hành tinh mắt nhìn thấy nhãn hiệu dưới lọ gia vị viết lạc đường. Sao thế? Chung cửa vang lên, cô ra mở cửa đi. Kỹ Khanh Khanh buông lọ gia vị đi mở cửa, lục lệ hành nhìn thoáng qua lọ gia vị xác định vừa rồi kỹ khanh khanh bỏ vào là đường chứ không phải muối. Sau đó anh đổi lại lọ gia vị có dán chữ muối trong hàng tá lọ gia vị ở bếp. Vì kỹ khanh khanh bỏ không nhiều lắm, lục lệ hành suy nghĩ, gấp một miếng tôm nếm, tuy hơi ngọt nhưng cũng trong phạm vị chịu đựng được, tóm lại cũng có thể ăn được, vì vậy anh bỏ thêm một chút muối vào. Ngoài cửa là nhân viên khách sạn đặc biệt mang cá sú mì đến, cô kỹ, lục tiên sinh muốn cá sú mì nên chúng tôi đã mang đến rồi đây. Kỷ Khanh Khanh nhìn nhân viên ôm một thùng nhỏ, mọi người mang vào đi. Nhân viên phục vụ vào phòng, quét mắt nhìn, hỏi dò, cô Kỷ, con cá này chúng tôi, để đó là được rồi, làm phiền mọi người quá, không phiền không phiền đâu. Lục lệ hành cầm cái sạn từ trong bếp đi ra nhận lấy ánh mắt hoảng sợ của hai người nhân viên, anh đi đến trước mặt Kỷ Khanh Khanh nhìn thoáng qua con cá sú mì không động đậy tẹo nào trong thùng, nó còn sống à nhân viên phục vụ đứng một bên con mắt nhìn thẳng phía trước không dám nhìn nó lung tung nữa khi nhận được điện thoại của lục lệ hành các cô còn nghĩ do kỷ khanh khanh nhất thời hứng lên muốn nấu ăn nhưng bây giờ nhìn thấy lục lệ hành mang tạp về hồng phấn tay cầm cái sạn rõ ràng nào phải kỷ khanh khanh nấu ăn mà chính là lục lệ hành mới đúng nghĩ như vậy bọn họ không khỏi dời ánh mắt tò mò đặt lên kỷ khanh khanh cô ấy làm sao có thể thu phục được một người đàn ông một cách triệt để như thế này Lục lệ hành không nghe thấy tiếng trả lời, quay đầu liếc hai người họ, cá chết rồi. Một người nhân viên lập tức hoàng hồn, không, không, không nó còn sống à, anh xem. Nói xong người đó vẫy vẫy bên thùng, con cá sú mì trốc đó ngút ngoắt cái đuôi, còn sống. Hai người nhân viên khách sạn cười nói, lục tiên sinh, nếu như không còn việc gì chúng tôi xin phép đi trước à. Lục lệ hành từ một tiếng, khi cửa phòng đóng lại, kỹ thanh thanh định ôm thùng gỗ nhỏ đựng cá vào trong bếp lục lệ hành cúi người xuống thuận thế lấy thùng gỗ trên tay cô lên đi phía trước, anh định nấu con cá này thế nào, hấp, kỹ khanh khanh nhớ lại vị thịt cá tươi ngon ngày đó, làm cho cái bụng đói meo kêu vang lên, hai người trước cái thùng gỗ, không hẹn nhau mà im hơi lặng tiếng, khách sạn không giúp bọn họ xử lý sạch sẽ con cá này, anh biết giết cá không? Kỹ khanh khanh hỏi anh, không biết, vậy phải làm sao bây giờ, cứ trực tiếp đem lên nồi hấp là được. Như vậy không được đâu, trong bụng nó vẫn còn nhiều thứ bẩn. Kỷ Khanh Khanh ngẫm nghĩ, cảm thấy cô vẫn nên ra tay thì hơn, cô sắn tay áo sau đó cầm dao lên mài sáng bóng, được rồi, tôi sẽ làm. Kỷ Khanh Khanh lấy con cá trong thùng gỗ ra đặt lên trên thớt, cô học theo dáng vẽ giết cá trong chợ thực phẩm, một tay ấn lên xương sống của nó, còn dao đặt trên bụng nó. Khi cô đang chuẩn bị dùng sức cắt lên, dường như chú cá ngửi thấy mùi nguy hiểm, nó nhảy dựng trên thớt, mạnh mẽ quẩy đuôi lung tung bọt nước văng tung tóe, sau đó nó từ trên bếp nhảy xuống đất. Trên người kỹ khanh khanh khắp nơi đều là vệt nước do con cá sú mì nhảy lung tung, cô chùi chùi mặt, sau đó nổi giận, hôm nay bà không thể không giết mi. Cô nói xong ngồi xổm xuống tay không bắt cá, trên thân của cá rất trơn, hai tay bắt được cũng trơn tuột rơi lại xuống đất. Lục lệ hành nhìn kỹ khanh khanh ngồi xổm bắt cá, anh bất đắc dĩ nói, để tôi, bếp trưởng, ra tay. Hai tay lục lệ hành bắt lấy con cá sú mì, con cá lập tức nằm yên, kỹ khanh khanh vội vã nói, nhanh lên nhanh lên, anh nhanh để trên thất đi. Nhưng một giây sau con cá đã uống éo đuôi muốn thoát khỏi tay lục lệ hành, kỹ khanh khanh đi đến giúp lục lệ hành một tay, nhưng nó liên tục quẩy đuôi sức cũng lớn, cô không tài nào bắt được đuôi nó, cả giận, lớn tiếng quát, không được nhúc nhích, hai người hợp lực trấn áp con cá này lên trên thớt, lục lệ hành dơ dao lên chém xuống, vô cùng tàn nhẫn mà đem đầu cá xuống mì lìa khỏi thân mình con cá đang lộn xộn lập tức yên tĩnh nằm trên thớt, cam chịu số phận mặt cho lục lệ hành muốn làm gì thì làm, kỹ khanh khanh nhìn lục lệ hành, anh chặt đầu nó làm gì, sắc mặt của lục lệ hành đang ở trong trạng thái không thể khó coi hơn nữa, trong miệng nặng ra vài chữ, giết, cá, đầu tiên anh nên mổ bụng nó sau đó lôi ruột trong bụng nó ra, anh lại trực tiếp chặt đầu nó như vậy, anh tàn nhẫn quá đó, lục lệ hành dơ con dao máu me đầm đìa lên, nhìn cô sâu xa nói, Tôi tàn nhẫn ư, kỹ khanh khanh giật thót mình ngây người, cô nhỏ giọng nói, vậy anh thuận tay mổ bụng nó luôn nhé. Lục lệ hành cực kỳ tàn nhẫn bà vạch bụng nó ra, sau đó để lên sửng hấp, kỹ khanh khanh nhìn trong nồi là tôm lột vỏ, nhớ lại khi nãy mình để muối, dường như chưa đủ. Cô cầm lấy lọ gia vị, nhìn thấy nhãn hiệu bên dưới đúng là muối, vì vậy cô đổ một ít vào nồi, bật lửa nhỏ hâm nóng sau đó dọn ra dĩa, xào xong rau này là có thể ăn cơm rồi lục lệ hành đem rau rửa sạch, tuy rằng sau khi xào xong không quá giống món rau xào nhưng hương vị thì không có vấn đề gì. Kỹ khanh khanh nhíu mày nhìn qua bắp xào tôm và rau xào mà lục lệ hành đã nấu, đột nhiên cảm thấy hình như mình không còn đói bụng nữa. Chương 41, lục lệ hành nấu ăn, ba, edit, phên chút, tiếng gõ cửa vang lên, kỹ khanh khanh mở cửa ra, người đến là ôn nhu và tần việt, chị khanh khanh, chị đỡ bệnh chưa, chị khỏe hơn nhiều rồi, tại sao hai người lại đến đây? Ôn Nhu nhìn cô cười thần bí, em và anh Tần đi chợ mua vài nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng, để cho phòng bếp nấu vài món ạ, à, sau đó mang đến đây cho chị đấy. Lúc này Kỷ Khanh Khanh mới phát hiện trong tay của Tần Việt cầm mấy ngăn giữ nhiệt, phòng bếp khách sạn à. Không phải thiết bị có vấn đề nên đầu bếp đều nghĩ hết rồi sao, thiết bị có vấn đề. Đầu bếp nghĩ. Không có, em và anh Tần vừa mới từ phòng bếp đến đây nè nhưng mà, không phải lục lệ hành đã nói phòng bếp khách sạn tạm nghỉ rồi sao, ai vậy? Giọng nói của lục lệ hành vang lên phía sau lưng, kỹ khanh khanh mở rộng cửa để hai người họ bước vào, là Tần Việt và Ôn nhu, hai người họ đưa cơm đến cho tôi. Kỹ khanh khanh nhìn anh, không phải anh đã nói phòng bếp nghỉ rồi sao, lục lệ hành vừa đem cá sú mì đi hấp, sắc mặt của anh lập tức sụ xuống, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì xoay người, nghiêm trang nói dối. Có lẽ sau khi tôi gọi điện họ đã sửa chữa xong rồi." Kỷ Khanh Khanh nghĩ thầm, nhưng cô cũng không có quá nhiều nghi ngờ, chỉ gọi Ôn Nhu và Tần Việt vào trong. Lục Lệ Hành đứng ở bàn ăn nhìn hai người, anh híp mắt lại, "Hai người đưa cơm đến à?" Bước chân của Ôn Nhu và Tần Việt lập tức khựng lại, tương đối ăn ý mà dừng bước, dưới hai cặp mắt nhìn chăm chú vào anh, Lục Lệ Hành bình tĩnh cởi chiếc tạp dề màu hồng trên người xuống, sau đó anh lạnh lùng nhìn hai người họ. Tần Việt có thể gắn gượng khống chế vẻ mặt của mình, nhưng còn ánh mắt của ôm nhu khi nhìn theo động tác cởi tạp về của anh, trên mặt còn hiện lên vài chữ thì ra lục tổng biết nấu ăn. Tới sớm không bằng đến đúng lúc, chúng tôi cũng đang nấu ăn đây, hai người đứng thất thần gì đó, ngồi xuống đi, hình như, đối với ôn nhu và Tần Việt có vẻ không ổn lắm đâu. Kỹ Khanh Khanh đưa tay nhận ngăn giữ nhiệt trong tay Tần Việt, cô mở ngăn ra, bên trong ngăn là canh gà hầm cách thủy, thịt cá hấp còn có tôm bóc vỏ màu sắc sáng tươi còn có cả rau xanh cả sắc lẫn hương vị đều có làm cho người ta thèm nhỏ giải kỹ khanh khanh bị khơi dậy cơn đói cô đứng dậy đều là món tôi thích ăn cảm ơn anh tần nhé sắc mặt của lục lệ hành dần dần trầm xuống hai người ngồi xuống ăn chung đi đồ ăn nhiều như vậy tôi không ăn hết những món này đều là lục tiên sinh nấu cả đấy hai người may mắn lắm đấy nhé tôi đi lấy cho hai người vài đôi đũa Kỷ Khanh Khanh đứng dậy đi đến phòng bếp, Tần Việt nhìn trên bàn ăn, không cảm nhận được may mắn của mình được ăn món mà Lục Tiên Sinh nấu là thế nào. Kỷ Khanh Khanh từ trong phòng bếp đi ra, đưa bát đổ cho Tần Việt và ôm Nhu, đừng khách sáo nhé. Tần Việt và ôm Nhu cùng nhìn ba món ăn trên bàn, nhìn qua dĩa kia miễn cưỡng cũng nhìn ra được đó là bắp xào tôm, hai người gắp lấy một con tôm bỏ vào miệng, nhai được hai cái, sau đó rất ăn ý mà dừng động tác nhai rồi sau đó hai người nhìn nhau đều nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng của đối phương cổ họng hơi chuyển hai người nuốt con tôm xuống không dám nhai thêm một tẹo nào nữa lục lệ hành nhìn hai người ánh mắt hơi tối lại không nghi ngờ hiển lộ ra mũi nhọn ăn có ngon không ngon rất ngon lục tổng tay nghề của anh thật sự tốt quá kỹ khanh khanh cười ăn ngon vậy thì ăn nhiều một chút đi hai người đặt đũa xuống không hẹn mà cùng nhau có suy nghĩ tương tự hai người họ vừa ăn cái quỷ gì vậy, là tôm à, tại sao một con tôm ngon lành lại có khẩu vị như thế được, làm cách nào vậy, khi nãy chúng tôi đã ăn rồi, dạ đúng đúng, chị Khanh Khanh, tụi em đã ăn rồi, kỹ Khanh Khanh nhướng mày, vậy hai người ăn thêm vài con tôm đi, tôi đã no rồi, đúng thế, chúng em đã no căng rồi, sau đó hai người đứng dậy, 36 kế chuồng là thượng sách, nếu như ăn thêm nữa, có lẽ họ sẽ sớm được gặp ông bà tổ tiên mất khanh khanh không còn việc gì nữa tôi không làm chậm trễ cô và lục tổng ăn cơm hai chúng tôi còn có công chuyện nên xin phép đi trước nhé dạ vâng tụi em đi trước đây lục tổng chị khanh khanh hẹn gặp lại ngay khi lục lệ hành gật đầu hai người họ lập tức chạy trối chết đồ ăn đó đúng là như muốn mạng người mà may mà hôm nay bọn họ đưa đồ ăn tới nếu không sợ rằng ngày mai sẽ có án mạng chết người mất kỹ khanh khanh ngồi bên bàn ăn ngập ngừng gấp một con tôm bỏ vào miệng nhai nhai được hai cái mới hiểu rõ biểu cảm của hai người họ là như thế nào cô nhìn lục lệ hành gắn gượng nở nụ cười nuốt trọng cả con tôm xuống nhìn biểu hiện trên gương mặt cô biến hóa lục lệ hành có thể đoán được hương vị của con tôm trong món này là thế nào không thể ăn sao kỹ khanh khanh cố gắng động viên anh thật ra lần đầu tiên có thể nấu được như vậy cũng không tồi lục lệ hành gấp một con tôm nhai được một miếng thì ngừng nuốt không thể nuốt trôi, nhả cũng không thể nhả ra, sau đó vẻ mặt vô cảm nuốt trọng luôn cả nguyên con tôm vào bụng, kỹ khanh khanh lại gấp một miếng cá sú mì. Anh để giấm chua vào à, giấm chua. Lục lệ hành nhớ lại lọ gia vị màu đen, anh không chú ý lắm, giờ phút này anh cũng không rõ tâm tình của mình là như thế nào nữa rồi, không phải xì dầu sao, thật lòng kỹ khanh khanh không dám nhìn một bàn đồ ăn này, nhưng không thể để anh mất mặt, cô dũng cảm nhai nhai lại nuốt nuốt, sau đó câm nín đưa phần đồ ăn mà Tần Việt và ôm nhu mang đến để trước mặt anh, những món này không tệ lắm, trưa nay chúng ta ăn cái này nhé. Lục lệ hành nấu ra những món gần như cháy xém, có đánh chết cô cũng không dám ăn, cảnh báo tử vong, phải ăn hết 50% đồ ăn mới được tính nhiệm vụ thành công. Lục lệ hành dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía kỹ khanh khanh, ai ăn cũng được tính nhé. Chương 42, không ăn, 1. Edit, phên chút, chương 42, không ăn. Edit, phên chút, món ăn mà Tần Việt và Ôn Nhu mang đến được đầu bếp của khách sạn nấu, cả màu sắc lẫn hương vị đều thơm ngon, nhìn thôi là đã phát thèm. Hoàn toàn trái ngược với ba món ăn mà Lục Lệ Hành nấu, cá sú mì hấp hoàn toàn không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu của con cá. Khi nếm thử vị thịt cá đã mất đi hương vị tươi ngon, lại còn thoang thoảng mùi giấm. Còn bắp xào tôm thì cháy xém đen, mặn mặn lại ngọt ngọt. Về phần rau xào đen thui kia, trực tiếp làm cho người ta hoàn toàn mất đi cảm giác đói bụng. Kỹ Khanh Khanh căn cứ theo suy nghĩ trong đầu của Lục Lệ Hành, đưa món ăn Tần Việt mang đến bày trước mặt anh. Hôm nay ngài Lục của chúng ta vất vả rồi. Lục Lệ Hành nhíu mày thật chặt, nhìn cô sâu kín. Chỉ cần một ánh mắt, Kỹ Khanh Khanh đã hiểu, cô liền thuận thế đổi giọng. Ông xã, hôm nay vất vả cho anh quá. HP1, HP hiện tại một tiếng lục lệ hành hiếp hai mắt lại, nửa người trên hơi nghiêng lại gần kỹ khanh khanh, anh thấp giọng nói, lần đầu tôi nấu cơm, có có phải nên bày tỏ gì đó một chút hay không? Kỹ khanh khanh hơi ngửa người ra sau, kéo giãn khoảng cách với lục lệ hành, bày tỏ gì? Lục lệ hành bị kỹ khanh khanh đẩy đi, anh kéo dĩa bắp xào tôm tới, bắp xào tôm này, vì xử lý trái bắp đến hơn nửa tiếng, sau đó tôi phải giải quyết tôm đến 20 phút, bị tôm quẹt cho bị thương hai lần, bị dầu bắn vào người đến bốn lần. Kỷ Khanh Khanh nhìn tay anh hoàn toàn lành lặn không có sức mẻ gì, vậy anh cần đi bệnh viện không? Cô nghe tôi nói hết đi, vậy anh nói đi, anh cầm dĩa cá sú mì đến, bởi vì con cá này mà tôi rửa tay hơn 10 phút vẫn chưa hết mùi tanh, còn có dĩa rau xào này, tôi đã rửa từng cọng thật sạch sẽ. Kỷ Khanh Khanh hỏi dò, vậy cảm ơn anh chồng nhé, đã vất vả nấu cơm cho tôi. HP1, HP hiện tại 2 tiếng chỉ như vậy thôi sao? Kỷ Khanh Khanh sáng tỏ, không biết lục lệ hành quản lý công ty như thế nào, sao còn quanh co như vậy? Ông xã, hôm nay anh đã nấu cơm cho rồi, tôi thật sự rất cảm động, cảm ơn anh. Cô hít một hơi thật sâu, ông xã 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 ông xã. HP 12, HP hiện tại 14 tiếng, đủ chưa? Chưa đủ. Ông xã 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 kỹ khanh khanh quan sát lục lệ hành, ánh mắt cô vui vẻ cười nói với anh, bấy nhiêu đây đã đủ chưa, HP 9, HP hiện tại 23 tiếng, vẫn chưa đủ, kỹ khanh khanh cao mày, vậy anh muốn thế nào? Lục lệ hành dời mắt nhìn ba dĩa đồ ăn trên bàn, hôm nay cô phải ăn một nửa những món tôi nấu, lục lệ hành có lòng dạ trắng rết đúng không? Nếm thử là đã đủ đòi mạng rồi. Còn muốn cô ăn một nửa? Muốn cô ngủ luôn hay sao? Kỷ Khanh Khanh vội vã lắc đầu từ chối, ăn một miếng thiếu chút là bị ngộ độc, ăn hết một nửa là thăng thiên thật đấy. Tôi đã vất vả cực khổ nấu cho cô một bữa cơm, vậy mà cô, dừng dừng. Kỷ Khanh Khanh cắt ngang Lục Lệ Hành đang nói không dứt, Lục tiên sinh, anh đã tốn nhiều công sức và thời gian quý báu mà nấu cơm cho tôi, tôi rất cảm kích, cũng rất vinh hạnh, nhưng chuyện nào ra chuyện đó trước khi nấu anh hỏi tôi muốn ăn gì tôi mới nói hơn nữa khi nghe phòng bếp khách sạn nghĩ nên tôi mới gọi đồ ăn bên ngoài nhưng anh từ chối đó chứ tay nghề của anh tôi đã trải nghiệm được vì sự an toàn của chúng ta mình nên ăn đồ ăn mà anh từng đưa đến thì hơn lục lệ hành trầm giọng thật sự cô không ăn kỹ khanh khanh mạnh mẽ lắc đầu tôi không ăn đâu trong lòng lục lệ hành âm thầm tính toán cô không ăn cũng được gọi tôi một trăm tiếng ông xã thì tôi bỏ qua cho cô anh quá đáng lắm đấy nhé. Lục Lệ hành càng ngày càng quá quắt, trước đây chỉ có 10 tiếng công xã thì cũng chấp nhận được, bây giờ trực tiếp đòi hỏi đến 100, xem cô là máy phát lại à? Nếu như anh muốn nghe người ta gọi mình là ông xã, chi bằng ghi âm lại thì hơn. Cô lấy điện thoại ra, gọi ông xã ghi âm vào điện thoại. Cô làm gì vậy? Sau khi ghi âm xong, cô đưa điện thoại trước mặt anh, không phải anh muốn nghe sao? Ghi âm lại cũng giống như nhau thôi. Cô nói xong liền nhấn nút mở ghi âm, lặp lại từng tiếng cho anh nghe. Máy ghi âm phát đi phát lại từng tiếng ông xã, nhưng giá trị HP vẫn không thay đổi tẹo nào. Lục lệ hành tắc ghi âm, dù gì tôi cũng cố gắng nấu cho cô, để mặt tôi chút được không? Ông xã, mặc dù đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, quả thực rất đáng để kỷ niệm, nhưng tôi không thể ăn hết phân nữa được, vậy tôi chỉ ăn hai phần thôi nhé. HP 1, HP hiện tại 24 tiếng. Kỷ Khanh Khanh nói xong, cô như tráng sĩ thấy chết không sờn gắp một miếng thịt, sau đó vài cọng rau xào, một muỗng bắp, để bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình, ăn thêm hai phần nữa. Sắc mặt của Kỷ Khanh Khanh tái mét, cô buông đổ xuống, ông xã, tôi vẫn là người bệnh mà. HP1, HP hiện tại 25 tiếng. Ánh mắt của lục lệ hành nặng nề nhìn ba dĩa đồ ăn trên bàn, anh gắp một miếng cá, hít thở thật sâu sau đó bỏ vào miệng món cá sú mì hấp so ra là món dễ nuốt nhất, ngoại trừ phần thịt có hơi nát và hơi có vị chua, ngoài ra cũng không có mùi nào khó ngửi, anh làm gì thế? Kỷ Khanh Khanh đưa một ánh mắt anh điên rồi nhìn lục lệ hành, anh quyết tâm ăn sao, ăn cơm, đừng ăn. Kỷ Khanh Khanh lo rằng lục lệ hành tự ngược đãi bản thân mình, cô gấp một miếng thịt gà đã được hầm chín đặt vào trong chén của anh, lục lệ hành lại gấp một con tôm, nhai hai lần sắc mặt của anh so với đáy nồi bị cháy khét kia có khi còn đen hơn ngọt ngọt lại mặn mặn anh nhớ lại khi nấu ăn kỹ khanh khanh nhầm đường thành muối sau đó anh cũng không lường được ông suy nghĩ đâm lao phải theo lao mà rắc bừa vào cho dù có kêu khách sạn đưa nguyện liệu tới thêm một lần nữa sợ rằng so với bây giờ còn khó nuốt hơn kỹ khanh khanh nhìn lục lệ hành miễn cưỡng nhai cô mày nhíu thật chặt cảm thấy quai hàm của mình cũng ê ẩm lục lệ hành tay nắm chặt đôi đũa vị mặn lẫn vị ngọt trong khoang miệng như hành hạ anh đến chết lặng, cuối cùng cũng ăn hết bảy con tôm, sau đó mặt không đổi sắc nhã vỏ tôm ra, chấp nhận sự thật đắng lòng, thôi, đến đây là đủ rồi, kỹ khanh khanh sợ anh sẽ làm ra hành vi tổn thương bản thân mình, cô đem ba dĩa đồ ăn đổ vào thùng rác, sau đó lấy cho anh một ly nước ấm, anh uống chút nước đi, xúc miệng lại, lục lệ hành uống ba ly nước lớn, lúc này hương vị hỗn loạn trong khoang miệng mới giảm bớt nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20 HP, HP hiện tại 5 tiếng, 20 HP, độ khó càng cao, giá trị HP cũng càng lớn, lục lệ hành dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía kỹ khanh khanh, khi kỹ khanh khanh đang bưng dĩa rau xào, cô chợt cảm thấy ấn lạnh, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sao thế, hai ngày trước ở trường quay, cô từng nói buổi tối tôi muốn làm gì cũng được, đến hôm nay tôi còn chưa thực hiện, cô nói xem. Chiếc đũa trên tay kỹ khanh khanh khựng lại, Lúc đó ở trường quay vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, nên cô chỉ lừa Lục Lệ Hành cho qua chuyện, không ngờ Lục Lệ Hành còn tưởng là thật ghi nhớ trong lòng. Sau đó cô điềm nhiên vờ như không có việc gì tiếp tục đắp rau ăn cơm, không phải chưa đến buổi tối sao, được. Lục Lệ Hành hàm ý sâu xa nói, tối nay tôi chờ cô. Chương 42, hai không ăn, tay kỹ khanh khanh khựng lại, dường như cô cảm nhận được mùi nguy hiểm. Cô nhìn đồ ăn phong phú trước mặt, có cảm giác nuốt không trôi. Lục lệ hành thật kỳ quái. Nếu nói anh không có ý tốt, thì trong khoảng thời gian anh và cô ngủ chung giường cũng không làm ra chuyện khác người. Chỉ khi tay chân chạm vào nhau anh cũng rất tôn trọng cô, không hề động tay động chân với cô. Đôi khi kỹ thanh thanh ngẫm lại, lục lệ hành ngủ cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy trên cùng một chiếc giường lớn, vậy mà không hề có chút tình thú nào. Bình thường anh cũng không có thời gian ra ngoài mua vui, thậm chí cô có hơi hoài nghi không biết lục lệ hành có vấn đề khó nói nào hay không. Đến tối, đến tối thì làm gì? Một người đàn ông giữ mình lâu như thế này, làm sao có thể giữ mình nhỉ? Sau khi ăn cơm xong, kỹ khanh khanh đo nhiệt độ cơ thể, sốt cao đã bớt. Cô uống hai viên thuốc, lại ngủ thêm vài tiếng. Sau khi tỉnh giấc, cô nhìn sắc trời bên ngoài đã ảm đạm hơn rất nhiều. Mùi đồ ăn xuyên qua khe cửa lan tỏa vào trong phòng, kỹ khanh khanh hít sâu, giấc ngủ trưa hôm nay không chỉ đẩy lùi cảm mà còn tiêu hóa sạch đồ ăn trong bụng của cô cô đứng dậy ăn cơm thức ăn buổi tối mà lục lệ hành gọi tựa như muốn đền bù tiếc núi buổi trưa của cô anh gọi phòng bếp nấu bắp xào tôm cá sú mì hấp và rau xào anh nhìn thấy kỹ khanh khanh từ trong phòng đi ra thuận miệng nói vợ yêu đến đây dùng cơm trước mặt nhân viên khách sạn dáng vẻ tươi cười của họ lập tức cứng đờ chỉ đành cúi đầu che giấu ánh mắt khiếp sợ của mình vợ yêu, kẻ có tiền thật buồn nôn, kỹ khanh khanh đỏ mặt, ở trước mặt người ngoài cô không phản bác lại lục lệ hành, chỉ thấp giọng lên tiếng sau đó ngồi xuống, tiến độ nhiệm vụ hàng ngày 1 phần 3, HP1, HP hiện tại 3 tiếng, cậu lục, cô kỹ, những món ăn ở đây nếu không có vấn đề gì, tôi xin phép đi trước ạ, à. lục lệ hành gật đầu, sau đó người nhân viên đi ra khỏi phòng, ngay khi người đó chuẩn bị đóng cửa, Nghe thấy Lục Lệ Hành nói với Kỷ Khanh Khanh, buổi tối chuẩn bị xong chưa, kẻ có tiền thật mạnh bạo, tay đang bưng chén cơm của kỹ khanh khanh chợt khựng lại, ngài lục, khi ăn cơm đừng nói những chuyện như vậy có được không, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kỹ khanh khanh lại không biết như thế nào, hai gò má của cô ửng hồng, bình tâm nhìn lại, lục lệ hành cũng được xem như là một người đàn ông nổi bật, anh có khuôn mặt không thể bắt bẻ, dáng người càng không có gì để chê. Giá trị con người anh cao ngất ngưỡng, một người đàn ông như vậy làm cho không ít phụ nữ theo đuổi như việc Hai người đã là vợ chồng, lại còn ngủ chung một giường. Việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là chuyện rất bình thường. Kỷ Khanh Khanh chọc chọc chén cơm. Nếu như đến tối lục lệ hành yêu cầu vận động trên giường, cô nên từ chối hay là không từ chối đây? Thật sự mệt tâm mà. Đến 8 giờ, Kỷ Khanh Khanh bước ra khỏi phòng tắm. Lục lệ hành đang ngồi trên giường xem tạp chí. Khi anh nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh thì vén chăng lên. Vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, đến đây, bây giờ mới 8 giờ, sớm như vậy sao? Kỹ Khanh Khanh bước từng bước một đến bên giường, cô cúi gầm đầu xuống hoàn toàn không dám ngẩng lên. Là một người FA 20 năm, khi cô vừa nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, trong lòng cô rất xoắn xuýt, nên từ chối hay không từ chối đây? Khi cô nghĩ đến đây, vành tai của cô đỏ lên. Kỹ Khanh Khanh chậm chạp trèo lên giường, cô kéo chăn lên che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt bởi vì cô vừa tắm xong đôi mắt dường như cũng được gọt rửa lấp lánh hơi nước sáng long lanh và trong veo đôi mắt ấy nhìn anh không chớp mắt anh anh định làm gì lục lệ hành cúi người xuống đối mặt với cô kỹ khanh khanh nhìn vào đôi mắt kiên định của lục lệ hành cô nuốt nước bọt đột nhiên lại hơi bối rối cái này thật ra tôi cảm thấy chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm trước sau đó giống như ông nội và bà nội ấy. Lục lệ hành bị lời nói ngập ngừng của cô làm cho hồ đồ, cái gì mà giống như ông nội và bà nội. Ông nội thường xuyên kể rằng ông và bà nội khi kết hôn không nói với nhau câu nào, đến một tháng sau hai người mới. Hai má của kỹ khanh khanh đỏ như rỉ máu, ngược lại lục lệ hành đã hiểu ý của cô, cô cho rằng tôi muốn lên giường với cô, kỹ khanh khanh sững sờ, không phải hả, lục lệ hành hít thật sâu, anh nói, kỹ khanh khanh, đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Sau khi Kỷ Khanh Khanh nghe thấy lời này của anh, đã biết mình nghĩ bậy rồi, cả mấy tiếng lo lắng xoắn suýt hoàn toàn dư thừa. Lục Lệ Hành nhìn thấy vành tai ửng hồng của cô, bật cười, cô đang xấu hổ à? Kỷ Khanh Khanh nhìn khóe môi tươi cười của anh, cô rất xấu hổ, sau đó trốn luôn vào trong chăn. Lục Lệ Hành nhìn một cuộn căn phòng trong chăn, anh bất đắc dĩ nói, cô ra ngoài đi, không có động tĩnh nào. Lục Lệ Hành vỗ vỗ, Tôi thu lại lời nói vừa rồi, cô xem như tôi chưa nói gì được không? Lời nói ra làm sao mà lấy lại được. Kỷ Khanh Khanh núp luôn trong chăn, sống chết cũng không dám ra, thật là xấu hổ muốn chết, vừa rồi cô còn có thể nghiêm túc thảo luận chuyện này với Lục Lệ Hành, còn tập trung cân nhắc nên làm thế nào để cự tuyệt anh một cách uyển chuyển nhất. Về phần Lục Lệ Hành, anh cũng không tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh trốn tránh trong chăn, anh cũng vén chăn lên chui vào trong chăn có một mùi thơm trong veo kỹ khanh khanh đưa lưng về phía anh cả người cuộn tròn như con ốc sên lục lệ hành vỗ vỗ lưng cô quay lại nào kỹ khanh khanh lắc đầu lục lệ hành cố nén cười hai tay của anh tắt cánh tay cô cương quyết kéo cô ra hai người chuyển thành tư thế mặt đối mặt được rồi cũng không phải lần đầu cô còn ngại ngùng làm gì tôi cũng đã quen rồi kỹ khanh khanh bị vạch trần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh cô không muốn để ý đến anh nữa cô muốn quay người đi chỗ khác, lại bị lục lệ hành đè vai lại, không phải cô nói buổi tối muốn làm gì thì làm hả, vậy anh muốn thế nào, lục lệ hành nhớ mi, gọi ông xã, tâm trạng của kỹ thanh thanh khá phức tạp khó có thể hình dung nổi, vậy cho nên anh nói muốn làm gì thì làm nấy, là muốn tôi chỉ gọi anh là ông xã, lục lệ hành hỏi lại, bằng không thì như thế nào, kỹ thanh thanh cảm thấy lo lắng của mình thật dư thừa. Lục lệ hành còn có thể nghĩ ra cái gì chứ? cô nên sớm nghĩ đến thì hơn, người ta là một người có bệnh, đã không thể chữa nữa rồi. Cô hắn giọng, ông xã, HP1, HP hiện tại một tiếng rưỡi, tiếp tục đi, ông xã, HP1, HP hiện tại hai tiếng rưỡi, ánh mắt của lục lệ hành nhìn cô, ông xã, HP1, HP hiện tại ba tiếng rưỡi, ừm. Ông xã ông xã ông xã ông xã ông xã ông xã, HP6, HP hiện tại 9 giờ rưỡi lục lệ hành mỉm cười, ghé người sát bên tai cô, tôi muốn làm gì thì làm mà, tiếp tục đi nào, kỹ khanh khanh, ánh sáng của ngọn đèn đầu giường lấp lóe, trong chăn căng lên, giọng nói như có như không truyền đi, thỉnh thoảng có vài tiếng thở hỗn hển mơ hồ, sau đó lại có vài tiếng thì thầm nho nhỏ, lại thêm vài tiếng, sụp soạt. Ánh trăng lưỡi liềm treo ngoài cửa sổ thẹn thùng vụn trộn trốn vào trong án mây đen. Thời gian vẫn còn sớm, đêm dài đằng đẵng. chương 43, một diễn kịch ư, ai mà không biết diễn. Khi Kỷ Khanh Khanh tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Cô mở mắt ra, nhìn thấy bên gối trống không. Sau đó Kỷ Khanh Khanh lại nhắm mắt, mơ màng quơ lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn phím hôm nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng. Bởi vì hôm qua xin nghỉ nên đã giải thích nguyên do là bị cảm, nhưng nếu hôm nay lại tiếp tục xin nghỉ sẽ làm chậm tiến độ của đoàn phim, sẽ làm cho người khác có thành ý với mình mất. Ôn Nhu gửi tin nhắn đến hỏi cô đang ở đâu rất nhanh sau đó cô bé đã gọi điện tới chị khanh khanh sáng nay sếp lục đã xin nghỉ cho chị chị nên nghỉ ngơi thật tốt đi nhé lục lệ hành xin nghỉ phép cho cô bệnh cảm của cô đã thuyên giảm đi rất nhiều còn để cho cô nghỉ ngơi thêm nữa cũng vậy thôi không gây phiền phức nào chứ cô mở khóa màn hình khi cô định nói chuyện lại cảm thấy cổ họng đau rát kỹ khanh khanh hít một hơi thật sâu trong lòng âm thầm mắng bà nó sau đó cô nhắn tin bảo ôn nhu dẫn theo thợ mết ấp đến đây cửa phòng mở ra một khe nhỏ sau đó bị một cái đầu nhỏ lông xù đẩy ra một chú cúng xa moi vẫy vẫy đuôi đi vào phòng nó ngước đầu ngửi tới ngửi lui tư tư tên đáng ghét kia chấp nhận để bé ở đây rồi à kỹ khanh khanh sờ lên cái đầu xù lông của tư 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 cũng thuận theo làm nũng cọ cọ vào lòng bàn tay của cô sau đó nó liếm liếm rồi vẫy đuôi tựa như cũng đồng ý với lời nói của cô ngoan quá đi nhìn cái mõm như đang tươi cười của tư tư sự buồn phiền của đêm qua trong lòng kỹ khanh khanh vơi đi không ít chơi đùa với tư tư một lúc rồi cô mới rời giường xúc miệng rồi uống một ly nước ấm lúc này cô mới cảm thấy cổ họng của mình dễ chịu hơn một chút sau khi nghe thấy tiếng động lục lệ hành bước ra khỏi thư phòng cô anh chỉ mới nói một câu đã nhận lấy ánh mắt như muốn giết người của kỷ khanh khanh bắn đến làm cho lục lệ hành phải ngưng lại một lúc sao không ngủ thêm chút nữa kỹ khanh khanh nhớ lại tối hôm qua đã nói quá nhiều hôm nay hoàn toàn không muốn nói lời nào với anh nữa đêm qua chính là sự xấu hổ nhất trong cả đời của cô nỗi xấu hổ đó đã chất chồng thành sự nhục nhã cô đành thở dài lục lệ hành khi nào thì đi khi nào kỳ nghỉ phép của anh kết thúc vậy cả ngày ở trong khách sạn bỏ bê công việc anh không cảm thấy chán sao ẩn ẳng ẳng tư tư như chơi mạng quá dài mà sổ mấy tiếng về phía lục lệ hành, kỹ khanh khanh vuốt ve đầu tư tư, thầm tán thưởng nó thật ngoan. Lục lệ hành yên lặng nhìn cô, sau đó đi đến bên cạnh cô rồi vươn tay sờ lên trán cô xem xét, xác định kỹ khanh khanh không còn cảm xúc nữa. Sau đó anh cầm lấy ly nước ấm đưa vào tay cô, không nói năng gì rồi bước vào thư phòng. Chưa được bao lâu, ông Nhu đã dẫn thở mết ấp đến đây, không thấy thì không biết, sau khi ôm nhu nhìn thấy thì càng thêm hoảng sợ kỹ khanh khanh ngồi trước bàn trang điểm vẻ mặt của cô trước cương tiều tụy uể oải không biết có phải là di chứng sau khi phát sốt hay không sắc mặt còn khó coi hơn cả hai ngày trước cả quần thâm dưới mắt cũng hiện rõ chị khanh khanh sếp lục nói chị vẫn còn bị cảm chưa khỏe hẳn hay chị vẫn nên ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt thì hơn lục lệ hành đã lên tiếng ôm nhu cũng không dám tùy ý quyết định hơn nữa cô bé nhìn thấy mặt kỹ khanh khanh đúng là không ổn lắm. Hôm qua chị đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh vặt thôi mà, lại còn nghĩ tận hai ngày làm chậm trễ biết bao nhiêu việc đây này. Thôi em đừng nói nữa, trang điểm nhanh cho chị rồi còn đến phim trường. Giọng nói của cô có hơi không thoải mái, cô nói xong cũng mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Thở mết ấp mở ngăn đựng mỹ phẩm, vội vàng đến trang điểm cho cô. Hôm nay kỹ khanh khanh mặc áo ngủ nhưng cổ áo cởi bỏ vài nút nên có hơi rộng, sáng sớm nên cô cũng không chú ý gì mấy, nhưng sau khi khẽ tựa lưng, lại lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh nhỏ nhắn trên mịn, trên cổ lại như ẩn như hiện những dấu ấn màu đỏ. Cô vô thức đưa tay gãi gãi, thở mết ấp nhìn thấy, chị khanh khanh, trên cổ của chị, kỹ khanh khanh kéo cổ áo nhìn trong gương, những chấm đỏ rất dễ gây sự chú ý cho người khác, lại còn hơi ngứa, cô suy nghĩ nhớ lại khi quay phim đã có chút triệu chứng như vậy nhưng cũng không quá nghiêm trọng bây giờ nghĩ lại chắc hẳn do chất liệu vải trang phục của đoàn làm phim hoặc do bị lăn trong bùn đất có lẽ bùn cũng là nguyên nhân dị ứng thôi cô nhớ lại hôm nay còn phải mặc quần áo mỏng manh diễn xuất lấy phấn lót che lại giúp chị a à, dạ được ông nhu và người thợ mếch ấp liếc nhìn nhau ánh mắt lưu chuyển sau đó sáng lên như sáng tỏ ngộ ra điều gì đó thì ra nguyên nhân mà sáng nay sếp lục thay chị Khanh Khanh nghĩ phép là như vậy. Dù sao thì nam nữ độc thân ở chung một phòng, có xảy ra chuyện gì thì cũng rất bình thường. Nhưng mà tại sao sếp lục lại không khỏi quá đáng, chị Khanh Khanh vừa mới bị cảm sốt mà còn không chịu nhịn một chút, ôm nhu thở dài, đúng là đàn ông. Dù cho bề ngoài có ra sao thì không thay đổi được bản chất bị lửa dục che mờ, cô cứ nghĩ sếp lục hoàn toàn không giống những gã đàn ông khác, nhưng thì ra đều là cá mè một lứa nửa tiếng sau khi đã trang điểm ổn thỏa kỷ khanh khanh ngồi xe đến trường quay lúc này ở phim trường đã sớm mở máy khi kỷ khanh khanh bước vào là lúc đang có cảnh diễn của nam nữ chính đấu võ với nhau dù cho đánh võ chỉ là diễn nhưng lại rất kịch liệt đánh tới đánh lui lại dần dần trở nên mờ ám kỷ khanh khanh đứng quan sát một lúc cho đến khi cảnh diễn kết thúc cô mới bước đến chào đạo diễn chu xin lỗi đạo diễn chu hôm nay tôi đến trễ quá đạo diễn chu thả tai nghe xuống ân cần hỏi hang cô, không phải buổi sáng cô xin nghỉ sao? Sao còn tới đây? Kỹ khanh khanh hắn giọng, gượng cười, chỉ là cảm vặt mà thôi, hôm qua tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, giọng nói của cô làm sao thế? Đạo diễn chu nhíu mày, cô cảm xúc vẫn chưa khỏi sao, nếu không ổn cô có thể về nghỉ ngơi, không sao đâu, sáng nay ngài lục đã xin nghỉ phép giúp cô rồi, tôi có thể trì hoãn phần diễn của cô, không sao, ông đừng hoãn lại, tôi đã khỏe rồi, chỉ có điều. Kỷ Khanh Khanh kiên trì giải thích, chỉ là tối hôm qua tôi nói chuyện hơi nhiều cho nên cổ họng có hơi đau, không phải do cảm cúm đâu. Bệnh cảm của cô đã khỏi hẳn, thật đấy, tôi đã khỏe nhiều rồi. Đạo diễn Chu suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được rồi, phần diễn của cô vẫn dựa theo lịch đã được sắp xếp, cô đi thay quần áo nhanh đi rồi sau đó phải xem kịch bản cho cẩn thận, một lát nữa tôi đến tìm cô sau. Kỷ Khanh Khanh thở vào nhẹ nhõm đạo diễn chu vừa đi khỏi kỷ khanh khanh đã vào trong xe thay quần áo rách rưới sau đó ôn nhu mang đến cho cô một cái ghế và một ly nước ấm đến thêm cả một hộp kẹo ngọt giúp cô thanh giọng ôn nhu tận tình dặn dò chị khanh khanh có vấn đề gì thì cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé kỷ khanh khanh không nhận ra được ý trong lời nói của cô bé cô chỉ thuận miệng nói lời cảm ơn thích tỉnh vân bước đến ngồi xuống bên cạnh cô là diễn viên trong cùng một đoàn phim thì cũng lịch sự quan tâm hỏi thăm vài câu Tôi nghe đạo diễn Chu nói hôm qua cô ngã bệnh, sao không ở khách sạn nghỉ ngơi thêm một thời gian? Hôm nay sao cô lại đến phim trường rồi? Tôi không vấn đề. Kỷ Khanh Khanh cười nói, chỉ là một chút cảm vặt mà thôi, hôm qua tôi đã khỏe rồi, đoàn phim cũng không thể vì tôi mà chậm trễ tiến độ quay được. Giọng của cô, nghĩ đến chuyện tối hôm qua làm cho Kỷ Khanh Khanh vừa ngại ngùng vừa bực bội, vành tai không hiểu sao lại hồng lên nhưng hết lần này đến lần khác phải vờ như không có chuyện gì cô điềm nhiên giải thích có lẽ là chút di chứng mà thôi thích tĩnh vân nhìn vành tai ửng hồng của kỷ khanh khanh còn dáng vẻ thì uể oải đang định trấn an cô vài câu thì khi nhìn lướt xuống dưới nhìn thấy xương quai xanh của kỷ khanh khanh có một dấu đỏ mờ nhạt tuy bị phấn lót che nhưng thích tĩnh vân liếc qua vẫn nhận ra được đó là cái gì khó trách sáng nay lục lệ hành gọi điện cho đạo diễn chu xin nghỉ phép cho kỷ khanh khanh thì ra là như vậy nhưng mà thích tỉnh vân cũng có chút tò mò kỷ khanh khanh và lục lệ hành là hai người không có điểm chung hay liên quan gì đến nhau có bắn đại bác cũng không tới tại sao chỉ trong vòng một tháng đã ghép lại thành đôi tình cảm cũng của hai người cũng tốt khi kỷ khanh khanh quay phim thì lục lệ hành bỏ dở hết công việc mà đuổi theo tới tận đây quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân khi người đàn ông gặp được người con gái mình yêu dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gục ngã dưới ngón tay mềm mại Kỷ Khanh Khanh nhìn thấy ánh mắt của cô dừng trên cổ mình, cô vội vàng giải thích, hai hôm nay tôi bị dị ứng nên đánh chút phấn lót, không có vấn đề gì lớn đâu. Thích tỉnh vân cũng không vạch trần, chỉ cười cười, thì ra là vậy, cô còn trẻ, nên chú ý đến sức khỏe. Nhìn nụ cười trên mặt thích tỉnh vân, Kỷ Khanh Khanh có cảm giác mình đã bị hiểu lầm thật rồi. Dấu đỏ trên cổ, giọng nói khàn khàn, tinh thần quể oải không có sức sống, thoạt nhìn cứ như là... Kỷ Khanh Khanh ngỡ ngàng, muốn giải thích với Thích Tĩnh Vân thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói đó là do dị ứng thì rõ ràng người ta cũng không tin. Không lẽ nói tối hôm qua cô trốn trong chăn bị lục lệ hành liên tục ép buộc gọi ông xã đến trạng sáng. Nếu là cô thì cô cũng không tin chương 43, 2, edit, phên chút, Kỷ khanh khanh thở dài. Cô khỏe là tốt rồi, tôi không làm chậm trễ cô đọc kịch bản nữa, đợi lát nữa đến cảnh của cô nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé. Cảm ơn chị, tỉnh vân. May mà hôm nay lời thoại của cô không nhiều lắm, dù ít hầu không khỏe cũng không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là bộc lộ nội tâm như tro tàn của nhân vật khi bị phản bội, gắng sức thì lại quá giả tạo, còn nếu không đủ thì cơ mặt như bị đơ, cô không biết điều chỉnh như thế nào mới tốt. Đạo diễn Chu dù bận rộn cũng đến giảng giải cách diễn cho cô, biết rõ cảnh quay kế tiếp là cảnh quan trọng nhất, Kỷ Khanh Khanh có thể cảm giác được ngay cả ông cũng có mấy phần lo lắng. Nhưng cô nghĩ đến đêm mưa của ngày đó, sự bất an trong lòng cũng thoáng yên lại. "Này Khanh Khanh, cô diễn cũng đừng quá lo lắng, cô hãy dẫn dắt mình vào nội tâm của nữ hai, tưởng tượng cảm giác bị người mình tin tưởng bỏ rơi là như thế nào." Đạo diễn Chu ngẫm nghĩ, nếu như cô vẫn chưa tìm được cảm giác ấy, vậy cô thử nhớ lại cảm giác chia tay với bạn trai cũ xem kỷ khanh khanh đúng là chưa từng trải qua cảm giác bị người ta bỏ rơi nhưng vẫn thử cảm nhận cảm xúc của nữ hai có lẽ cũng đoán được đại khái nên có tâm trạng cảm xúc thế nào cô gật đầu để tôi thử xem kỷ khanh khanh vừa dứt lời ánh mắt của đạo diễn chu đã rơi xuống cổ của cô nhìn thấy mấy vết hồng hồng ông lớn tiếng nói thợ trang điểm đâu rồi một người thợ mết ấp vội vã chạy lại đạo diễn chu chỉ vào cổ kỷ khanh khanh cô nhìn cô trang điểm kiểu gì thế hả mấy vết đỏ trên cổ là như thế nào một lát nữa trước máy quay phim thì phải làm sao bây giờ thợ mết ấp bị mắng cũng không dám cãi lại chỉ tranh thủ lấy hộp trang điểm dậm phấn lại cho kỷ khanh khanh nhưng bởi vì đạo diễn chu lớn tiếng đã thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía này kỷ khanh khanh vội vàng nói đạo diễn chu không liên quan đến cô ấy tôi bị dị ứng nhẹ buổi sáng đã nói cô ấy che lại rồi nhưng có lẽ khi thay quần áo làm cỏ mất phần phấn lót thợ mết ấp cảm kích cười, nhưng dấu đỏ bởi vì dặm thêm phấn lót lại không tệp với màu da, nên cô lại lau phần phấn trên cổ của kỹ khanh khanh đi rồi dặm phấn lại lần nữa, bởi vì phải bôi đi. Từng chấm đỏ trên cổ của Kỷ Khanh Khanh bị hiện lên rất rõ. Kỷ Khanh Khanh nhìn xung quanh, vài người nhân viên hậu cần nhìn thấy ánh mắt của cô vội vàng cúi đầu xuống, hoặc vờ như bận rộn với công việc của mình, dáng vẻ đó cứ như nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy. Đạo diễn Chu hơi công người ho khan một tiếng, ông thúc giục thợ make ấp, tranh thủ thời gian làm nhanh lên. Thợ make ấp nhanh chóng phủ phấn lót đều ra, che đi những dấu đỏ. Đạo diễn, đã xong rồi. Đạo diễn chu xem xét, gật đầu, ông có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng sau nửa ngày ông mới nói bân quơ một câu, tuổi trẻ thật tốt. Nụ cười trên mặt kỹ khanh khanh lập tức cứng đờ, có vẻ là đã hiểu lầm thật rồi. Hơn nữa, cho dù giải thích thì người ta càng hiểu lầm nhiều hơn, nhưng mà cô vẫn là hoàng hoa khuê nữ mà. Kỷ Khanh Khanh vắt hết óc cũng không biết nên nói gì cho phải, lại nhìn thấy Thẩm Vi Vi đang đi đến hướng này. Đạo Diễn chu ngẩng đầu nhìn cô ta, có vẻ như muốn hóa giải sự lúng túng vừa rồi, ông cười nói, "Tôi nhớ cảnh cuối là cảnh diễn của cô và Khanh Khanh à." "Vâng." Cô nhìn Kỷ Khanh Khanh cười, "Một lát nữa nhờ chị Khanh Khanh chỉ bảo ạ." À. Kỷ Khanh Khanh cũng mỉm cười, "Không dám không dám. Hôm nay xong phần diễn của cô khi nào thì cô đi? Có lẽ là hôm nay tôi đi." thẩm vi vi nhắc đến chuyện này vẻ tươi cười càng sâu một lát nữa có người đến đón tôi một nữ diễn viên có vẻ khá thân thiết với cô ta đi ngang qua trêu chọc nói có phải bạn trai đến đón không bạn trai kỹ khanh khanh nghe nói thế nhướng mày lên dáng vẻ của thẩm vi vi bẽn lẽn cười không nói lời nào xem như cô ta ngầm thừa nhận không ít người đến trêu ghẹo thẩm vi vi nói được vài câu điện thoại của thẩm vi vi vang lên cô ta nói hai câu sau đó cúp máy nói với đạo diễn chu đạo diễn chu bạn trai tôi đã đến rồi không biết có thể để bạn trai tôi vào phim trường chờ tôi một chút được không diễn xong tôi sẽ đi ngay đây cũng không phải việc gì to tát đạo diễn chu cười nói được không thành vấn đề để cho cậu ta vào đi thẩm vi vi cảm kích cười bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài kỹ khanh khanh hít mắt lại thứ đồ khốn nạn lục lệ đình muốn tới đây ánh mắt cô lạnh lùng nhìn vẻ mặt của thẩm vi vi ngượng ngùng dẫn lục lệ đình đi vào phim trường. Như mọi người vẫn thường nói, anh em lục lệ hành và lục lệ đình giống nhau đến sáu phần, khi đứng cạnh nhau mọi người sẽ luôn tò mò bọn họ có phải anh em hay không. Hắn ta kề vai thẩm vi vi đi tới, người ngoài nhìn thấy cảm thán, đúng là đôi trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Đạo diễn chu, anh ấy là lục lệ đình, bạn trai của tôi, ngài yên tâm, khi quay xong chúng tôi sẽ đi ngay sẽ không làm phiền đến buổi quay hình của đoàn phim đâu đạo diễn chu cảm thấy người trước mặt mình có hơi quen mắt khi ông nghe thấy thẩm vi vi giới thiệu thì lại nhìn nhiều hơn vài lần trong lòng ông âm thầm nghi hoặc mối quan hệ của hắn ta và lục lệ hành được không sao cậu cứ tự nhiên ngồi đi đừng quấy rầy mọi người là được dù khí chất của lục lệ đình không bằng lục lệ hành nhưng ngược lại vẻ kiêu căng lại cao hơn không ít hắn ta lạnh lùng nhìn xung quanh cứ như mọi người không cùng đẳng cấp với hắn ta trong ánh mắt là vẻ cao ngạo bề trên nhưng khi hắn nhìn về phía thẩm vi vi thì thoáng hiện lên vẻ dịu dàng lệ đình cảm ơn anh hôm nay đến đón em nhé lục lệ đình nhìn thẩm vi vi hắn dịu dàng mỉm cười ánh mắt lạnh lẽo hơi tan đi sau đó hắn nhẹ giọng nói anh là bạn trai của em đây là việc nên làm mà kỹ khanh khanh ngồi trên ghế biết lục lệ đình và thẩm vi vi sau đó lại cầm cuội xem kịch bản tiếng bàn tán như có như không truyền vào tai ôi chao cô có thấy bạn trai của thẩm vi vi chưa có vẻ khá giống ngài lục đúng không kể cả tên cũng không khác mấy cô không nói tôi còn không chú ý có vẻ là vậy đấy không lẽ trùng hợp đến vậy hai bọn họ là anh em vậy thẩm vi vi muốn gả vào nhà giàu à cô ta và kỹ khanh khanh kỹ khanh khanh dời mắt nhìn qua giọng nói lập tức im bặt khanh khanh ơi đạo diễn chu đứng trước máy quay lớn tiếng gọi, chú ý 20 phút sau ghi hình nhé, kỹ khanh khanh buông kịch bản xuống, cô lên tiếng, vâng, đạo diễn, nhưng mà giọng nói ấy lại hấp dẫn sự chú ý của lục lệ đình, hắn nương theo âm thanh ấy nhìn qua, lập tức nhìn thấy hai chân trắng nõn đặt trên ghế, dưới lớp quần áo lộ ra mắt cá chân nhỏ gầy và ngón chân hơi cong cong, lục lệ đình hơi sững sờ. Thẩm Vi Vi chú ý đến ánh mắt của hắn, cô ta hỏi, Lệ Đình, anh làm sao thế? Lục lệ đình phục hồi tinh thần, không sao, ở đoàn phim có ai gây khó dễ với em không? Thẩm vi vi biến sắc, khóe môi gắn nở nụ cười, làm sao có thể, anh đừng đoán mò. Lục lệ đình trầm giọng, anh biết rồi. Bên cạnh thẩm vi vi nhiều năm, biểu hiện trên mặt của thẩm vi vi thể hiện cho điều gì anh cũng nhận ra. Vi vi, cô cũng lại đây đi. Thẩm vi vi lên tiếng, sau đó nói với lục lệ đình, em đi trước đây, anh ngồi đợi một lát đợi em chết xong sẽ lập tức quay lại. Lục lệ đình bất đắc dĩ bật cười, cố gắng lên, em sẽ cố gắng. Thẩm vi vi miễn cười đi đến phía đạo diễn chu chương 43, ba diễn kịch ư, ai mà không biết diễn. Cô ta diễn vai nha hoàng bên cạnh nữ hai, nhưng sau này bị nam chính thu làm kẻ thân tính, một lòng thay nhân vật nam chính truyền tin tức đi. Vai trò kế tiếp của cô ta trong cốt truyện chính là bị nam chính giết. Nam chính cho rằng tuy phụ thân của nữ hai làm chuyện ác tày trời nhưng người thiện lương như nữ hai lại không nên chết đi, quyết định cho nữ hai một con đường sống. Nhưng vai trò của nhân vật thẩm vi vi thủ vai lại cho rằng phải nhổ cỏ tận gốc, vì vậy ả ta lén lút đưa thuốc độc cho nữ hai, cuối cùng lại bị nữ hai phát hiện rồi giết chết. Được rồi, những điểm quan trọng tôi nói các cô đã nhớ rõ chưa? Kỹ Khanh Khanh và thẩm vi vi khẽ gật đầu. Tốt, bắt đầu nào! mọi người cùng giữ vững tinh thần, mọi người vào vị trí và làm tốt vai trò nào. Ác sân, kỹ khanh khanh mặc quần áo rách rưới nằm trên đống củi, nhìn tia sáng bên ngoài hắt vào khi thẩm vi vi đẩy cửa bước vào, ánh mắt nàng kinh ngạc tan rã khi thấy ả ta, nàng vô cùng kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, cảm xúc đau khổ nơi khóe mắt dần dần tích tụ lại. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Trên tay thẩm vi vi bưng chén cháo, ngồi xổm trước mặt nàng, ả cười, tiểu thư, tại sao không thể là ta, ta đối xử với ngươi. Hốc mắt của kỹ khanh khanh ngân ngấn lệ, đâu có tệ, không tệ. Vậy ngươi có biết rằng ta cũng từng là tiểu thư khuê cát, vậy mà lưu lạc đến nỗi làm nha hoàng hầu hạ cho người. Trên mặt thẩm vi vi tuy cười nhưng lại hiện lên vài phần thê lương, chuyện này giờ đây ta cũng không còn sợ ngươi biết, có lẽ ngươi không biết rõ lai lịch của ta, vậy ta cho ngươi biết, tên thật của ta là Trần Vân Nguyễn, mười ba năm trước cha ngươi vu oan hãm hại cả nhà ta tịch thu hết tài sản còn gán cho trần thuật hoài tội danh giết người ta may mắn thoát chết chạy trốn nhưng trời xuôi đất khiến đưa đẩy mà ta bị bán làm nha hoàng trong phủ của ngươi ta thẩm vi vi bưng chén cháo lên đúng thế hôm nay cũng là do tây thần phái ta đến ánh mắt kỹ khanh khanh hoảng sợ nhìn chén cháo lắc đầu không ngừng không không thể nào không thể nào uống đi dù sao người thân của ngươi không ai còn trên nhân thế, ngươi sẽ lẻ loi hiu quạng. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, ả à ta nắm lấy cầm nàng, đưa chén cháo đến bên miệng yếu ớt của kỹ khanh khanh, rót cháo vào, kỹ khanh khanh dãy dụa trong vô thức, chén cháo trong tay thẩm vi vi đột nhiên đổ xuống trước ngực cô, á, à, cắt. Đạo diễn Chu đứng bên ngoài hô ngừng, chuyện gì xảy ra vậy? Đang diễn tốt đến thế mà, thẩm vi vi đứng dậy đầu tiên không ngừng xin lỗi đạo diễn chu, xin lỗi ngài đạo diễn chu, là lỗi của tôi, vừa rồi tôi cầm chén cháo không chắc, xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này nhất định tôi sẽ diễn thật tốt, được rồi được rồi. Thêm một lần nữa, lần này chú ý diễn cho tốt đấy, nhân viên hậu cần tiến lại lau chùi cháo trước ngực cô, kỹ thanh khanh chỉnh trang lại, khóe mắt nhìn qua sau đó nghiêng người, vừa rồi làm cô lãng phí cảm xúc, bây giờ còn phải quay thêm một lần nữa mọi người chuẩn bị, ác sân, kỹ khanh khanh tập trung cảm xúc, nước mắt khẽ khàng rơi xuống, ánh mắt nàng tuyệt vọng không thể tin nhìn thẩm vi vi, không. Không thể nào, không thể nào, uống đi, dù sao người thân của ngươi không còn ai còn trên nhân thế, ngươi sẽ lẻ loi hiu quạng. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, thẩm vi vi một lần nữa đưa chén cháo đến bên môi kỹ khanh khanh, ả à nắm lấy cầm nàng. Nhưng khi kỹ khanh khanh vùng vẫy, chén cháo kia lại bị dội ngược lại vào người thẩm vi vi, cắt cắt cắt. Tại sao lại bị bắn ngược lại hả? Thẩm vi vi oán hận liếc kỹ khanh khanh, cô ta chậm rãi xoay người nhỏ giọng nói với đạo diễn Chu, xin lỗi đạo diễn, là lỗi của tôi, lỗi của cô, tất nhiên là lỗi của cô rồi, thế nào mà cả chén cháo cũng cầm không xong hả? Lần này tôi sẽ diễn thật tốt, ngài đừng giận, chúng ta bắt đầu thêm một lần nữa, nhất định sẽ đạt. Đạo diễn Chu nhìn cô, không còn cách nào khác đành phải nói, thêm một lần nữa. Mọi người chuẩn bị. Ác sân, hai người họ nhanh chóng nhập vào vai diễn, nói ra lời kịch đã được học thuộc trong đầu, sau đó thẩm vi vi đưa chén cháo đến bên miệng kỹ khanh khanh, uống đi, dù sao người thân của ngươi không ai còn trên nhân thế, ngươi sẽ lẻ loi hiu quạn. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, một giây sau, cắt. Sắc mặt của đạo diễn chu càng lúc càng khó coi, nhìn trên bàn không có vật gì để ném ông kích động đập lên người phó đạo diễn thẩm vi vi rốt cuộc cô có chuyện gì bưng cháo cũng bưng không xong có cần tôi tìm người thay tay cầm cháo giúp cô không thẩm vi vi cúi gầm đầu xuống tay chân luống cuống đứng đó nghe đạo diễn chu mắng một lúc sau cô ta mới nhỏ giọng nói xin lỗi xin lỗi đạo diễn chu một chén cháo cũng bưng không xong một lần còn chưa tính đến hai ba lần sau cũng sai lầm cùng một chỗ như thế mọi người trong phim trường đều là người từng trải có chuyện gì mà chưa thấy qua nhìn qua nguyên nhân cũng không phải là sai lầm của thẩm vi vi kỹ khanh khanh đang chỉnh trang lại đột nhiên ý thức được ánh mắt rơi lên người mình vui nhỉ cô biết rõ nguyên nhân của thẩm vi vi khi diễn như vậy vừa muốn chốt xong vai diễn còn muốn cả trận này được thôi cái vỏ này cô đổ được rồi cô đừng có lại xin lỗi tôi cô nói xem tại sao lại diễn không ổn vậy Thẩm vi vi đưa mắt nhìn kỹ khanh khanh, đáy mắt tràn đầy sự tuổi thân, có lẽ là do chén quá trơn, khi chị khanh khanh vùng vẫy tôi cầm không chắc được, giống như người ta đang ăn hiếp cô ả vậy. Đạo diễn chu nhìn kỹ khanh khanh, trầm giọng nói, khanh khanh à, khi cô vùng vẫy thì nhẹ một chút, phối hợp với nhau đi, kỹ khanh khanh lên tiếng, sau đó hai người đã nhập vai rất nhanh. Thẩm Vi Vi đưa chén cháo đến bên miệng Kỷ Khanh Khanh, một tay nắm lấy cầm của nàng, uống đi dù sao người thân của ngươi không ai còn trên nhân thế, ngươi sẽ lẻ loi hiu quạng. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, kỹ thanh thanh không vùng vẫy nữa, nhìn chén cháo trong tay thẩm vi vi, cô đưa tay tiếp lấy, cảm nhận được thẩm vi vi chuẩn bị dùng sức hất cháo lên người mình, ánh mắt của cô tràn ngập vẻ trào phúng, muốn ăn cháo à. Cho cô ăn hết nhé, cô nói xong, nâng tay lên, toàn bộ chén cháo đổ vào trong cổ áo của ả ta, đạo diễn chu, xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn giúp Thẩm Vi Vi bưng chén cháo nên lén đỡ dưới đáy chén, thật xin lỗi, đạo diễn Chu cho tôi thêm một cơ hội đi, chỉ một lần thôi. Kỷ Khanh Khanh thiếu chút thở than khóc lóc, so với diễn xuất khi nãy còn giỏi hơn, cô không ngừng nói với Thẩm Vi Vi, cô không sao chứ? Tôi không cố ý, tôi không thể tin được chén cháo này cả hai ta đều không bưng được. Đạo diễn Chu. Được rồi được rồi, thêm một lần nữa sắc mặt của thẩm vi vi lúc xanh lúc trắng, chỉ có thể gượng cười để cho nhân viên hậu cần lau sạch cho ả, có người bưng chén cháo đến cho ả ta, diễn được phân nửa, khi thẩm vi vi bưng chén cháo đến bên môi kỹ khanh khanh. Ta chỉ muốn tốt cho cô, kỹ khanh khanh khoát tay, chén cháo trực tiếp đổ trên người cô, có vài giọt còn văng lên mặt cô, thẩm vi vi rối bời, đạo diễn chu tức điên, lại có chuyện gì nữa, xin lỗi đạo diễn chu, là lỗi của tôi chén cháo này thật sự rất nặng chẳng trách thẩm vi vi lại bưng không xong kỹ khanh khanh cô được tổ đạo cụ tìm một cái chén nhẹ hơn lại đây tổ đạo cụ thay cái chén thứ hai đến kỹ khanh khanh đi đến sau lưng thẩm vi vi kề bên tai cô ả nhỏ giọng mà ác liệt cười đây là lần thứ hai cô còn kém tôi một lần một lát nữa tôi muốn đổ cháo lên mặt cô thẩm vi vi chợt quay đầu lại mọi người chuẩn bị Kỷ Khanh Khanh nằm dưới đất nhớ mày nhìn cô ta, tổ đạo cụ bưng một chén cháo đến, thẩm vi vi cầm lấy, sau khi cầm vững ả từng bước lại từng bước đi về phía Kỷ Khanh Khanh, ả thấp giọng nói. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, thẩm vi vi nhìn Kỷ Khanh Khanh, một tay tập trung bưng chén cháo, tay kia nắm lấy hàm dưới của Kỷ Khanh Khanh, trong đầu ả ta suy ngẫm cách đối phó, đắn đo hết lần này tới lần khác, nhưng một giây trước khi Kỷ Khanh Khanh vươn tay, ả vô thức ném chén cháo đi chén bị tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, cháo rơi tung tóe đầy đất, tay kỹ khanh khanh ở giữa không trung, đột nhiên nở nụ cười, cô khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ dọa cô một chút thôi mà, diễn kịch ư, ai mà không biết diễn, chương 44, một may mắn cô có người chồng thông minh nhất thế giới này, edit, phên chút, toàn bộ phim trường lặng ngắt, khi thẩm vi vi kỹ khanh khanh phải nuốt cháo. Camera cách hai người 2 mét đã quay lại toàn bộ cử chỉ của họ, hai người camera nhìn rất rõ họ đã quay phim ở phim trường nhiều năm cũng nhìn ra được mâu thuẫn của các minh tinh chuyện khuất tất đến đâu cũng đều đã được tận mắt chứng kiến có thể xem như họ có kinh nghiệm khá phong phú với những xung đột bất chợt như thế này việc thẩm vi vi đập vỡ chén rõ ràng đã được ghi lại trong máy quay khi kỹ khanh khanh vùng vẫy tay của cô chưa từng chạm vào chén cháo trên tay thẩm vi vi rõ ràng chính là do thẩm vi vi tự mình cầm chén cháo ném đi Thích Tỉnh Vân và Tưởng Tố ngồi một bên nghỉ ngơi cũng chú ý đến tiếng động phía bên này, nhưng dù sao họ cũng ở trong showbiz được một thời gian, đạo lý đối nhân xử lý thế nào cũng hiểu, bạn lừa tôi, tôi gạt bạn đều đã trải qua. Chút chuyện diễn kịch ấy chỉ nhỏ như hạt cát, anh thấy thế nào? Tưởng Tố cười nói, chỉ là chuyện của hai cô gái nhỏ, cô cũng đừng nhúng tay vào, không khéo sẽ bị đạo diễn chu mắng lây đấy, nên ở đây trao đổi kịch bản với tôi còn hơn thích tỉnh vân trợn mắt liếc nhìn anh ít nhiều gì thì tôi cũng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đấy cô nói xong rồi đàng hoàng ngồi trao đổi lời thoại lại làm sao thế đạo diễn chu thở hồng hộc đi đến trước mặt hai người họ chỉ vào từng mảnh vỡ trên mặt đất cái chén này chọc giận các cô chỗ nào hả làm sao lại ném nó vỡ tan tành đến như thế thẩm vi vi cúi gầm đầu giữ im lặng trong lòng ả âm thầm tức giận bản thân mình không giữ bình tĩnh lại còn làm cho kỷ khanh khanh có cơ hội đùa ả một vố nhưng dù cho tất cả những người khác đang suy nghĩ thế nào ả cũng không quan tâm kể cả đạo diễn chu suy nghĩ thế nào ả cũng không thèm quan tâm nhưng ả quan tâm nhất chính là lục lệ đình ánh mắt thẩm vi vi nhìn lục lệ đình ngồi xa xa bên ngoài chỉ cần lục lệ đình tận mắt nhìn thấy và tin tưởng ả bị kỷ khanh khanh hãm hại tin tưởng ả bị tất cả những người trong đoàn phim này ăn hiếp vậy là đủ rồi xin lỗi đạo diễn thật xin lỗi vừa rồi tôi lỡ tay lỡ tay đạo diễn chu chỉ vào kỹ khanh khanh khi nãy tôi e tay của hai người vướng phải nhau đụng vào chén cháo nhưng tôi đã cố nhìn kỹ rõ ràng tay của kỹ khanh khanh còn chưa chạm vào cô tại sao cô còn ném cả chén cháo đi thế rốt cuộc là thế nào là do cái chén nó quá nặng hay là do cô bị bỏng tay đây không phải đạo diễn chu vừa rồi tôi sao lại bưng chén cháo cũng không ổn thế cho dù có tốt tính cũng bị chọc tức điên huống hồ tính tình đạo diễn chu vốn dĩ đã rất nóng nảy thẩm vi vi đây là cảnh quay cuối cùng của cô cô không thể cứ quay mòng mòng với những sai sót như thế được chứ không phải đâu đạo diễn tôi một giọng nói sau lưng đạo diễn chu bất chợt vang lên mang đầy vẻ nặng nề áp bức và phẫn nộ nếu không phải do kỷ khanh khanh làm sao vi vi lại mắc phải nhiều sai lầm như thế kỷ khanh khanh nhướng mi nhìn lục lệ đình nhíu mày hung ác sau lưng đạo diễn chu cậu nói cái gì đạo diễn chu hỏi kỹ khanh khanh khẽ cười đạo diễn chu hắn ta nói thẩm vi vi vì tôi nên mới phạm sai lầm tôi nói vậy có đúng không lục lệ đình cười lạnh hỏi lại cô bằng không thì thế nào nhưng mà rõ ràng chính cô ta ném cái chén đi sao lại đổ lên người tôi được chính cô đã làm cái gì trong lòng cô rõ nhất lệ đình đừng như vậy mà anh đây là lỗi của em không liên quan gì đến khanh khanh hết là do em lỡ tay ả à nói đến đây còn gượng cười với hắn ánh mắt còn đầy vẻ khẩn cầu ý bảo hắn ta đừng nhúng tay vào chỉ còn một cảnh quay cuối cùng anh để em diễn thuận lợi được không lục lệ đình quyết tâm nắm chặt tay hắn biết thẩm vi vi chỉ là một diễn viên nhỏ ở đoàn phim ít nhiều cũng sẽ bị xem thường thậm chí là bị ăn hiếp lần trước bị ngã xuống gò núi đã minh chứng cho suy đoán của hắn mơ ước của thẩm vi vi là được diễn xuất dù sao hắn yêu thẩm vi vi nên cũng không thể cướp đoạt đam mê của vi vi được nhưng hắn không ngờ đến ngay dưới mí mắt của hắn lại chứng kiến kỹ khanh khanh bắt nạt vi vi trước mặt bao nhiêu người lục lệ đình trợn mắt nhìn kỹ khanh khanh đôi mắt nhanh chóng phát ta tia lửa kỹ khanh khanh đến bây giờ tôi không ngờ cô sẽ biến thành một người như vậy kỹ khanh khanh lắc đầu cũng thất vọng nói lục lệ đình đến bây giờ tôi cũng không ngờ anh sẽ biến thành cái dạng này ngu xuẩn mê muội không có đầu óc một tên con trai có chỉ số thông minh thấp đến như vậy mà được làm nhân vật chính ư đúng là gia sản bạc tỷ của lục lệ hành thật sự tiện nghi cho hắn nhưng mà ngẫm lại thì loại phụ nữ như thẩm vi vi vậy mà là khắc tinh của vô số thằng đàn ông không một tên nào không bị thẩm vi vi hấp dẫn bị che mờ bởi lửa dục vọng may mà ở thế giới này cô có một ông chồng thông minh lại cơ trí chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấu những âm mưu quỷ kế của những ả hoa sen trắng những cô gái lúc nào cũng xem như mình thuần khiết vô tội từng kể cả cô kỹ khanh khanh đi tới trước mặt lục lệ đình có nhiều lời muốn nói với cậu nhưng có lẽ cậu sẽ không muốn nghe và cũng sẽ không hiểu nên tôi không muốn nói gì với cậu nữa cô hạ giọng âm thanh chỉ có hai người nghe nói với lục lệ đình cậu cảm thấy là tôi đổ lên người vi vi của cậu vậy tôi để cậu nhìn cho rõ đây vi vi của cậu đã hất đổ thế nào nhé cô bước từng bước đi đến trước mặt lục lệ đình cuối cùng đã đứng trước mặt hắn khoảng cách hai người rất gần trong vô thức lục lệ đình lui về phía sau hắn ta cau mày khi hắn định nói gì đó thì kỷ khanh khanh mỉm cười sắc mặt của hắn lập tức thay đổi chỉ thấy kỷ khanh khanh đột nhiên ngã về phía hắn khi hắn đột nhiên lấy lại ý thức định giơ tay đỡ cô thì kỹ khanh khanh né hai tay của hắn lại lão đảo vài bước, sau đó cứ như bị người ta đẩy ngã, vẻ mặt không thể tin được nhìn lục lệ đình. Lục lệ đình nhìn hành động không chút sơ hở của kỹ khanh khanh, hắn ta giận đến nỗi không thể nén lại, kỹ khanh khanh, cô. Ông Nhu bước đến đỡ kỹ khanh khanh, cô bé tức giận nhìn lục lệ đình, anh còn muốn ra tay đánh phụ nữ. Chị khanh khanh, chị có sao không? nhân viên hậu cần xung quanh vội ngăn trước mặt lục lệ đình, sợ rằng hắn ta sẽ làm ra chuyện quá khích. Đạo diễn chu lớn tiếng nói, bảo vệ đâu? Bảo vệ, thẩm vi vi vội vàng giải thích, đạo diễn, không phải như vậy, lệ đình anh ấy không phải người như thế, nhất định khi nãy là có hiểu lần, anh ấy tuyệt đối không làm gì khanh khanh hết. Chương 45, một đừng bức anh phải phá hủy cả công ty của cậu, kỹ khanh khanh dùng ánh mắt, này người anh em, bạn đang nói cái quái gì vậy mà nhìn lục lệ hành, quay phim bận rộn, mỗi ngày còn phải FaceTime 5 tiếng liền, anh muốn cô thất nghiệp luôn đấy ư. Nhưng mà cô cảm thấy công việc của lục lệ hành cũng không phải nhàn rỗi, đào đâu ra thời gian để chat video với cô, mỗi ngày anh trích ra được 5 phút là may rồi, không được đâu, còn làm trễ nải công việc của anh, với lại. Cô nghi hoặc nhìn lục lệ hành, quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt à. Tại sao mỗi ngày còn phải FaceTime với nhau tận 5 tiếng liền, không phải cô đã từng nói chúng ta là vợ chồng à? Mỗi ngày FaceTime với nhau, còn cần lý do, nhưng mà một lúc là được rồi, đâu cần phải quay tận 5 tiếng. Tôi lấy đâu ra thời gian, lục lệ hành nghiêng mắt nhìn ôm nhu giả vờ như mình là bức tượng đang cầm ly nước đứng đó, không phải cô còn có trợ lý sao? Ôm nhu chống đỡ ánh mắt của lục lệ hành, bất chấp gian khổ mà đặt ly nước bên cạnh anh, ngài lục mời ngài uống nước ạ à. nếu như bình thường cô không có thời gian vậy kêu ôn nhu dùng điện thoại quay lại là được khi quay phim để cho ôn nhu lấy điện thoại quay video hình ảnh này chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy kỳ quái lục lệ hành rõ ràng sống rất phóng khoáng hoàn toàn không sợ những người ở đoàn phim dị nghị sao kỹ khanh khanh nhíu mày thật lạ gì mà lạ không làm phiền công việc của cô cũng không làm phiền cuộc sống của cô tôi chỉ muốn biết cô làm việc thế nào ở đoàn phim mà thôi nói vậy là đang quan tâm mình ư kỹ khanh khanh hoài nghi nhìn anh nhiều ngày trôi qua cứ ngỡ mình đã hiểu rõ lục lệ hành ngẫm lại những hành động mọi ngày của anh rõ ràng anh không giống như người biết quan tâm cho người khác nhưng mà cẩn thận nghĩ lại lục lệ hành nói như vậy cũng bình thường dù gì thì anh cũng là người có tính chiếm hữu mạnh mà cô đi làm ở studio anh cũng chạy lại đó thôi lục lệ hành để cô tùy ý quan sát mình anh rất bình tĩnh và tự nhiên trong lòng còn cảm thán bản thân mình nói dối ngày càng thuận miệng không hề có cảm giác căng thẳng chút nào hôm nay tôi mang tư tư về hay là cô tự mang nó về kỹ khanh khanh suy nghĩ mình còn phải quay phim không có thời gian chăm sóc tư tư lại càng đừng nói đến việc dắt nó đi dạo anh mang nó về nhà trước đi để cho nó sớm quen với hoàn cảnh trong nhà được mọi việc cứ định như vậy đi lục lệ hành thành công lấy tư tư ra dời sự chú ý của kỹ khanh khanh. Kỹ khanh khanh đang muốn nói với anh thêm vài lời, nhưng nhìn không xa lại thấy thẩm vi vi và lục lệ đình kề vai sát cánh bên nhau mà đi tới, cô lập tức ngậm miệng lại, mở kịch bản ra, vờ như tập trung đọc kịch bản, chắc chắn phần lớn là không có chuyện gì tốt, anh hai. Để em giới thiệu với anh, đây là Thẩm Vi Vi bạn gái của em. Lục Lệ Đình nói xong, rồi nhìn Thẩm Vi Vi, Vi Vi, đây là anh trai của anh hiển nhiên thẩm vi vi vừa khóc mắt cô ta đỏ hoe đục ngầu dáng vẻ ốm yếu gầy gò như con thỏ non nớt nhìn có vẻ rất đáng thương dễ dàng làm giấy lên ý muốn bảo vệ của đàn ông còn nhịn không được mà muốn quan tâm cô ả xin chào anh lục em là thẩm vi vi không đợi thẩm vi vi nói thêm lục lệ hành rất không phong độ mà cắt ngang lời ả tiểu thư thẩm này trước khi cô kết hôn với lục lệ đình tiếng anh trai này thật không thích hợp đâu Thẩm vi vi nghe thấy lục lệ hành không hề khách khí mà nói trắng ra, vẻ tươi cười trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ lại rối bời, khóe mắt đỏ lên, tay chân ả luống cuốn cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu, ngài lục, xin lỗi ngài, là tôi mạo phạm ngài, giọng nói có vẻ rất tuổi thân, anh hai. Lục lệ đình nhìn thấy dáng vẻ nhỏ mọn tuổi thân của thẩm vi vi, trong lòng hắn như bị nhéo lấy, hắn mất kiên nhẫn cầm thật chặt tay của thẩm vi vi nói với lục lệ hành anh đừng như vậy vi vi là bạn gái của em em biết rõ con người cô ấy như thế nào cô ấy là một cô gái tốt bụng đơn giản nhất định anh đã có hiểu lầm với cô ấy rồi thẩm vi vi kéo tay anh ý như van xin hắn đừng nói nữa lục lệ hành nhướng mi lạnh lùng nhìn lục lệ đình trước khi hai người kết hôn tiếng anh trai này quả thật tôi không dám nhận chuyện đó và việc bản tính tốt bụng hay đơn giản hoàn toàn không liên quan gì với nhau nhưng Lệ Đình, anh đừng nói nữa, em không sao, khi nãy là do em quá đường đột, sau này em sẽ thay đổi. Bởi vì Thẩm Vi Vi hạ mình nhân nhượng vì lợi ích chung làm cho Lục Lệ Đình ấy nấy vô cùng, trong lòng hắn như giấy lên sự tức giận không tên, kể cả ngay trước mặt người nhà, hắn vẫn không bảo vệ được người con gái của hắn. Khanh Khanh ơi, khi nãy thật sự xin lỗi cô, là do tôi không tốt cứ trượt tay, làm nhiều lần nờ dê chậm trễ thời gian của cô. Cô yên tâm cảnh tiếp theo tôi sẽ diễn thật tốt, nhất định sẽ không gây phiền toái cho cô. Kỷ Khanh Khanh nhìn ánh mắt như sói hung ác của Lục Lệ Đình, cô đã hiểu rõ Thẩm Vi Vi đã thành công đem mục tiêu oán hận của Lục Lệ Đình dời sang người mình. Cô lại cúi đầu đọc kịch bản, không thèm quan tâm nói, điều này thật ra không có gì phải xin lỗi. Việc bị nờ dê rất bình thường, anh tưởng tố nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai ngày trước diễn cũng bị nờ dê không dưới 10 lần, chúng ta mới bị nờ dê 6 lần nào có tính là gì. Nhưng Kỷ Khanh Khanh đã thành công châm dầu vào lửa giận của Lục Lệ Đình, nhưng hắn ngại trước mặt Lục Lệ Hành, cũng không dám làm chuyện quá đáng gì, chỉ có thể kìm nén nói với Thẩm Vi Vi, Vi Vi, nờ không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi. Kỷ Khanh Khanh gật đầu, đúng thế, nờ hay không đó là quyết định của đạo diễn, còn do cả do ánh đèn, góc quay, không hoàn toàn bởi vì nguyên nhân cô cầm chén không vững đâu. Kỷ Khanh Khanh cô đừng có nói kiểu quái gở như vậy cô liếc lục lệ đình không rảnh phản ứng lại hắn nhiệm vụ thu dọn hắn bàn giao cho lục lệ hành đạo diễn chu có lẽ cũng đang phiền lòng tôi đi trước đây lục lệ hành gật đầu kỹ khanh khanh đứng dậy đi khỏi nơi đó thẩm vi vi nhìn lục lệ đình cười nói lệ đình em cũng đi qua đó đây một lát nữa em đóng máy chúng ta cùng về nhé ừ em đi đi anh chờ em Thẩm Vi Vi biết rằng hôm nay Lục Lệ Đình sẽ đem chuyện của họ nói rõ với Lục Lệ Hành, nhất định sẽ lan truyền tin tức ả là bạn gái ra ngoài. Thân phận bạn gái của nhị thiếu gia của tập đoàn nhà họ Lục, ả đã đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng đến. Chương 45, hai đừng bức anh phải phá hủy cả công ty của cậu. Sau khi Thẩm Vi Vi đi khỏi, Lục Lệ Hành mới ngước mắt lên nhìn hắn, nghe giọng điệu của cậu, có vẻ như cậu muốn cưới cô ta. Vâng, em muốn kết hôn với cô ấy. Giọng Lục Lệ Đình cương quyết, cô ấy đã ở bên em 4 năm, cũng biết em không có tiền, dù cô ấy dấn thân vào showbiz nên cũng từng tiếp xúc với biết bao thằng đàn ông có tiền có thế hơn em, nhưng vẫn thủy chung với em, không bỏ rơi em. Cô ấy đã vất vả nhiều năm, nên em muốn cho cô ấy một danh phận, vợ của Lục Lệ Đình này. Thật ra, cậu muốn cưới ai là chuyện riêng của cậu, cậu có quyết định thế nào cũng không liên quan đến anh, nhưng nếu cậu muốn cưới cô ta muốn cô ta bước vào cửa của nhà họ lục này phải để chính ông nội chấp thuận nếu như ông nội không đồng ý thì cho dù thẩm vi vi mang thai con của cậu thì cô ta cũng không bước được nửa bước vào cửa nhà này cậu có hiểu không chuyện này em sẽ nói với ông hắn ta nói xong lại cười lạnh ông nội còn để cho kỹ khanh khanh vào nhà chẳng lẽ lại không cho vi vi vào lục lệ hành nhíu mày anh cao giọng vẻ mặt rõ ràng rất không vui cậu nói cái gì đó lục lệ đình quyết định muốn cưới thẩm vi vi nên cũng không dám tranh cãi với lục lệ hành nên hắn đành ngậm miệng lục lệ hành lạnh lùng nhìn hắn ta cậu hiểu lầm khanh khanh thế nào hôm nay nói cho rõ ràng với anh đi em không có hiểu lầm nào với ả ta anh nhớ cậu đã từng nói rằng lúc trước cậu và cô ấy đang yêu nhau nhưng bởi vì cậu nghèo nên bị cô ấy đá chạy theo công tử nhà giàu lục lệ hành hít mắt nhìn hắn cậu cảm thấy rằng ai cũng sẽ như thẩm vi vi cam chịu cực khổ mà bên cạnh cậu sao em không hề nghĩ như thế vậy kỷ khanh khanh bỏ cậu có gì đáng lên án không em anh nhớ cậu đã từng nói kỷ khanh khanh là một người bị tiền tài che mắt hám danh hám lợi lục lệ đình bị anh nói trắng ra hắn quyết định không giấu giếm nữa vâng không sai cô ta chính là một con người như thế khi ấy em không có tiền cô ta đã chịu không nổi sự cô quạng nghèo túng lạnh lùng bỏ em chạy theo tên công tử gia thế đó sau này còn vì tiền mà lấy anh, thậm chí chính miệng cô ta thừa nhận, cô ta vì tiền mới chịu gả cho anh. Đương nhiên là cô ấy vì tiền mới chịu gả cho tôi. Vậy cậu có biết khi Thẩm Vi Vi bị thương đã tố cáo cô ấy, ép buộc cô ấy bồi thường 20 triệu không? Cậu biết rằng kể cả cô ấy có bán toàn bộ tài sản cũng không được 20 triệu không? Đó là cô ta đáng đời. Cho nên ông nội từng nói chỉ cần cô ấy bằng lòng gả cho anh, đám cưới với anh sẽ giúp cô ấy giải quyết vấn đề 20 triệu kia." Lục Lệ Đình, cậu sẽ không ngây thơ mà cho rằng sau khi anh chết sẽ giao toàn bộ gia sản cho Kỷ Khanh Khanh chứ." Lục Lệ Hành Thâm trầm nhìn hắn, chẳng lẽ trong thâm tâm Kỷ Khanh Khanh không có tính toán sao? Thật sự cô ấy lợi dụng anh trai của cậu để chiếm đoạt tài sản, chẳng qua cô ấy đã đến bước đường cùng, bị ông nội lợi dụng làm đám cưới với tôi, cô ấy cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Chính ông nội cũng đã nói rõ, bởi vì chuyện đó mà ấy nấy với kỹ khanh khanh, ông từng nói với anh không dưới một lần rằng, chỉ cần anh không muốn bên cạnh khanh khanh, cũng đối xử với cô ấy không tốt, ông sẽ để cho khanh khanh rời khỏi anh, đợi tương lai sau này cô ấy kiếm được người bạn trai hợp với cô ấy, ông sẽ xem cô ấy như cháu gái mà cho cô ấy cưới chồng, nhất định sẽ không đối xử tệ với cô ấy. Lục lệ hành nói xong làm cho lục lệ đình như bị sét đánh. Ngày trước kỹ thanh khanh còn khoe khoang, Dương Nanh múa vuốt trước mặt hắn, kiêu ngạo nói mình vì tiền mới chịu ở bên cạnh Lục Lệ Hành, để kế thừa tài sản của nhà họ Lục, nhưng bây giờ Lục Lệ Hành lại nói cho hắn, sở dĩ kỹ khanh khanh bước vào nhà họ vì bị ông nội lợi dụng, anh nói. Ban đầu ông nội ép cô ấy gả cho anh. Nhưng mà lúc trước cô ta còn nói chỉ vì di sản của anh, còn nói rằng, Lục Lệ Đình, trên đời này chỉ có anh mới là đàn ông có tiền sao, cậu có biết rằng, cô ấy cũng không thích anh cậu cho rằng gả cho một gã đàn ông ưu tú có vẻ bề ngoài lại có năng lực là rất khó sao vì sao hết lần này tới lần khác lại gả cho một người thậm chí chưa biết mặt như anh đây em lục lệ đình nghẹn lời anh không phủ nhận kỷ khanh khanh quả thực là người yêu tiền như mạng nhưng cậu sống một cuộc sống làm nhị thiếu gia đã lâu nào biết rằng cuộc sống vất vả khó khăn kiếm ăn từng đồng đừng nói là kỷ khanh khanh anh đây cũng coi trọng tiền bạc Chẳng lẽ cậu cũng xem thường anh? Cậu có biết nhiều lần tài chính của tập đoàn họ Lục bị đứt gãy mà thiếu chút đã phá sản không? Cậu có biết sự khủng hoảng tài chính hay thị trường chứng khoán trung chuyển là đã có nguy cơ bị sụp đổ không? Bởi vì cậu không thiếu tiền nên cậu cảm thấy cuộc đời không có ai sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hết. Nếu quả thật cậu vẫn còn để tâm đến chuyện năm đó, vậy sao cậu không thử thăm dò xem nguyên nhân vì sao Kỷ Khanh Khanh lại chia tay với cậu đi? biểu tình của lục lệ đình khá mệt mỏi nguyên nhân mà năm đó chia tay với hắn chỉ là cô ta nhìn trúng thiếu gia lắm tiền nhiều của mà thôi lục lệ hành nặng nề nhìn hắn lệ đình cậu là em trai của anh dù cho khanh khanh từng là bạn gái của cậu anh cũng không quan tâm nhưng sau này cùng sống chung một mái nhà khó tránh khỏi xung đột cho nên anh hy vọng cậu có thể tỏ thái độ tôn trọng với khanh khanh cậu là thằng đàn ông không thể cứ lúc nào cũng nói xấu bạn gái cũ luôn miệng huống hồ đó là do cậu hiểu lầm mà thôi nếu như lục lệ đình không phải em trai ruột của anh còn lâu anh mới tốn nhiều thời gian mà kiên nhẫn nhiều lời với hắn như vậy cậu không thể chịu đựng được thái độ của anh với thẩm vi vi vậy cậu có thể tỏ thái độ tốt với khanh khanh tốt một chút được không anh không hy vọng cậu lúc nào cũng nói cô ấy là ả à thấy tiền sáng mắt hám danh hám lợi cũng không hy vọng mọi người xung quanh qua lời nói của cậu mà suy diễn lung tung cô ấy là vợ của anh thái độ của cậu với anh trai cậu thế nào thì tỏ thái độ như vậy đối với cô ấy, có biết chưa? Lục lệ đình vô thức muốn tránh đi ánh mắt của lục lệ hành, môi hắn miếng chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào. Lục lệ hành đứng dậy, nói nhiều đó cũng đã đủ để lục lệ đình hiểu, sau này biết điều mà nhượng bộ, nếu như không thay đổi, thì về sau sẽ không dễ dàng như thế nữa. Hai giờ chiều nay anh có chuyến bay, nếu cậu có lòng thì về nhà thăm ông nội nhiều một chút, anh không phản đối cậu gây dựng sự nghiệp, nhưng chuyện gì cũng có mức độ, đừng bức anh phải phá hủy cả công ty của cậu đấy. Chương 46, 1, phim trường bắt đầu bừng bừng khí thế tiến hành quay phim. Lần quay phim này thuận lợi một cách bất ngờ, khi thẩm vi vi bưng chén cháo kề bên môi kỹ khanh khanh, đạo diễn Chu có hơi sợ hãi, chỉ sợ chén cháo lại gặp tai họa thêm một lần nữa. Nhưng may mà thuận lợi trót lọt, cảnh quay tiếp theo, kỷ khanh khanh giết thẩm vi vi ngay tại kho chứa củi kết thúc cảnh quay là hình ảnh gương mặt kỷ khanh khanh lạnh lẽo âm u Cua. qua đạo diễn chu cười tươi rói khanh khanh biểu hiện của cô không tồi cứ giữ vững phong độ như vậy nhé còn có vi vi chúc mừng cô đã đóng xong vai diễn kỷ khanh khanh thở hắt ra vuốt gương mặt cứng đờ cảm ơn đạo diễn chu cảm ơn mọi người đã vất vả rồi thẩm vi vi đứng dậy dỗ máu trong miệng ra, cô ta nhận lấy khăn mặt mà nhân viên đưa tới rồi lau sạch sẽ, cười nói, cảm ơn đạo diễn Chu, và tôi cũng cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã quan tâm tôi, tối nay tôi mời mọi người một bữa cơm nhé. Nếu là nửa tiếng trước mà Thẩm Vi Vi nói lời này, có lẽ không có mấy người muốn đi ăn cùng với cô ta, dù sao trong phim trường cô ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, không gợn chút sóng, nhưng bây giờ đã không còn giống như trước tất cả mọi người đều biết thẩm vi vi là bạn gái của lục lệ đình mà lục lệ đình lại là em trai của lục lệ hành hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn ta có thể nhìn ra được quan hệ thân thiết của hai người không giống như chơi qua đường lục lệ đình từ bên ngoài bước vào khi thẩm vi vi thấy hắn thì vội vàng đi tới ả à kéo tay hắn lệ đình em quay xong rồi buổi tối mình mời mọi người một bữa cơm rồi hãy quay về nhé được không anh lục lệ đình có chút không được tự nhiên nhưng trước mặt thẩm vi vi hắn cũng có chút không dám nói được không thành vấn đề vẻ tươi cười trên mặt thẩm vi vi càng tươi quay đầu nhìn về phía đám người đạo diễn chu đạo diễn chu khoảng thời gian này cảm ơn ông đã quan tâm tôi tối nay ông nhất định phải đến nhé anh tưởng tố chị tỉnh vân hai người cũng phải đến nhé mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều em thật sự muốn cảm tạ mọi người tưởng tố và thích tỉnh vân đặt kịch bản xuống nhìn thẩm vi vi không lên tiếng Khanh Khanh, cô cũng đến chứ. Kỷ Khanh Khanh đang tháo phục trang. Thật ngại quá, tối nay tôi không rảnh. Dám vẻ tươi cười của Thẩm Vi Vi trở nên gượng ép, thêm vài phần cô đơn. Nhưng cô ả à cố sót lại tinh thần tươi cười, không rảnh à. Chỉ một bữa ăn mà thôi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Lục lệ hành đi tới, liếc mắt nhìn lục lệ đình. Hai giờ chiều nay anh lên máy bay, cậu đi về cùng anh. Nhưng mà, án mắt lục lệ hành lạnh lùng nhìn qua, làm cho lục lệ đình nhíu mày thật chặt cậu ở đây có chuyện gì quan trọng à thẩm vi vi hiểu rõ địa vị của lục lệ đình vội chạy đến giải vây ả à cười nói không sao đâu anh em ở lại mời mọi người ăn cơm là được rồi lệ đình công việc của anh bận rộn anh đi về trước đi đạo diễn chu mở lịch quay hôm nay buổi tối còn có bốn đoạn đều là phần diễn quan trọng vi vi à tối nay phân cảnh có hơi nhiều chỉ sợ không có thời gian đi ăn rồi ông nói lời này quả là không để cho thẩm vi vi mặt mũi. Nhưng thẩm vi vi tựa như không để ý đạo diễn chu làm ả mất mặt, ả thuận thế cười, không sao, là do tôi không cân nhắc kỹ lưỡng, như vậy nếu lần sau có cơ hội tôi lại mời mọi người đi ăn nhé. Được, kỹ khanh khanh đi đến trước mặt lục lệ hành, 2 giờ chiều nay anh bay, nhưng một lát nữa tôi có cảnh quay, không thể tiễn anh được rồi. Lục lệ hành từ một tiếng, sau đó nhìn đạo diễn chu, đạo diễn chu thời gian tới phiền ông quan tâm khanh khanh một chút đạo diễn chu nào dám từ chối cậu lục cứ yên tâm lục lệ đình đứng bên cạnh lục lệ hành nhìn thấy kỹ khanh khanh bước đi hắn liếc nhìn thấy trên cổ và xương quai xanh của cô có vài dấu ẩn mờ nhạt màu đỏ dấu ấn này là cái gì hắn ta rõ hơn ai hết sắc mặt hắn ta cứng đờ lông mày nhíu chặt đáy mắt âm trầm không dễ nhận ra bên ngoài đoàn phim có vài người đến thúc giục mặt âu phục khá lạ mắt như là đặc biệt đến để mời lục lệ hành trở về Hắn ta không lưng nói với lục lệ hành Tổng giám đốc lục Xe đang chờ bên ngoài Chúng ta phải đi thôi Lục lệ hành nhìn kỹ khanh khanh Anh nhẹ giọng nói tôi đi đây Kỹ khanh khanh gật đầu Trong mắt hoàn toàn không có một chút quyến luyến Thậm chỉ còn tủng tỉm cười vẫy tay tạm biệt Đi là tốt Lục lệ hành đi khỏi đây cô có thể tập trung quay phim Sẽ không bị anh phân tán được nữa Lục lệ hành nhớ mày Tôi đi khiến cô vui đến vậy sao?" Kỷ Khanh Khanh lập tức thu lại cảm xúc, lập tức dựng lên dáng vẻ lưu luyến, cô lắc đầu khàn giọng nói, "Không có, sao tôi nở rời xa anh chứ, thật đấy, tôi đau lòng muốn khóc luôn đó." Lục Lệ Hành bị dáng vẻ của cô chọc cười, "Được rồi, cô đừng giả bộ nữa." Cảnh báo tử vong, mời ngài và Kỷ Khanh Khanh ôm chào tạm biệt, không được ít hơn 5 phút, ôm một cái nhé. Đã chào tạm biệt rồi mà kỷ khanh khanh nhỏ giọng nói nhiều người nhìn kìa cô nói xong muốn quay đầu bỏ đi lục lệ hành vươn tay nắm lấy cổ tay cô mạnh mẽ kéo người vào lòng mình dùng tư thế ôm lấy kỷ khanh khanh ôm chặt vào trong lòng kỷ khanh khanh một đường rơi thẳng vào ngực của lục lệ hành trong lòng hoảng hốt mọi người trong đoàn phim xấu hổ dời mắt đi chỗ khác kèm theo nụ cười có hàm ý sâu xa hai vợ chồng phải đi xa hai nơi một cái ôm là rất bình thường kỷ khanh khanh bị cánh tay hữu lực mạnh mẽ của lục lệ hành ôm lấy trong nhất thời cũng không thể thoát khỏi gò má của cô đỏ bừng cũng đành vươn tay ôm lấy anh được rồi được rồi anh đi nhanh đi kẻo trễ chuyến bay thì phiền lắm đấy nhưng dường như lục lệ hành không hề nghe thấy này anh đủ rồi đấy kỷ khanh khanh nóng nảy vỗ vỗ cánh tay anh nhưng lục lệ hành vẫn như cũ không hề dịch chuyển việc này đạo diễn chu đúng lúc lên tiếng đứng một bên nhướng mày nói thầm với mọi người tĩnh vân tưởng tố này hai người diễn thử cho tôi xem còn có mấy người nữa chuyện mình đã làm xong chưa còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị cảnh quay tiếp theo đi đoàn phim có nhiều người vốn vẫn còn đang đứng yên tại chỗ yên lặng đếm thời gian nghe thấy giọng nói của đạo diễn chu lập tức di chuyển không ngừng mỗi người đều vờ như mình đang bận rộn với công việc kỹ khanh khanh càng lúc càng xấu hổ cúi đầu vào vai anh làm đà điểu anh đang làm gì vậy đâu phải về sau không gặp được nhau nữa đâu chỉ có hai tháng hoặc nhanh nhất là một tháng tôi có thể trở về rồi lục lệ hành nhỏ giọng nói cô đừng động để tôi ôm một lát nhưng trong đầu anh lại điên cuồng trao đổi với hệ thống còn mấy phút hả chưa được ba phút người đứng phía sau lúng túng ho khan âm thầm hối thúc thân thể kỹ khanh khanh cứng đờ lại muốn vùng vẫy lại bị lục lệ hành vô tình trấn ác Lục lệ đình đứng bên kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng bàn tay nắm thật chặt, nếu không phải hắn e ngại khí thế của lục lệ hành, hắn sớm đã kéo ả kỹ khanh khanh ra khỏi ngực anh trai của hắn, nhất định là đã bị kỹ khanh khanh dụ dỗ, nếu không một người sáng suốt quai phong như anh trai hắn làm sao lại biến thành hôn quân, được chứ, còn lại một phút, tiếng ho khang lại dấy lên, lục lệ đình không thể nhịn nữa trầm giọng nhắc nhở, anh hai, anh phải đi rồi. Lục Lệ Hành vẫn ôm Kỷ Khanh Khanh thật chặt, trong mũi ngập tràn mùi tóc thơm ngát của cô. Đó là mùi hương trong khoảng thời gian gần đây đã dần trở nên quen thuộc với anh, chương 46, 2, anh có đi không đây, thời gian đã đạt, hoàn thành nhiệm vụ, HP 5, HP hiện tại 537 tiếng, lục lệ hành ôm kỹ khanh khanh từ từ buông ra, tôi đi nhé. Mặt kỹ khanh khanh đã xấu hổ đến nỗi đỏ như trái cà chua, vội vàng lùi về phía sau, cô e sợ anh sẽ làm ra động tác nào gây sự chú ý nữa hẹn gặp lại lục lệ hành nhìn cô thật sâu sau đó quay người nhanh chóng bước đi người đàn ông mặc âu phục chạy bước chậm mới có thể đuổi kịp lục lệ đình lái xe chạy phía sau xe của lục lệ hành thẩm vi vi ngồi ở ghế phụ cùng theo hắn trở về trên đường đi trong lòng lục lệ đình có chút không yên mắt hắn nhìn phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì nhất thời bầu không khí trong xe có chút nặng nề lệ đình lần này đã làm phiền anh rồi còn để anh đường xa chạy đến đây chở em về em là bạn gái của anh bạn trai tới đón bạn gái là lẽ đương nhiên em nói cái gì khách sáo như vậy thẩm vi vi cười hì hì anh nói cũng đúng lần này trở về phải thay đổi người đại diện không biết em sẽ bị ai tiếp nhận cô thở dài lời nói có mấy phần cô đơn mạnh tầm cô ấy làm người đại diện rất tốt đôi khi sẽ bị phạt vì người nghệ sĩ làm ra chuyện không đúng mực lệ đình ơi anh có thể giúp em nói một tiếng với lục tiên sinh được không anh? Để giữ mạnh tầm ở lại thiên ngu, em ở bên cạnh cô ấy đã lâu nên không muốn đổi dại diện khác. Lục lệ hành trầm ngâm, giữa hai lông mày toát lên vẻ khó xử, rẽ theo chiếc xe của lục lệ hành ở phía trước, hắn thấp giọng mang theo giọng điều ấy nấy, thật xin lỗi em, vi vi. Lúc trước anh đã từng nói chuyện với anh hai, sẽ không lợi dụng tài nguyên của nhà lục càng sẽ không dùng thân phận của anh hai của anh mà làm chuyện vượt quá bổn phận, cho nên, nét cười bên môi của thẩm vi vi dần phai nhạt, lục lệ đình tựa như nhận ra điều gì, hắn quay đầu nhìn thẩm vi vi, nhìn thấy nụ cười trên mặt vi vi vẫn trước sau như một, không có sự khác biệt quá lớn, không sao, bản thân em có thể tự cố gắng phấn đấu, dựa vào khả năng của mình mà thử vai, nhất định sẽ có đạo diễn nhìn ra năng lực của em, anh không cần cảm thấy ấy nấy đâu sau này chúng ta phải tự nỗ lực, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Một tay lục lệ đình buông tay lái, nắm chặt tay thẩm vi vi, trên mặt tràn ngập ý cười tươi tắn, vi vi, cảm ơn em đã thông cảm cho anh, em ở bên anh đã 4 năm, còn không hiểu anh sao. Cô ta tựa như nghĩ ra điều gì đó, mặt liền sụ xuống, nhưng mà em cảm thấy, anh vẫn còn cảm tình với kỹ khanh khanh đúng không, em đừng đoán mò, em không đoán mò. Em là phụ nữ, em có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn Khanh Khanh không đúng." Bị Thẩm Vi Vi nói, Lục Lệ Đình nhớ lại dấu ấn đỏ trên cổ và xương quai xanh của Thẩm Vi Vi, trong lòng hắn rối bời, chỉ đành nắm tay Vi Vi thật chặt, không thể nào, chắc chắn em nhìn lầm rồi. Thật ra điều này cũng bình thường, Kỷ Khanh Khanh là bạn gái đầu tiên của anh, cũng là mối tình đầu của anh, mọi người luôn có cảm giác đặc biệt với mối tình đầu, cho dù đã chia tay tận đáy lòng vẫn sẽ giữ một vị trí dành cho mối tình đầu, anh không thể quên cô ấy em có thể hiểu được, em đã ở bên cạnh anh 4 năm, chẳng lẽ tới hôm nay mới đem chuyện này ra trách anh sao? Thẩm Vi Vi cười cười, thật ra Khanh Khanh đẹp hơn em, trong showbiz cũng nổi tiếng hơn em, cô ấy so với em còn xứng đôi với anh hơn, em đừng nói bậy. Lục Lệ Đình dùng ánh mắt trách cứ nhìn ả, cô ta đã là quá khứ, em không cần phải nhắc lại đời này ngoại trừ em anh sẽ không yêu ai thật không đương nhiên là thật hơn nữa bây giờ cô ta là vợ của anh hai em cho là anh và cô ta có khả năng gì với nhau sao nhắc đến ngài lục ngài ấy và khanh khanh rất yêu nhau thẩm vi vi kể lại những điều cô ta đã tận mắt chứng kiến tại trường quay trong khoảng thời gian gần đây nói cho lục lệ đình nghe khanh khanh đến trường quay vào buổi tối vậy mà ngài lục còn chạy đến không chỉ như vậy ngài lục còn nấu cơm cho khanh khanh khi khanh khanh bị bệnh cũng là ngài ấy lo lắng dẫn vào bệnh viện nấu cơm tay lục lệ đình thiếu chút nữa đánh sai tay lái lục lệ hành nấu cơm hắn lớn đến chừng này còn chưa bao giờ chứng kiến lục lệ hành đứng trong phòng bếp vậy mà vì một người con gái mà nấu ăn không thể nào tận đáy lòng lục lệ đình bác bỏ lời đồn đãi này nhất định là do kỹ khanh khanh cố ý truyền ra ngoài đúng thế nấu cơm em còn nghe nhân viên phục vụ trong khách sạn nói rằng ngày đó ngài lục kêu nhân viên đưa nhiều nguyên liệu nấu ăn đến người nhân viên nọ còn nhìn thấy lục lệ hành mặt tạp về nếu không phải ngài ấy thì còn ai nấu lục lệ đình tận lực nở ra một nụ cười nếu như em thích sau này anh cũng nấu cơm cho em thật chứ tất nhiên là thật tốt quá em chờ anh nấu thẩm vi vi hít mắt cười trên mặt lại có vài phần mệt mỏi sau đó khẽ tựa lưng nhìn ra ngoài cửa sổ là vùng quê hoang vắng rộng lớn, nét cười trên mặt dần dần biến mất. Lục lệ hành đáp phi cơ xuống là lúc 5 giờ chiều, anh chạy thẳng đến công ty, tiến vào phòng họp, sau đó cuộc họp tiến hành suốt 3 tiếng mới tan. Sơ suất lần này chính là hạng mục quan trọng nhất đối với hướng phát triển trong tương lai của công ty, nhưng gần đây bản quyền nghiên cứu phát minh lại có tranh chấp, nhiều đại diện cổ đông trong công ty liên hợp tạo áp lực, hy vọng công ty sẽ buông tha cho hướng đầu tư này đến nỗi hạn một lần này không có cách nào tiến hành, lúc này mới phải mời Lục Lệ Hành trở về làm chủ duy trì đại cục. Lục Lệ Hành ra khỏi công ty đã 9 giờ rưỡi tối, anh Phong Trần mệt mỏi trở về nhà họ Lục, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chó sủa ẳng ẳng vài tiếng, thiếu gia về rồi à, để dì hâm nóng thức ăn khuya cho cậu. Dì Bùi vẫn đang đùa giỡn với Tư Tư trong phòng khách, sau đó bà vội vàng đứng dậy, Lục Lệ Hành ngăn bà lại, dì Bùi, tôi không gấp, cũng không đói bụng hôm nay tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi lục lệ hành gật đầu anh liếc tư tư sau đó bước lên lầu sau khi tắm xong lục lệ hành thả tấm thân mệt mỏi xuống giường trong phòng ánh sáng mờ tối anh vô thức trở mình tay khoác bên cạnh dùng tư thế ôm lấy nhưng lại chỉ ôm lấy khoảng không thần trí mơ màng của lục lệ hành lập tức thanh tĩnh nhìn bên gối trống rỗng anh lặng thật lâu đây là đêm đầu tiên không có Kỷ Khanh Khanh ngủ bên cạnh trong khoảng thời gian này, Lục Lệ Hành nghĩ vậy, cảm thấy mình đúng là thích tự ngược bản thân, Kỷ Khanh Khanh khi ngủ hai tay hai chân quán chặt lấy anh, lấn giường với anh, cô ngủ không chút đàng hoàng ngay ngắn nào, làm cho toàn thân anh đau nhức, vậy mà bây giờ anh lại bắt đầu nhớ đến Kỷ Khanh Khanh. Lục Lệ Hành im lặng, nhắm mắt lại, anh buộc bản thân phải đi ngủ, nhưng mà nửa tiếng sau, Lục Lệ Hành lại mở mắt ra. Ánh mắt Tỉnh táo không buồn ngủ chút nào, anh đứng dậy, cho rằng công việc quá nhiều, áp lực lớn dẫn đến mất ngủ, nhưng khi anh bật máy tính mở email, 10 phút trôi qua vẫn chưa xem hết email đầu tiên. Anh nghĩ ngợi, sau đó lấy điện thoại gọi video cho Kỷ Khanh Khanh. Nửa tiếng trước khi điện thoại vang lên, Kỷ Khanh Khanh cũng đang trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, dùng cả tay chân ôm chặt gối cũng vô dụng. Cô phiền muộn ngồi dậy, cảm thấy bực bội khó hiểu vì sao lại mất ngủ tại sao lại ngủ không được, bình thường cô chỉ mất 5 phút là đã ngủ say, vậy mà đêm nay một tiếng trôi qua vẫn không thể ngủ dược, không lẽ do lục lệ hành không ở đây ư, cô lăn qua lăn lại trên giường vẫn không ngủ được, đành phải vén chăn rời giường, rót một ly nước, lật vài trang kịch bản, vậy mà bình thường đã có thể đọc thuộc lào lào, hôm nay không biết làm sai lại nhìn chữ trở nên rối rắm khó hiểu. Cô nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn không cảm thấy buồn ngủ, đành yểu xìu bò lên giường cô nhìn đồng hồ trên điện thoại di động mở khóa rồi không hiểu do đâu lại nhìn danh bạ ánh mắt đặt vào hàng chữ ngài lục giờ này có lẽ lục lệ hành đã ngủ thật ngon kỹ khanh khanh cảm thán toàn thế giới đều đã ngủ chỉ còn có cô bị mất ngủ nghĩ lại đúng là tuổi thân chua xót một giây sau điện thoại rung lên trên màn hình hiển thị cuộc gọi video của ngài lục tim kỹ khanh khanh nảy lên động tác của tay so với não còn nhanh hơn Cô thức nhấn nút trả lời, gương mặt Lục Lệ Hành xuất hiện trong màn hình điện thoại. Tác giả có lời muốn nói, Kỷ Khanh Khanh, đêm đầu tiên không có ông xã, mình ngủ không được. Lục Lệ Hành, đêm đầu tiên không có bà xã, tôi bị mất ngủ. Chương 47, cạch, ngay khi gương mặt của Lục Lệ Hành xuất hiện trước màn hình, Kỷ Khanh Khanh rung tay làm rơi điện thoại xuống. Trời đã khuya, Lục Lệ Hành ngủ không được còn gọi video cho cô làm gì. Chẳng lẽ anh cũng mất ngủ giống cô? nhưng mà mất ngủ thì gọi cho cô làm gì trong bụng kỹ khanh khanh đầy nghi hoặc nhưng không hiểu sao cảm thấy bản thân lại nôn nóng vò tóc cô cầm điện thoại để sát vào màn hình lục lệ hành vừa rồi vẫn còn thắc mắc tại sao hình ảnh video thoáng trở thành màu đen sau đó là gương mặt phóng đại của kỹ khanh khanh anh bất ngờ không kịp đề phòng vội lui ra bị con mắt đen thui phóng đại của kỹ khanh khanh dọa kỹ khanh khanh nhìn mắt của mình trong màn hình hình tượng vẫn ổn sau đó điềm nhiên như không có vị gì hỏi đã trễ thế này anh gọi có việc gì không lục lệ hành ngây người ngoài cửa truyền đến tiếng động móng vuốt bịch bịch sau đó là tiếng chó sủa mơ hồ lục lệ hành hoàng hồn không có việc gì tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng tư tư thích ứng khá nhanh dì bùi cũng rất thích tư tư dì bùi thích là tốt rồi hôm nay đã trễ quá hôm nào anh có thời gian cũng quay video của tư tư cho tôi đi Lục lệ hành đồng ý ừ một tiếng, vậy ông nội có khỏe không? Rất khỏe, vậy còn gì bùi? Dì bùi cũng khỏe, kỹ khanh khanh gật nhẹ đầu, hai người lại ăn ý giữ im lặng, nhất thời bầu không khí lại có chút xấu hổ, anh, cô, hai người đồng thanh, sau đó lại cùng nhau ngậm miệng, sao thế, lục lệ hành suy nghĩ, khi nào cô quay xong, nếu may mắn thì khoảng nửa tháng, nhưng nếu không thì có lẽ còn phải kéo dài đến tận hai hoặc ba tháng hai ba tháng. Sao lâu vậy? Kỷ Khanh Khanh nghi hoặc hỏi, sao vậy? Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hai người nói chuyện phím được một lúc lại tạm thời đặt dấu chấm tròn. Hôm nay anh trở về gấp như vậy, có phải công ty xảy ra chuyện gì đúng không? Lục lệ hành gật đầu, một hạng mục của công ty có vấn đề, nên tôi phải trở về gấp. Vấn đề gì thế? Có nghiêm trọng không? Hạng mục liên quan đến hướng phát triển của công ty nên đương nhiên rất nghiêm trọng. Ban giám đốc lại có người gây rối, mấy cổ đông liên hợp nhau gây áp lực, hy vọng có thể xoay chuyển phương hướng vận hành công ty, những người này đều có chuẩn bị mà đến nên Lục Lệ Hành khá bị động, nhưng hết thảy anh không có ý định nói cho Kỷ Khanh Khanh biết, không nghiêm trọng lắm, vậy thì may quá. Kỷ Khanh Khanh nhớ lại chiều nay 2 giờ chiều Lục Lệ Hành lên máy bay, vì công ty xảy ra chuyện nên hẳn là anh đến công ty giải quyết, đối với thái độ làm việc điên cuồng của anh có lẽ bây giờ anh mới về đến nhà nghỉ ngơi, đã đến 11 giờ tối, lại còn phải đi một quãng đường xa, mệt nhọc như vậy tại sao đến giờ này anh còn chưa ngủ? Bây giờ anh vẫn đang làm việc à?" Lục Lệ Hành nhìn mấy tờ tài liệu trong tay, "Ừ, công ty còn vài vấn đề chưa giải quyết, vậy tôi có quấy rầy anh làm việc không?" "Không có, đúng lúc tôi đang nghỉ ngơi." Kỷ Khanh Khanh gật đầu, "Hôm nay cô đóng phim thế nào? Xem như cũng ổn, rất thuận lợi." sau khi anh đi chỉ bị nờ dê hai lần thôi. Khi Kỷ Khanh Khanh nhắc đến, cô vui mừng hớn hở nói, anh biết không, hôm nay đạo diễn Chu còn khen tôi đó, ông ấy nói tôi có tài năng thiên phú, chỉ cần tôi cố gắng thì một thời gian nữa có thể đóng phim điện ảnh rồi, vậy sao? Cô có chắc là đạo diễn Chu chỉ nói cho cô vui không, ông ta dỗ tôi vui vẻ làm gì? Khi chị tỉnh vân mắc lỗi ông ta cũng mắng kìa, nói gì đến cảm tình, cũng đúng, nếu cô không có thiên phú thì ông ta cũng không miễn cưỡng mà khen cô vậy cô phải cố gắng thật nhiều đấy kỷ khanh khanh mỉm cười sau đó cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó vẻ mặt thần bí nhìn lục lệ hành cô áp sát vào màn hình nhỏ giọng nói anh biết không hôm nay tôi biết một bí mật của chị tỉnh vân lục lệ hành nhướng mày bí mật gì chị tỉnh vân có bạn trai đấy hôm nay tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của chị ấy kỷ khanh khanh vội vàng giải thích nhưng mà anh đừng hiểu lầm tôi chỉ vô tình thấy được thôi tôi ngồi bên cạnh đọc kịch bản điện thoại của chị ấy hiện lên nên tôi nhìn thấy người ta có nói gì không không có chuyện như thế này sao có thể nói với người khác được mọi người trong ngành giải trí khá coi trọng việc riêng tư trong tình cảm hoặc hôn nhân của mình với lại đa số fans hâm mộ không thích thần tượng nam nữ của mình có người yêu nói không chừng chị tỉnh vân muốn cho fans của mình bất ngờ Người trong ngành giải trí khá coi trọng việc riêng tư trong hôn nhân à." Lục Lệ hành lập lại mấy từ này, vậy cô đối với việc này cũng rất quan tâm. "Đương nhiên. Anh có biết không, bây giờ fans thậm chí còn xem nam nữ thần tượng như người yêu của mình, nếu công khai người yêu thì fans sẽ rời khỏi FC." Kỷ Khanh Khanh ngẫm nghĩ, mặc dù bây giờ fans của tôi ít, nhưng tôi có thể linh cảm một ngày nào đó mình sẽ thành danh. Ý tưởng không tồi, nhưng cô vẫn cần cố gắng nhiều hơn lục lệ hành thử thăm dò hôm nay ông nói hỏi tôi một chuyện chuyện gì thế ông hỏi tôi về chuyện đám cưới của chúng ta kỷ khanh khanh chớp mắt lục lệ hành thấp giọng hỏi cô có ý kiến gì không đám cưới à kỷ khanh khanh ngập ngừng đáp cô cũng đã từng tưởng tượng đến đám cưới của mình nhưng dựa trên cơ sở tình cảm của hai người cô và lục lệ hành lại không có nhiều tình cảm với nhau cử hành hôn lễ tất cả mọi người sẽ biết cô là vợ của lục lệ hành vậy lục lệ hành có chấp nhận không kỷ khanh khanh hít mắt nhìn lục lệ hành nếu anh đã chủ động nói ra vậy anh bằng lòng ư lục lệ hành nhìn thấy cô đang do dự trong lòng anh có chút hối hận khi nhắc đến việc này cử hành hôn lễ tương đương với việc truyền với báo chí mối quan hệ của hai người kỷ khanh khanh còn coi trọng sự nghiệp ở ngành giải trí sao có thể nguyện ý cử hành hôn lễ đây vừa rồi anh có tâm tình thế nào mà lại xúc động nói ra lục lệ hành tự hỏi lòng mình tôi không có, thôi được rồi. Lục lệ hành nói, chuyện này để sau hãy nói, kỹ khanh khanh đành phải nuốt những chữ tôi không có ý kiến còn lại vào bụng, vậy khi nào thì anh đi ngủ, còn cô, kỹ khanh khanh vờ cầm kịch bản lên, tôi đọc hết đoạn này sẽ ngủ, tôi đọc xong phần tài liệu này rồi mới đi ngủ, hai người nhìn nhau, cùng nhau cúi đầu đọc kịch bản, xem tài liệu, hai người ăn ý nhau không ngắt video, không ai nói chuyện, trong thời khắc đó chỉ còn tiếng lật trang sách, kỹ khanh khanh đọc kịch bản một lúc, cô cảm thấy thật kỳ lạ, ba ngày lại có thể thuộc lòng kịch bản, bây giờ cô nhìn những chữ tiếng Trung trong trang sách lại cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, kiên nhẫn đọc tiếp, lật qua một trang, cô nghe thấy tiếng lật giấy bên phía lục lệ hành, không hiểu sao nội tâm đang bấn loạn của cô lại lắng động xuống như kỳ tích, lục lệ hành chuyên tâm đọc tài liệu. Nhưng chẳng hiểu vì sao những từ tiếng Anh bình thường Anh đọc nhanh như gió còn bây giờ trong đầu anh lại chẳng thể nối lại thành câu hoàn chỉnh, một chữ cũng không thể phiên dịch nổi. Nghe thấy tiếng lật giấy bên kỹ khanh khanh, lại âm thanh của hơi thở như có như không, anh cảm nhận được sự tồn tại của cô, tựa như kỹ khanh khanh vẫn như bình thường nằm cạnh anh. Lục lệ hành ngẩng đầu nhìn kỹ khanh khanh đang tập trung đọc kịch bản, tóc cô hơi xõa xuống, vài sợi rơi trên sóng mũi thẳng tắp, cô vươn tay vuốt tóc, lộ ra vành tay ửng hồng nhỏ xinh, tay kia lại lật thêm một trang kịch bản. Sau đó lục lệ hành khẽ dựa lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ rằng đã đến 12 giờ, kỹ khanh khanh ngáp một cái, cô cảm thấy có hơi mệt mỏi, sau đó nhìn trong video là lục lệ hành đang tựa lưng vào ghế ngủ. Lục lệ hành ơi, anh không có phản ứng, kỹ khanh khanh suy nghĩ, cẩn thận thăm dò, này đồ đáng ghét, vẫn không có phản ứng, kỹ khanh khanh đặt kịch bản xuống, vẽ vẽ lên gương mặt lục lệ hành trên màn hình, thật ra, tôi không có ý kiến gì với việc tổ chức đám cưới hết. Lục lệ hành nheo mắt, sau đó mở mắt to ra, đôi mắt mỉm cười nhìn kỹ khanh khanh, cô không có ý kiến à. Nói xấu sau lưng lại bị anh nghe hết, cô nhanh chóng đỏ mặt, liên tục nhấn vào màn hình, bối rối ngắt cuộc gọi FaceTime của hai người. Lục lệ hành nhìn màn hình tối đen, nhớ mày nở nụ cười. Gọi video trò chuyện một tiếng, HP2, HP hiện tại 527 tiếng. Chương 47. 2. Sáng hôm sau, Kỷ Khanh Khanh vẫn như thường lệ thức giấc lúc 7 giờ, trang điểm xong xuôi hết đến 8 giờ cô lên đường đến đoàn làm phim. Tuy rằng ngày hôm qua ngủ khá muộn nhưng sau khi trò chuyện chỉ 5 phút sau cô đã ngủ thật say. Ngủ một giấc 7 tiếng lên sau khi ngủ dậy cảm giác tinh thần rất tươi tỉnh. "Khanh Khanh à, hôm nay cảnh quay của cô khá vất vả, khi cô không chịu đựng nổi thì nói với tôi một tiếng, đừng gắng sức quá đấy nhé." Chúng ta cũng phải bảo đảm chất lượng quay tốt nhất nên khó tránh khỏi việc quay đi quay lại nhiều lần. Tôi đã nhớ rồi. Buổi quay phim hôm nay hừng hực khí thế, Kỷ Khanh Khanh đến thời gian uống nước cũng không có. Nếu không phải nghe đạo diễn Chu diễn giải cách quay thì cũng là diễn tập với diễn viên khác, cô bận rộn đến tận một giờ trưa. Ôn Nhu đành phải thay Kỷ Khanh Khanh nhận cuộc gọi FaceTime của Lục Lệ Hành. Ôn Nhu khẽ cúi đầu đắn đo nói: "Sếp Lục, chị Khanh Khanh đang quay phim." e rằng chị ấy không có thời gian để cô cứ mở camera sau quay lại buổi quay phim của cô ấy cho tôi xem sau khi ôn nhu mở camera sau hình ảnh kỹ khanh khanh đang quay phim hiện trên màn hình cô nghe đây nhiệm vụ của cô không được để cho cô ấy ra khỏi khung hình cô làm tốt thì tôi sẽ tăng lương cho cô ôn nhu chỉ là một trợ lý nhỏ bé khi nghe được hai chữ tăng lương lập tức nhiệt tình hơn cảm ơn sếp lục ngài yên tâm tôi nhất định sẽ quay hình bám sát chị khanh khanh lục lệ hành gật đầu nhìn thoáng qua khung cảnh đạo diễn chu đang thương lượng với kỹ khanh khanh sau đó anh lại vùi đầu tiếp tục công việc trần tịnh mở cửa bước vào đưa báo cáo cho anh xếp lục đây là bản báo cáo ngài yêu cầu ạ à. ừ cô đặt ở đó rồi đi ra ngoài đi bên kia video là giọng nói của kỹ khanh khanh ôm nhu em đang làm gì thế chị khanh khanh sếp lục đang phát video với chị đấy Trần Tịnh khẽ nhướng mày cười cười, Lục Lệ Hành ngẩng đầu lên liếc cô ta, Trần Tịnh vội vã cúi đầu, xếp lục, nếu không còn việc gì tôi ra ngoài trước ạ. À. Cô nói xong lập tức ra khỏi phòng làm việc, bên kia video, Kỷ Khanh Khanh đang nhìn Lục Lệ Hành trong màn hình, anh tìm tôi có chuyện gì thế, không phải lúc trước tôi đã nói với cô mỗi ngày phải FaceTime hơn 5 tiếng rồi sao, nhưng mà anh không phải làm việc à bên chỗ tôi lại ồn ào đến thế này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ. Lục lệ hành điềm nhiên đeo tai nghe Boleto lên, âm thanh truyền ra trong điện thoại chỉ còn mỗi mình anh nghe thấy. Sẽ không, vậy được, tôi đi quay phim đây. Kỹ Khanh Khanh nói xong đưa điện thoại cho ôn nhu, sau đó cô nói với ôm nhu, làm phiền em quá, sau này chị tăng lương cho em. Ôm nhu liên tục thu hoạch được hai phần tiền lương nhiệt tình lại giấy lên, cô nhóc cười toe toét, Cảm ơn chị Khanh Khanh nhé." Một người nhân viên hậu cần nhìn thấy Ôn Nhu giơ điện thoại, có chút tò mò hỏi, "Ôn Nhu, tại sao cô lại luôn giơ điện thoại lên vậy?" Quay hậu trường à? Không phải, tôi chỉ quay chị Khanh Khanh thôi." Người nọ đi tới nhìn thoáng qua góc màn hình, nhìn thấy khung bên phải là Lục Lệ hành lập tức hoảng sợ, "Cô cứ từ từ quay, cứ thông thả quay đi. Ngài Lục đang quay video với kỹ Khanh Khanh. Nè nè, mọi người biết gì không?" Tôi vừa trông thấy trợ lý của chị Khanh Khanh đang cầm điện thoại quay hình cô ấy, quay hậu trường không phải rất bình thường sao? Không phải. Không phải lưu video mà là FaceTime giữa hai người đó. Nghĩa là sao? Ngài Lục, tôi nhìn thấy ngài Lục đang làm việc ở trong màn hình. Ôn Nhu quay lại cảnh chị Khanh Khanh đang làm việc, còn ngài Lục ở bên kia đang theo dõi. Không thể nào. Ngài Lục ư? Chứ còn gì nữa? ngay khi chị khanh khanh vừa đến đoàn phim thì ngài lục liền tới khăng khăng theo sát chị ấy bởi vì hiện tại công ty có việc gấp nên phải đi nhưng ngài ấy vẫn chưa yên tâm chị khanh khanh ở đoàn phim thì có gì để lo chứ còn lo gì nữa cô nhớ việc lần trước của chị khanh khanh và thẩm vi vi không cô nói gì không lo lắng đây cô nói vậy thì quả thật là xem ra ngài lục thật lòng với chị khanh khanh không thể nghi ngờ là thật lòng đó mọi người cùng đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại ôn nhu đang dơ lên, sau đó lại nhìn kỹ khanh khanh trong trường quay, lại nhìn nhau, lập tức nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của người đối diện. Không chỉ bọn họ không tin, mà nhân viên trong công ty lục lệ hành cũng không thể tin được. Mọi người đều lan truyền rằng sếp lục là một người cùng công việc, nhưng bây giờ ngoài công việc vẫn không quên FaceTime với một nàng minh tinh. Đây là tin đồn của ngài lục mà phòng trợ lý truyền đi, nhưng danh tính của nữ minh tinh lại bị che đi mọi người không biết đó là ai, nhưng bởi vì không biết người đó là ai nên lại tăng thêm vài phần sắc thái thần bí, đã thành đề tài trò chuyện của không ít người để trà chanh chém gió với nhau. Bản gốc, trà dư tử lậu, mọi người ồn ào suy đoán, rốt cuộc cô gái đã bắt được lục lệ hành là ai, có người đoán là một cô gái trẻ nào đó. Dù sao trong tiệc rượu ngày trước cảnh thân mật của họ đã bị paparazzi chụp lén, tuy rằng ảnh chụp trên mạng nhanh chóng bị xóa mất, nhưng vẫn làm mọi người trong công ty lan truyền nhanh chóng, cho đến sau này, trợ lý mang cơm trưa đến cho Lục Lệ hành tình cờ nhìn thấy, bên trong video là một người có ngoại hình bình thường, nhưng là một người con gái có nét cười đáng yêu, lúc này mới chốt lại suy đoán mù quáng. Người con gái đó là ai không quan trọng, quan trọng tuy người đó không xinh đẹp nhưng lại có một ưu điểm, cười rất đáng yêu. Có thể thấy sếp Lục không thích người con gái xinh đẹp mà thích người con gái hay cười. Trong khoảng khắc Toàn bộ công ty lục thị đều thấy được những gương mặt tươi cười sáng chói, một người nhân viên trong bầu không khí ấy lên tiếng. Xếp lục, 5 phút sau có cuộc họp, mọi người đã đến đông đủ rồi à. Lục lệ hành đóng tài liệu, cầm điện thoại đi đến phòng họp. Trần Tịnh đi theo sau anh, có thể nhìn rõ hình ảnh trong màn hình, là một trường quay, đều đã gần một tháng, còn FaceTime, Editor, một tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, Trần Tịnh không khỏi liếu lưỡi xem ra ngài lục thật lòng quan tâm đến kỹ khanh khanh, nghĩ ngợi xong lại miễn cười ôm chặt tài liệu, đi theo tiếng vào phòng họp, lục lệ hành tốn thời gian gần một tháng, áp phản đối của cổ đông xuống, giải quyết triệt để việc tranh chấp bản quyền phát minh kỹ thuật, các ban ngành lo lắng đến nửa tháng, e sợ hạng mục bị hủy bỏ sẽ bị thất nghiệp, nhưng cuộc họp ngày hôm nay có thể trấn an được lòng mỗi người. Một phó tổng giám đốc yêu cầu các trưởng phòng giải thích nguyên nhân hạng mục bị đình chỉ trong một tháng nay, và hướng phát triển trong tương lai, Lục Lệ hành đeo tai nghe bluetooth lên, một bên nghe, mắt anh lại đảo qua màn hình di động, ánh mắt bỗng thay đổi. Hôm nay là ngày quan trọng trong diễn xuất của Kỷ Khanh Khanh, là ngày cô hoàn thành vai diễn trong một bộ phim. Sau khi nữ phụ trở nên độc ác, đấu trí và đấu dũng với nam chính mà nàng ta từng yêu, cuối cùng lại thay nam chính cản một đao, màn cuối cùng là chết trong lòng của nhân vật nam chính. Trước ngực là vệt đỏ tràn lan đến tận bụi cỏ. Kỷ Khanh Khanh dằn lòng mình trước khi chết không thể nói ra tình cảm trong lòng, bàn tay toàn là máu dơ lên giữa không trung, cuối cùng nàng lại không thể chạm vào mũi của nam chính, lại vô lực rơi xuống, tưởng tố nhìn người trong ngực mình, nhớ lại bản tính của nàng vốn ngây thơ hồn nhiên, lại nhớ lại nàng ấy dần dần trở nên độc ác thận trọng, là do hắn thay đổi nàng, mà cũng do hắn làm nàng mất mạng, có hối hận, tiếc nuối, và cả đau khổ tâm trạng hỗn loạn ấy cuối cùng động lại thành một nụ hôn thật sâu, mối liên quan trong sinh mệnh của hai người đến đây đành chấm dứt. Lục lệ hành nhìn hai người hôn nhau trong màn hình, sắc mặt anh lập tức lạnh lẽo. Ngài lục, đối với hạng mục này ngài có cần bổ sung gì không à? Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía lục lệ hành. Nhưng lục lệ hành lại không nói một lời, gương mặt anh lạnh lùng, xung quanh anh như có áp khí mãnh liệt, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là người phó giám đốc lập tức nhớ lại câu nói của mình, mình nói sai chỗ nào rồi chăng? Tê, tê nhưng Trần Tịnh lập tức lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nhắc nhớ lục lệ hành, xếp lục, sau đó lục lệ hành mới dời mắt khỏi màn hình, nhìn mọi người trong phòng họp rồi tháo tai nghe xuống, và đương nhiên, ngay khi lục lệ hành tháo tai nghe xuống, giọng nói của đạo diễn Chu cũng vang lên, cu. Rất tốt. Tưởng tố, lần này cậu hôn không tệ, rất đạt. Khanh Khanh ơi, chúc mừng cô đóng máy. Khanh Khanh, chúc mừng cô. Thích Tỉnh Vân đưa một đóa hoa tươi cho cô, chúc mừng đóng máy. Kỷ Khanh Khanh cầm lấy hoa tươi, cô mừng rỡ tươi cười nói, cảm ơn đạo diễn Chu trong khoảng thời gian này đã dạy bảo tôi, cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi. Khanh Khanh à, không phải tôi đã nói với cô, cả đời quay phim không thể lúc nào cũng từ chối cảnh hôn chứ? Kỷ Khanh Khanh cười, để sau hãy nói. Chương 48, 1 Edit, phên chút, sau một tháng lễ ba ngày, cuối cùng Kỷ Khanh Khanh đã thuận lợi đóng máy. So với dự tính tận hai đến ba tháng đã rút ngắn được không ít thời gian, dự tính này có lẽ dựa trên vô số lần nờ dê của Kỷ Khanh Khanh ngày trước. Biểu hiện của Kỷ Khanh Khanh trong một tháng nay, không chỉ thuyết phục được toàn bộ nhân viên trong đoàn phim mà còn khiến cho họ phải rửa mắt mà nhìn. Không thể ngờ rằng, lời thoại trong của Kỷ Khanh Khanh một tháng sau hoàn toàn không cần đạo diễn chu giảng giải nữa. Kỷ Khanh Khanh ôm bó hoa mà thích tỉnh vân tặng, đến hỏi đạo diễn Chu, đạo diễn Chu, tối nay có lịch quay không? Tất cả mọi người đều chờ cô mời cơm, tôi còn có thể lên lịch quay sao? Vậy tốt quá, tối nay tôi mời ông và mọi người ăn cơm, cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi trong khoảng thời gian qua. Cô nói xong nhìn hai diễn viên chính trong đoàn phim, không biết chị Tĩnh Vân và anh tưởng tố có thể cho tôi cơ hội không đây? Thời gian một tháng qua, kỷ khanh khanh cùng với diễn viên trong đoàn cũng có mối quan hệ khá hòa thuận hoặc là bị cưỡng ép phải hòa thuận tuy rằng ngày trước từng bị kỷ khanh khanh ngang ngược xem thường nhưng bây giờ lại nhìn cô với con mắt khác thích tỉnh vân và cô cũng không còn ngăn cách trong khoảng thời gian này đã xem kỷ khanh khanh như bạn thân cô ấy lập tức mở miệng cười đùa đương nhiên là chị phải đi rồi bữa cơm của em ngày nào chị cũng nhớ đến đấy tưởng tố cũng đáp ứng buổi tối nhất định tôi sẽ đến Thích Tĩnh Vân và Tưởng Tố cũng đã đáp ứng, trong đoàn phim ngoại trừ người có tuổi sức khỏe không tốt còn lại không diễn viên trẻ nào từ chối, ồn ào đồng ý. Sau khi cắt bánh ngọt, Lục Lệ Hành có lẽ cũng đã nghe tin cô đóng máy, cô đang định nói với anh cô đặt vé máy bay ngày mai, nhưng nhìn vào màn hình video lại thấy trống rỗng, anh ấy đâu rồi, sếp Lục có lẽ đang học à, có lẽ là bên kia đang tắt âm nên kỹ khanh khanh không nghe được âm thanh trong phòng học, làm phiền em quá đưa điện thoại cho chị, em ăn bánh ngọt rồi nghỉ ngơi một chút nhé. Ông Nhu miễn cười rồi gật đầu, kỹ khanh khanh dơ điện thoại tự điều chỉnh lại camera, một bóng người thoáng qua trong video khá giống lục lệ hành, sau đó điện thoại bên kia bị cầm lên, gương mặt lục lệ hành xuất hiện trong màn hình, cô đóng máy rồi, trên mặt kỹ khanh khanh có dính chút bơ, cô chùi nhẹ rồi cười nói, đúng thế, ngày mai tôi có thể, khanh khanh, đến đây ăn bánh đi là giọng nói của tưởng tố tôi tới ngay đây phòng họp rộng lớn chỉ còn một mình lục lệ hành nghe thấy giọng nam bên kia anh nhíu mày lại ai vậy là anh tưởng tố anh ấy đưa cho tôi bánh trứng tôi qua đó ăn đây tưởng tố tưởng tố lại là tưởng tố khoảng thời gian này rõ ràng anh nhìn kỹ khanh khanh diễn cùng tưởng tố không ít lần thậm chí anh còn chứng kiến nhiều lần hai người ngồi cạnh nhau cùng xem kịch bản cùng nhau ăn cơm thỉnh thoảng còn tập diễn cùng nhau anh nhận ra mối quan hệ của hai người họ càng ngày càng tốt, không được ăn, kỹ khanh khanh nhìn anh kỳ quái, lục lệ hành trầm giọng, cô không sợ cô sẽ mập thành cái dạng gì sao, kỹ khanh khanh bưng lấy mặt mình, tôi đâu có mập đâu, cũng không ai chê tôi mập hết, đó là bọn họ mỗi ngày đều ở cùng cô nên nhìn không ra, tôi thì không như vậy, cô thử sờ cầm của cô xem, cả mặt cũng đầy thịt rồi. Lục lệ hành nói chuyện hung dữ một cách kỳ lạ, cũng làm cho kỹ khanh khanh hoài nghi không lẽ mình mập lên thật rồi. Khanh khanh, mau tới đây đi, tôi còn giữ bánh ngọt cho cô này. Kỹ khanh khanh một tay ôm mặt, một bên đắng đo từ chối, chị tỉnh vân mọi người ăn đi, bây giờ em không có khẩu vị lắm. Bây giờ cô đang tiếc nuối hình tượng của mình, nhớ đến khi hình ảnh của mình xuất hiện trước màn hình tivi màn tivi đều là màn hình ngang, bị kéo cho mập thêm không khéo lại bị tẩy chay mất thôi. Lục lệ hành nhớ lại một đoạn vừa rồi khi tưởng tố hôn kỹ khanh khanh trong video, anh cảm thấy như có gai đâm chi chít trong lòng mình, nhổ ra thì khó chịu, không nhổ ra càng khó chịu hơn. Công việc của anh bây giờ thế nào? Lúc trước anh nói có hạng mục xảy ra vấn đề, bây giờ đã giải quyết được chưa? Ừ, giải quyết ổn thỏa rồi, xong hết rồi à? Vậy, anh có bận gì không? Không bận, kỹ khanh khanh hỏi dò, ngày mai tôi lên máy bay, có lẽ đến 5 giờ chiều có thể sẽ, cô trên đường chú ý an toàn, a à, Kỹ khanh khanh biểu môi, cũng là đóng máy, người ta còn có người đến đón, tại sao cô lại không có chứ, thôi được rồi, sếp lục bề bộn công việc, không có thời gian, cô còn có việc gì sao, không có, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi có việc bận cúp máy trước đây. Video đã ngắt kết nối, ôm nhu đưa cho cô một miếng bánh ngọt, chị Khanh Khanh, ăn bánh ngọt này bánh ngọt sắp bị ăn hết sạch rồi. Kỷ Khanh Khanh nhìn miếng bánh ngọt ngào thơm ngon trước mắt, nuốt nước bọt, chị không ăn đâu, phải giảm cân. Ông Nhu nhìn Kỷ Khanh Khanh một M68 còn chưa được 50kg, cô bé khẽ gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Kỷ Khanh Khanh, tiễn bánh ngọt vào trong miệng mình. Sau khi lục lệ hành ngắt video, anh đứng dậy ra khỏi phòng họp, Trần Tịnh đang đứng chờ bên ngoài, hoàn toàn không dám quầy rầy việc riêng tư của ông chủ xế chiều ngày mai có sắp xếp gì không? Trần Tịnh nhìn lịch, xế chiều ngày mai ngài có hai cuộc họp, dời qua ngày hôm sau đi. Trần Tịnh gật đầu vân dạ, buổi tối đoàn làm phim uống không ít rượu, Kỷ Khanh Khanh cầm ly rượu nhìn hai bàn lớn đầy người. Tôi có thể đóng máy sớm cũng nhờ nhận được sự quan tâm của mọi người trong khoảng thời gian qua, một tháng nay tôi ở bên cạnh mọi người cảm thấy rất vui, hy vọng sau này nếu có cơ hội tôi có thể hợp tác làm việc chung với mọi người bữa tiệc này kỹ khanh khanh uống không ít, bỏ qua những khúc mắt không vui ngày trước, văn hóa tiệc trụ bày ra trước mắt, tất cả đều thành mây bay. Sau khi ăn uống no nê, toàn bộ người trong đoàn phim dù nhiều dù ít đều có men say, nhưng ý thức của kỹ khanh khanh vẫn còn khá thanh tĩnh, cô được ôm nhu dìu về phòng. Biết rằng tối nay phải uống rượu nên cô đã sớm dọn dẹp xong đồ đạc trong phòng. Ngày hôm sau cô ngủ một giấc đến giữa trưa, sau khi tạm biệt mọi người trong đoàn phim cô đi thẳng đến sân bay. 5 giờ chiều đã đáp máy bay xuống, khung cảnh sân bay quen thuộc, nhưng làm cho Kỷ Khanh Khanh cảm giác như đã cách một đời. Ôn Nhu và người đại diện Tần Việt ngồi bên cạnh cô, những người họ đều ít xuất hiện. Theo lý mà nói trong sân bay cũng không có khả năng xuất hiện anti-fan chặn cửa, không ngờ rằng vừa bước qua cổng các cô gái từ bốn phương tám hướng xông tới vây quanh Kỷ Khanh Khanh chán ghét như nhìn thấy kẻ thù. Kỷ Khanh Khanh cút khỏi showbiz đi mỗi câu khẩu hiệu được hô to rõ ràng ngay trước mặt Kỷ Khanh Khanh. Kỷ Khanh Khanh nhìn những gương mặt trẻ tuổi, bất đắc dĩ bật cười, bảo an đâu. Tần Việt và ôm nhu vây quanh Kỷ Khanh Khanh, vài ba người nhân viên ở sân bay ngăn mấy cô bé lại, nhưng có vẻ cũng không đảm bảo an toàn. Mấy tiếng bước chân dồn dập chạy về phía họ, Kỷ Khanh Khanh cút khỏi showbiz. Một người lớn tiếng nói, một gã đeo khẩu trang màu đen lưng vác ba lô ném một chai nước về phía Kỷ Khanh Khanh. Kỷ Khanh Khanh không kịp phản ứng đã bị một người ôm vào trong ngực, chai nước kia đập lên cánh tay của người đó. Kỷ Khanh Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai hàng mày nhíu chặt của Lục Lệ Hành, anh thay cô che chắn hơn phân nữa. Kỷ Khanh Khanh bật thốt, "Sao anh lại đến đây?" Lục Lệ Hành có vẻ vẫn bình thường, nhưng chẳng qua trên mặt lại càng lúc càng lạnh lùng, uy nghiêm càng lớn, không hiểu do đâu tâm trạng của Kỷ Khanh Khanh đang hoảng hốt dần trở nên an lòng. Anh liếc mắt, nhìn qua mười mấy nữ sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó bảo an của sân bay cuối cùng cũng đến, thành công tách mười mấy người con gái ra. Lục lệ hành vẫn bảo vệ kỹ khanh khanh trong ngực, che chắn cho cô chặt chẽ không để ai nhìn thấy, sau đó lên xe ra khỏi sân bay. Trên xe, kỹ khanh khanh nhìn lục lệ hành nhớ lại chai nước đụng trúng cánh tay của anh. Tay của anh không sao chứ? Lục lệ hành xem như đó không phải chuyện quan trọng, không sao. Đây là lần đầu tiên kỹ khanh khanh đối mặt với anti-fan. Cô nhớ lại những anti-fan kích động vừa rồi không biết nên làm gì mới ổn. May mà lục lệ hành đã đến, không phải anh nói không đến đón tôi sao? Tại sao lại đến? Lục lệ hành không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ hỏi, cô không biết phải đi lối vip sao? Kỹ khanh khanh nào biết được lịch trình của mình bị các cô biết được chứ? Tôi nghĩ mình ít khi xuất hiện, nhưng lại không nghĩ rằng, bây giờ cô là minh tinh, lần sau nhớ phải đi lối vip đấy. Kỹ khanh khanh gật đầu, tỏ ý sẽ ghi nhớ cô nhìn phong cảnh các tòa nhà cao tầng quen thuộc ngoài cửa sổ xe dần dần lùi ra xa cuối cùng không còn đô thị tấp nập mà là vùng quê kỷ thanh khanh, khanh mỉm cười rốt cuộc đã về nhà vừa đến nhà họ lục kỷ thanh khanh liền xuống xe không chờ nổi nữa mà bước nhanh đi vào biệt thự lục lão tiên sinh và dì bùi đang tưới nước cho mấy cây xanh đặt dưới cửa sổ sát đất kỹ thanh khanh xa nhà hơn một tháng như đã cách ba thu ông nội ơi dì bùi ơi cháu đã về rồi đây, lục lão tiên sinh quay đầu lại, ông cũng cười, đặt bình tưới nước xuống, xem ai về rồi này. Tại sao trở về không nói trước với ông một tiếng, kỹ khanh khanh bước đến ông chầm lấy lục lão tiên sinh, không phải cháu muốn ông bất ngờ sao? Cô nói xong lại ôm dì bùi, dì bùi cẩn thận chu đáo nhìn cô, sau đó bỗng nhiên thở dài, nói với lục lão tiên sinh, phu nhân bên ngoài quay phim vất vả, lại gầy thêm rồi, gầy ngày hôm qua lục lệ hành còn dọa cô mập, làm cô sợ đến mức ngoại trừ đồ ăn chính, một tẹo điểm tâm ngọt cũng không dám ăn chương 48, Hai, Vậy tối nay bà phải làm nhiều món ngon để bồi bổ cho Khanh Khanh nhé. Được, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Tư tư chạy đến bên chân kỹ Khanh Khanh, nó ngước đầu nhìn cô rồi vẫy vẫy đuôi, hiển nhiên là vẫn còn nhớ cô. Kỹ Khanh Khanh ngồi xuống vuốt ve đỉnh đầu của Tư Tư, bé Tư Tư, mới một tháng mà em đã bị dì bùi nuôi tròn quay rồi. Tư tư vô cùng ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay cô. Bé ngoan. Lục lệ hành từ ngoài bước vào, trợ lý bước sau lưng khiên vali của kỹ khanh khanh lên lầu. Sau đó anh nói vài câu rồi nhìn kỹ khanh khanh thật sâu, rồi cũng bước lên lầu vào thư phòng. Khi dì bùi đang chuẩn bị cho bữa cơm tối, kỹ khanh khanh kể cho lục lão tiên sinh vài chuyện thú vị ở đoàn làm phim. À đúng rồi, ông nội ơi, cháu có mua cho ông vài món quà đó. Con bé này thật là về nhà là tốt rồi còn quà cáp gì nữa chứ. Tuy ông nói vậy nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có chút nào không vui. Đây là rượu thuốc đặc sản nơi cháu đóng phim, nghe nói công dụng chữa đau nhức xương khớp rất hiệu quả, cháu đã hỏi qua bác sĩ, hoàn toàn không có tác dụng phụ, nếu như ông đồng ý vậy thử sử dụng xem sao. Lục lão tiên sinh tủng tiễn cười nhận lấy, được, ông nội nhận, lão tiên sinh, phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi sau đó dì bùi cười bước lên lầu để tôi gọi thiếu gia xuống ăn cơm cơm tối dì bùi nấu gần như toàn là món kỹ khanh khanh thích lục lão tiên sinh và dì bùi không ngừng gắp thức ăn vào trong chén cơm của cô một bên thang cô gầy quá phải ăn nhiều một chút kỹ khanh khanh đưa mắt nhìn lục lệ hành ánh mắt có vẻ như muốn hỏi rằng không phải tôi mập sao lục lệ hành vờ như không thấy tập trung ăn cơm được ăn món ăn dì bùi nấu kỹ khanh khanh ăn rất nhanh như bù lại một tháng qua cô mới dừng lại. Ăn cơm tối xong, lục lão tiên sinh và dì bùi đem lý lẽ ra nói hai vợ chồng nên tiểu biệt thắng hôn nhân, thậm chí còn không quên dắt tư tư đi. Kỹ khanh khanh phải di chuyển đường xa nên rất mệt, sau khi cô lên lầu rồi tắm táp xong, quần áo cũng không buồn thay, mơ mơ màng màng nằm lên giường. Lục lệ hành ngồi ở ghế sofa đọc sách, nhìn thấy kỹ khanh khanh bước vào anh nhướng mày, sau khi nhìn cô lại tập trung đọc sách. Ngay lúc Kỷ Thanh Khanh chìm vào giấc ngủ, bên tai nghe thấy giọng nói của Lục Lệ Hành, "Cô có đóng cảnh hôn đúng không?" Kỷ Thanh Khanh đã buồn ngủ lắm rồi, khi cô nghe thấy giọng của Lục Lệ Hành gần như không thể lọc vào đầu nữa, chỉ vô thức miễn cưỡng ừ một tiếng, xem như trả lời. Lục Lệ Hành âm thầm nghiến răng, giọng dần lạnh xuống, "Cô không ngại à?" Cả hai mắt của Kỷ Thanh Khanh mở cũng không lên nổi, chỉ lộn xộn ừ đại một tiếng. Trang sách trên tay Lục Lệ Hành bị ấn sâu minh tinh đóng phim hôn cũng là diễn nên tính toán cái gì huống hồ anh và kỹ khanh khanh ngoại trừ mối quan hệ hôn nhân lại không có cơ sở tình cảm sao anh có thể can thiệp vào công việc của cô không thể như vậy bọn họ chỉ giúp đỡ lẫn nhau lục lệ hành suy nghĩ mình nên rộng lượng tha thứ anh tiếp tục cúi đầu đọc sách nhưng hàng chữ có vẻ như trở nên tối nghĩa một câu cũng không đọc vào kỹ khanh khanh này một lát sau kỹ khanh khanh xoay người lại cố gượng mở căng mí mắt nhìn anh. Sao thế, cô đã là con dâu của nhà họ lục, sau này ở bên ngoài nên chú ý một chút, tránh bị người ngoài dèm pha. Cơn buồn ngủ của kỹ thanh khanh giảm hơn phân nữa, cẩn thận suy ngẫm lại lời của lục lệ hành. Lời của anh rất kỳ lạ, cứ như cô là một người con gái không tuân thủ phép tắt thông đồng làm bậy ở bên ngoài vậy. Cô ngồi dậy, nhìn anh, tôi làm sao? Cô cùng diễn viên khác diễn cảnh hôn môi vốn là công việc của cô, nhưng cô có nghĩ đến ông nội không nếu như ông nhìn thấy ông sẽ nghĩ thế nào đây lục lệ hành ngẩng đầu nhìn cô trầm giọng nói ông nội không phải như người trẻ tuổi không thể tiếp nhận tư tưởng của thanh niên bây giờ nữa cho nên về sau cô có phần diễn hôn nhau hoặc là tìm ca sa đơ hoặc là trực tiếp bỏ cảnh đó tôi có thể giải thích với ông nội tôi và tưởng tố hôn nhau chỉ là lục lệ hành cất cao giọng cắt ngang lời cô cô giải thích cái gì cô cùng người ta môi chạm môi rồi còn giải thích cái gì nữa kỹ khanh khanh lặng nhìn anh một hồi lâu tại sao anh lại kích động đến như vậy cô bước xuống giường đi đến trước mặt anh sau đó đột nhiên lên tiếng ngài lục à anh như thế này không phải là đang ghen chứ lục lệ hành ngây ngốc sau đó bật cười đặt cuốn sách trên tay qua một bên tôi ghen ư tôi ghen với ai ghen với tưởng tố à tôi nói ghét hắn ta và cô hôn môi à Kỷ Khanh Khanh, cô, Kỷ Khanh Khanh buồn thiêu tiếp lời, có biết xấu hổ không? Mấy từ này đều là những lời lục lệ hành thường nói, luôn dùng trên người của cô. Có lẽ cô đúng là không biết xấu hổ nhưng so với lục lệ hành còn không hiểu lòng mình, huống hồ là cô nào không biết thẹn chứ. Cô chính là đầu gỗ, nhưng một tháng qua cô nhận ra lục lệ hành thích mình. Trong vòng hơn một tháng, lục lệ hành giỏi theo cô đóng phim, thay cô lên tiếng, gọi video một tháng không gián đoạn. Cái này không phải chính là thích cô sao? Vậy mà còn bày đặt giả vờ trước mặt cô. Nếu anh không ghen thì tốt, tự tôi sẽ đi giải thích rõ ràng với ông nội, đóng phim nào có thể tránh khỏi cảnh hôn nhau? Không có cảnh hôn thì bộ phim cũng không khai thác được nội tâm nhân vật. Cô còn ngụy biện à? Đôi khi kịch bản sẽ yêu cầu hôn nhau khi cảm xúc lên cao trào, tình huống tôi và tưởng tố cũng vậy, anh ta dùng nụ hôn để diễn tả cảm tình đặc biệt đến với nữ chính. Nếu như kỷ khanh khanh nhìn anh nếu như anh nói thế sau này tôi sẽ không diễn cảnh hôn nữa tôi sẽ ghi nhớ lời anh không đóng lục lệ hành cố gắng bình tĩnh nhìn ánh mắt kỷ khanh khanh như có hàm ý lần đầu tiên anh có cảm giác không thể khống chế được cảm xúc của mình kỷ khanh khanh tôi cho cô biết cô đừng có nghĩ ngợi lung tung tôi chỉ đứng ở góc độ của ông nội mà cân nhắc thôi tôi và cô không hề có tình cảm tôi cũng không có hứng thú với cô giữa hai chúng ta chỉ có hôn ước càng không tiến thêm một bước nào nữa anh không có hứng thú với tôi không có anh cũng không thích tôi không hề thích đúng là mạnh miệng cô biết rõ sếp lục đang sĩ diện nên cũng cho qua được 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 tôi đã biết vậy ngài lục này nếu không có việc gì nữa thì tôi đi tắm trước đây cô nói xong xoay người bước đến phòng tắm cảnh báo tử vong mời ngài hôn vợ mình ít nhất ba nơi khác nhau trên thân thể, không hôn. Đi mà trừ HP đi, nhắc nhở thân thiện, HP của ngài không còn đủ để trừ, nếu ngài không tiếp nhận nhiệm vụ sẽ bị chết tại chỗ. Ngài có nhận không? Chương 49, Editor, chương mới edit xong đăng ngay cho mọi người luôn hi hi, khóe môi của lục lệ hành treo một nụ cười lạnh, cũng như khóe môi tay chân anh cũng lạnh lẽo cứng ngắc. kỹ Khanh Khanh bước ra khỏi phòng để quần áo, cô nhìn thấy tư thế lục lệ hành vẫn không thay đổi, sau đó cầm đồ ngủ bình thản bước vào phòng tắm, không phải do cô tự mình đa tình, như cô đã từng nói, hành động của lục lệ hành một tháng nay có chăng có triển vọng chút nào không, bình thường thì anh hay nói cô không biết xấu hổ, mỗi ngày đều phải làm dáng vẻ đứng đắn nghiêm trang anh có cảm thấy mệt mỏi không, kỹ khanh khanh nhìn vào gương trong phòng tắm. Cô vén tóc lên nhận ra gương mặt mình tiều tụy và cả quần thâm nơi đáy mắt. Quay phim hơn một tháng, Mỗi ngày đều phải diễn đến tối muộn, thậm chí còn phải thức thâu đêm, làm cho làn da trở nên tệ đi rất nhiều. Cô đóng cửa lại, chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng đập cửa truyền đến. Kỷ Khanh Khanh mở cửa, nhìn thấy lục lệ hành mặt cứng đơ đứng bên ngoài. Sao vậy? Dưới ánh mắt của Kỷ Khanh Khanh, lục lệ hành đang cắn chặt răng, dưới cầm lộ ra độ công dường như anh đang căng thẳng, dưới ánh sáng trong phòng tắm chiếu lên mặt lục lệ hành, lại không nhìn ra sắc mặt của anh chỉ thấy môi anh miếm lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt sáng rực nhìn cô chầm chầm, tựa như một con sói, hôn môi à. Ngoài hôn môi còn phải hôn ở ba nơi khác nhau, lục lệ hành từ trên nhìn xuống chỉ thấy kỹ khanh khanh quấn khăn tắm, lọn tóc dài khẽ rủ xuống bên bả vai, lộ ra cần cổ trắng nõn, xương quai xanh lỗi lõm, phong cảnh trước ngực như ảnh như hiện, càng che lấp càng thấy quyến rũ, dưới ánh đèn vàng nhạt, hoặc nhìn cô như vừa ngọt vừa mềm mại. Lục lệ hành vốn đang căng thẳng, sau khi nhìn cũng dần dần thả lỏng. Lục lệ hành im lặng càng làm cho kỹ khanh khanh bất an, cô có cảm giác lục lệ hành không nói một lời nhìn chầm chầm mình tựa như trong lòng đang có suy nghĩ xấu. Đồ buộc tóc phía sau của cô hơi lỏng, cô định vương tay buộc chặt lục lệ hành lại thừa cơ tiến lên một bước, không người chạm lên má của cô, tay buộc tóc khựng lại. Trên gương mặt trắng nõn của kỹ thanh khanh dưới mắt thường cũng nhận ra nó đang đỏ ửng lên, cô chợt bước lùi về sau không thể tin nổi nhìn lục lệ hành anh anh làm gì thế lục lệ hành tiến một bước đến gần cô hai mắt vẫn đặt trên người cô từ trên mặt chạy đến cổ rồi đến bả vai dọc xuống cánh tay sau đó rơi đến cánh tay đang ở sau lưng của cô không làm gì cả anh nói xong vương tay cầm lấy tay kỹ khanh khanh để trước mặt sau đó anh lại không người hôn lên mu bàn tay của cô làng tóc phía sau rơi như thác nước rủ xuống bên vai cái hôn tựa như chuồn chuồn lướt qua trên mu bàn tay, kỹ khanh khanh phản phất như cảm thấy đau chợt rút tay về, cô dùng ánh mắt khiếp sợ không thể tin được nhìn lục lệ hành, tim đập rộn ràng, vệt đỏ trên má đã lan rộng đến tận thính tai, anh, anh biết mình đã làm gì không, biết, dáng vẻ của lục lệ hành khá thản nhiên, kỹ khanh khanh gần như cảm thấy anh đang trả thù cô. Nhưng mà anh đã nói rằng anh không có hứng thú với tôi, giữa chúng ta càng không thể tiến thêm một bước nữa mà hai tay cô che ngực lui bước đến không còn đường lui cảnh giác nhìn người đàn ông thân thể khỏe mạnh trước mặt gian phòng này cách âm rất tốt lỡ như lục lệ hành làm ra loại chuyện gì đó cô tay không tất sắc nào có khả năng phản kháng chứ lục lệ hành không lên tiếng ánh mắt lại rơi trên cổ của cô kỹ khanh khanh vương tay che lấy cổ anh nhìn lên thính tai của cô cô lại che lấy tai của mình ánh mắt lại nhìn đến trán cô lại che chắn trán của mình không còn khe hở nhìn ánh mắt của cô tựa như trước mặt cô là một con sói đói hung ác. Lục lệ hành, anh. Chuyện vừa rồi tôi không muốn tính toán với anh nữa, nếu anh không có việc gì thì anh mau ra ngoài đi, tôi muốn đi tắm. Kỹ khanh khanh đuổi anh, lục lệ hành ngược lại không lùi mà còn tiến tới, anh bước một bước, chỉ còn cách kỹ khanh khanh một thước, anh cúi đầu xem xét, cuối cùng ánh mắt tập trung tại cầm, anh nhướng mày, cúi người định hôn lên cầm của cô. Kỷ Khanh Khanh nhanh tay lệ mắt, một tay che lấy miệng, Lục Lệ Hành trực tiếp hôn lên mu bàn tay của cô. Cái hôn nóng hổi của Lục Lệ Hành còn chưa lui đi, một giây sau như làm cho cả mặt đất đều như muốn bốc hơi, đồng tử của Kỷ Khanh Khanh co lại, tim đập rộn ràng không còn theo nhịp điệu vốn có nữa, cô hoảng hốt cảm nhận cả cơ thể mình như đang bị thiêu cháy. Đã hôn lên mu bàn tay, Lục Lệ Hành bắt lấy cái tay vướng víu kia, ngay lúc Kỷ Khanh Khanh như bị hóa đá, anh thừa cơ tiến đến hôn lên cánh môi hồng nhuận mềm mại của cô. Kỹ Khanh Khanh tựa lưng lên tường, dây buộc tóc trên tay rơi xuống sàn, trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong, trống rỗng, thậm chí cái gì cũng không thể nghĩ ra, cái gì cũng không thể nghe thấy, ngập tràn trong đôi mắt chỉ còn hình ảnh gương mặt của lục lệ hành gần trong gan tất, tim đập chợt như ngừng lại, một giây sau lại đập rộn ràng kịch liệt, cô như bị điện giật, dòng điện lan từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu, da đầu của cô rung lên tay chân thì mềm nhũng. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, khiến cho cô quên cả hô hấp, khắp người như có luồng nhiệt bao vây, từng sợi tóc từng tế bào cũng như đang bị thiêu cháy, nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại. Khi tách ra, lục lệ hành cũng không hề nhận ra ánh mắt của mình cũng nhuốm màu dục vọng, kỹ khanh khanh thu hồi lại tư tưởng của mình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lục lệ hành, nhưng kỳ lạ thay, tuy trong đầu cô vẫn còn trống rỗng nhưng lại có thể thốt ra một câu hỏi anh nói không thích tôi, vì sao lại hôn tôi? Lục lệ hành nhìn cánh môi mềm mại đỏ mọng của cô, ánh mắt hơi tối lại, ít hầu khẽ động, tiếng nói như lạc giọng, môi cô hồng là tôi mua. Sau khi kỹ thanh khanh đến nhà họ lục, những đồ dùng thường ngày đều là đồ lục gia mua, ví dụ như son môi, mỹ phẩm hàng hiệu được đặt tại bàn trang điểm, thì sao? Trả lại cho tôi, kỹ thanh khanh, khanh cúi đầu, cô chỉ ngoài phòng tắm, bàn trang điểm trong phòng để đồ đấy tôi không cần những thứ kia. Lục lệ hành một tay nâng cầm kỹ khanh khanh lên, tôi chỉ muốn thứ trên môi cô. Anh nói xong lại cúi người xuống, hôn lên đôi môi kia một lần nữa. Nụ hôn này so với nụ hôn lướt qua ban nãy càng hăng hơn, càng hôn càng sâu, tràn đầy tính ép buộc. Anh tiến quân thần tốc cậy mở đôi môi của kỹ khanh khanh, buộc cô phải tiếp nhận, khoảng cách càng lúc càng gần, tay chân cô như nhũng ra tựa như không còn đứng trên mặt đất nữa. Hai tay lục lệ hành vây lấy eo của cô, kỹ khanh khanh hoàng hồn, vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị lục lệ hành cắn lên khóe môi không nặng không nhẹ, kỹ khanh khanh bị đau, trừng mắt nhìn anh. Sau đó cô lật lại cũng cắn lên khóe môi của anh, đổi bị động thành chủ động, cô nhón chân hai tay ôm lấy cổ lục lệ hành, muốn tuyên bố chủ quyền, không như sự dịu dàng của lục lệ hành, kỹ khanh khanh hôn rất bá đạo, tự như trả đũa, hoặc như muốn phân rõ thắng bại cô vừa tập trung vừa cẩn thận trọng tâm cơ thể rơi lên người lục lệ hành dùng tư thế mạnh mẽ khiến cho lục lệ hành thối lui về phía sau lui ra khỏi phòng tắm hai người khó buông cũng khó phân cũng không biết trong trận đấu này là ai thắng ai thua cũng không biết hai người họ đã hôn bao lâu chẳng qua khi tách ra khỏi lục lệ hành kỹ khanh khanh thở hồng hộc cả người kiêu ngạo như khổng tước xòe đuôi không phải chỉ là hôn môi thôi sao đừng tưởng rằng chỉ mình anh biết tôi cũng biết dục vọng trong lục lệ hành vừa dâng lên bất thình lình nghe thấy câu nói này như bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt tất cả tình cảm và dục vọng của anh anh chỉ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lẽo như trong hầm băng chỉ một câu đã đánh anh tan nát là học từ tưởng tố kia kỹ khanh khanh ngây ngốc cô nhìn vẻ mặt và ánh mắt nghiêm trọng của lục lệ hành đột nhiên nhướng mày bật cười anh đây là đang ghen đúng không lần đầu tiên lục lệ hành lại không phản bác mà anh chỉ cẩn thận nhìn kỹ Khanh Khanh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ đùa cợt. Kỹ Khanh Khanh cẩn thận suy nghĩ, nguyên nhân gây ra một đêm này, dường như bởi vì cái hôn giữa cô và Tưởng Tố, quả là một hiểu lầm tươi đẹp, cảnh quay hôn nhau cuối cùng kia chỉ là giả thôi. Kỹ Khanh Khanh giải thích, hoàn toàn không như nụ hôn khi nãy, tôi không có chạm vào Tưởng Tố, về phần anh hỏi tôi học được ở đâu. Lục Lệ Hành đứng ngoài cửa nghe Kỹ Khanh Khanh nói, tựa như có ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong lồng ngực nương theo tiếng tim đập mạch máu bên dưới bắt đầu khởi dậy sôi trào cháy rực một luồng lửa cực nóng lan tỏa khắp thân thể anh đưa thân thể anh từ lạnh lẽo trở lại trời quang mây tạnh bừng bừng sức sống trong lúc kỹ khanh khanh đóng cửa phòng tắm lại cô tựa lưng lên cửa nhẹ giọng ngập tràn nét cười là anh dạy cô vậy mà là thông minh học một biết mười lục lệ hành nhìn bóng lưng sau cửa phòng tắm anh vuốt ve khóe môi trầm khàn cười hai tiếng nhưng mà thầy giáo lại cảm thấy vừa rồi dạy không tốt thầy cảm thấy có nghĩa vụ dạy lại một lần nữa kỷ khanh khanh không nghe theo anh ai bảo khi nãy anh lại chọc tức cô chứ không phải anh nói không vui sao lại còn dở trò đánh lén kỷ khanh khanh nhướng mày cô đắc ý nói học trò thông minh đã có thể tự mình lĩnh hội được tinh hoa không cần dạy nữa lục lệ hành không cần nhìn chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể đoán được nét cười tinh nghịch trên mặt của kỹ khanh khanh, khẳng định giống như hồ ly nhỏ, hồ ly chỉ thiếu cái đuôi, bất quá cũng phải nói rằng, dốc hồ ly này còn rất thông minh, học rất nhanh, nhiệm vụ hoàn thành, HP 30, HP hiện tại 52 tiếng, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách, khóe môi lục lệ hành khẽ nhếch lên, quay người bước ra khỏi phòng, kỹ khanh khanh tắm xong bước ra, trong phòng không còn một bóng người, cô nhìn về phía cửa được khép hờ, mỉm cười lên giường ngủ, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong, đêm nay nhất định là một đêm thật đẹp. Sáng hôm sau, Kỷ Khanh Khanh mở mắt, Lục Lệ Hành bên cạnh không biết sớm như vậy đã đi đâu mất, cô rời giường xuống lầu ăn sáng, rất nhàn nhã và thư thái, phu nhân dậy rồi à. Cô có muốn ăn gì không, tôi ăn gì cũng được, cảm ơn dì bùi, dì bùi mỉm cười bước đến phòng bếp bưng đồ ăn lên, lục lão tiên sinh cười nhìn cô, khanh khanh à tối qua cháu ngủ có ngon không rất ngon ạ à. còn ông nội thế nào ông à ông lúc nào cũng ngủ ngon vậy chúng ta ăn sáng xong nói chuyện một chút nhé nhìn dáng vẻ của lục lão tiên sinh kỷ khanh khanh đoán không ra ông có gì muốn nói với cô vâng ạ à. sau khi ăn sáng kỷ khanh khanh đi theo lục lão tiên sinh đến thư phòng là thế này lục lão tiên sinh tủm tỉm cười nhìn kỷ khanh khanh có chuyện ông muốn thương lượng với cháu ông cứ nói đi ạ à. chuyện ông muốn nói với cháu chính là chuyện hôn lễ của cháu và lục lệ hành kỷ khanh khanh nghe vậy hơi sửng sốt cô xấu hổ cười chuyện này kỷ khanh khanh cười cười không lên tiếng lục lão tiên sinh thở dài chuyện lớn như kết hôn thằng nhóc lục lệ hành lại không nói lại để cho ông già lọng khọng nói khanh khanh ông với tư cách là ông nội của lệ hành thời gian qua ông rất biết ơn cháu ông nội lời này ông đã nói nhiều lần rồi ông đừng cảm ơn cháu, cháu thật sự cái gì cũng chưa làm, không chỉ là việc lệ hành có thể tỉnh dậy. Lục lão tiên sinh mỉm cười nhìn cô, là cháu cho lệ hành được sống một cuộc sống khác, ngoại trừ đi làm, dường như đã có gì đó thay đổi, kỹ khanh khanh ngơ ngác, ông sống cùng lệ hành 30 năm, từ khi nó bắt đầu hiểu chuyện thì đã tập trung học hành, lớn lên chỉ có công việc, bây giờ cháu đến đây, cuối tuần cũng có ngày nghỉ, nó bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi, cũng bắt đầu nghĩ phép. Nói đến đây, lục lão tiên sinh thở dài, ông thường xuyên cảm thấy hối hận, từ khi nó còn nhỏ đã bắt nó gánh vác vực dậy lục gia, đến nỗi 30 năm trời nó không có thời gian cho bản thân mình, càng không có thời gian để nghỉ ngơi, so với tập đoàn của họ lục. Ông hy vọng nó có thể tạm gác lại lục thị một thời gian ngắn, sống cuộc sống thuộc về mình. Ông nội biết rõ cháu không có cảm tình với lệ hành, tiến hành hôn lễ tương đương với việc công khai mối quan hệ của hai cháu, nhưng tận sâu trong lòng ông hy vọng cháu có thể ở bên lệ hành, như vậy đi, ông cho cháu thời gian để cân nhắc nhé, ông nội ơi, cháu. Bây giờ cháu không cần phải trả lời ngay lập tức. Lục lão tiên sinh cắt ngang lời cô, Khanh Khanh à, đây là chuyện liên quan đến cả đời cháu, nên tập trung cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ, cháu không nên kết luận đơn giản. Ý cười trong mắt kỹ Khanh Khanh càng sâu, ông hiểu lầm ý của cháu rồi, cháu muốn nói, chuyện này để ông quyết định là tốt rồi, lời này xem như trả lời lục lão tiên sinh, nguyện ý công khai mối quan hệ đám cưới, lục lão tiên sinh kinh ngạc nhìn cô, khóe miệng cười tươi, cháu đồng ý kết hôn với lệ hành, kỹ khanh khanh gật đầu, nếu như cháu đã đáp ứng, làm sao lại lấy mỗi chủ ý của ông được chứ? Đây chính là chuyện lớn của các cháu, thời gian ông giúp hai cháu định, nhưng còn những việc cụ thể, các cháu phải tự mình kiểm soát trước tiên là phải giáp mặt gia đình nét cười trên môi kỷ khanh khanh lập tức ngưng trệ sau nửa ngày cô mới gượng cười ông nội gia đình của cháu cô không biết nên nói thế nào để lục lão tiên sinh không hiểu lầm lục lão tiên sinh nhìn biểu cảm của kỷ khanh khanh đột nhiên hiểu ra cháu yên tâm ông mặc dù đã già nhưng chưa hồ đồ cháu có băn khoăn gì có thể nói cho ông thật ra cũng không có gì ạ à kỷ khanh khanh kể lại chuyện của gia đình kỷ từ gốc tới ngọn cho lục lão tiên sinh không bất công cũng không thêm mắm dặm muối nếu như cha mẹ kỷ biết cô gả cho người tên lục lệ hành chỉ sợ sẽ sống chết nắm chặt lục da không buông sau này đến thăm chỉ sợ sẽ không nhàn nhã như thời gian đã qua lục lão tiên sinh nghe vậy trầm ngân ông gật đầu thì ra là thế nhìn sắc mặt kỷ khanh khanh không tốt lục lão tiên sinh lại nói cháu đừng lo lắng cháu chỉ cần yên lòng làm cô dâu nếu có chuyện gì cứ giao cho chú rể lệ hành đi làm cô dâu mới cưới nên thật vui vẻ thật xinh đẹp chuẩn bị xuất giá mới tốt đáy mắt của kỷ khanh khanh hiện lên nét vui vẻ trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua lập tức trở nên yên lòng sau khi ăn cơm trưa kỷ khanh khanh cùng lục lão tiên sinh đến hồ câu cá cô triệt để mở cửa lòng với lục lão tiên sinh nói ra sự băn khoăn trong lòng mình cho ông biết lão tiên sinh trải đời kinh nghiệm phong phú chuyện lớn đối với người trẻ tuổi nhưng trong mắt ông tất cả chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, đã có lục lão tiên sinh, kỹ khanh khanh hoàn toàn yên tâm, điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn thấy hàng chữ tem trai liên tiếp gửi tin nhắn thoại đến cho cô. Đối với gia đình của nguyên chủ, sau khi được lục lão tiên sinh khai thông kỹ khanh khanh đã không còn cảm thấy gánh nặng nữa, cô ấn mở tin nhắn thoại. Chị ơi, trong loa điện thoại truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết âm lượng lớn không chỉ dọa cô nhảy dựng lên mà cũng dọa luôn con cá đang mắc câu của lục lão tiên sinh kỹ khanh khanh cười trừ nhìn lục lão tiên sinh ông tiếc nuối nhìn con cá đang sắp sửa cắn câu lại vẫy đuôi chạy mất phẩy vẫy tay cháu đi đi hôm nay ông nhất định sẽ câu được cá cho cháu ăn kỹ khanh khanh cười ra khỏi bờ hồ cô đi đến phòng ngủ mở tin nhắn thoại chị ơi chị cứu em với chị nhanh nhanh đến cứu em đi mà nếu chị không giúp em em sẽ chết thật đấy kỹ khanh khanh nhíu mày lại mở mấy tin nhắn kế tiếp tới lui đều là câu cầu cứu của nó nói thằng nhóc không vội thì nghe giọng nơi thiếu điều gấp đến độ muốn thắt cổ nhưng nếu nói nó có việc cấp bách thì nó lại không nói ra được việc gì khẩn cấp đến như vậy kỹ khanh khanh trả lời em làm sao thế một phút sau lập tức có tin gửi tới cuối cùng chị cũng nhận rồi lần này chị nhất định phải cứu em nếu không em sẽ chết mất. Đến cùng là em xảy ra chuyện gì rồi, em vay ít tiền trên mạng, kỹ khanh khanh nhớ mày, em vay nặng lãi, không phải, em không vay nặng lãi, bọn họ là công ty chính quy, trên TV cũng có quảng cáo kìa, kỹ khanh khanh ngẫm nghĩ, một sinh viên 20 tuổi còn có thể mượn được bao nhiêu tiền, kỹ khanh khanh hỏi, em mượn bao nhiêu, 380 vạn, 3 triệu 800 nghìn nhân dân tệ, kỹ khanh khanh sững sờ, cô không còn tin vào lỗ tai của mình nữa rồi, 380 vạn. Em mượn nhiều tiền thế làm gì, em cũng không biết, bọn họ lừa gạt em. Giọng nói ấm ức từ trong điện thoại truyền đến, chị ơi cứu em với, đến cả cha mẹ cũng muốn từ mặt em luôn rồi, bây giờ chỉ có chị mới có thể cứu em. Em báo cảnh sát đi, bọn người cho vay nặng lãi này là trái pháp luật, nhưng mà ảnh nu của em vẫn còn trong tay bọn họ bọn người đó nói nếu như em không trả sẽ phát tán ảnh của em, đến lúc đó sẽ không có người con gái nào dám gả cho em mất, em mượn ở đâu? Tại sao còn đưa ảnh nu cho họ, em mượn? Ở áp tán gia bại sản à, áp tán gia bại sản, Kỷ Khanh Khanh nhớ lại lúc cô vừa mới xuyên qua nhìn thấy quảng cáo tưng bừng nọ trên TV, bạn cần tiền gấp, chỉ cần bạn làm theo chỉ dẫn, cả đời cũng không hết tiền tiêu xài đầu tiên download app tán gia bại sản, chỉ với một cú clip, sẽ chuyển ngay cho bạn số tiền bạn cần, cả đời này không còn lo hết tiền tiêu. Nhắc tới cái này, ngược lại kỹ Khanh khanh nhớ tới hệ thống tiểu A, sau này cô không bắt kịp tin tức, bằng không có lẽ cô cũng từng suy nghĩ đến phương án đó, vậy em mượn nhiều hay ít, em chỉ mượn 50 vạn. Em không biết thế nào đã vọt đến 380 vạn rồi, kỹ khanh khanh, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Khung cha trầm lắng một hồi lâu, mươi giây sau lại có tin gửi đến, chị ơi! Chị à! Xin chị hãy cứu vớt mạng chó của em đi. Sau này em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp chị, em không thể để ảnh nu phát tán ra ngoài được đâu, kỹ khanh khanh không cách nào mở miệng, áp tán gia bại sản, nó đặt cái tên đó mà em còn dám tìm nó vay tiền à, đầu óc em có phải tàu hũ không? Hơn nữa em là một thằng đàn ông con trai sợ gì ảnh đu hả, mấy nhỏ con gái sẽ ghét bỏ em mất. Về sau em không cưới được vợ thì phải làm sao bây giờ, kỹ khanh khanh nở nụ cười, vậy thì càng tốt, với chỉ số thông minh của em, đừng di truyền cho thế hệ sau nữa. Sau đó một tin thoại đến tận 58 giây truyền đến, kỹ khanh khanh bất đắc dĩ nói, em đừng gào thét nữa, việc này rõ ràng là cái app này có vấn đề, cho vay lãi suất cao, hoặc là em báo cảnh sát hoặc là đoạn tuyệt mối quan hệ chị em, em cứ chọn một đi. Sau nửa ngày, giọng nói ấm ức từ bên kia gửi đến, vậy em sẽ báo cảnh sát. Giọng điệu xa xúc chán trường kia làm cho kỹ khanh khanh không khỏi nhíu mày, em mượn 50 vạn tệ làm gì đấy. Cha mẹ nhà họ kỹ có lẽ rất cưng chiều cậu con trai độc nhất mới đúng, làm sao lại để cho nó thiếu tiền xài đây. Em đánh nhau với vài người, phải bồi thường 50 vạn tiền thuốc men cho người ta. Đánh nhau ai bảo tụi nó miệng mồm không sạch sẽ còn nói xấu chị kỹ khanh khanh nhướng mày nói xấu mình nói xấu chị có lẽ là lời đồn thôi giọng nói truyền đến có vẻ không vui lắm chỉ là lời nói bậy bạ mà thôi chị đừng nghe kẻo ô uế lỗ tai lần sau nếu gặp tụi nó em vẫn sẽ đánh tụi nó như xương này này ảnh nô của em cũng sắp bị tung rồi mà còn có suy nghĩ đánh người à tranh thủ thời gian báo cảnh sát em có nghe rõ chưa em biết rồi nhưng mà chị biết không? Sau đó em có tra mới phát hiện có rất nhiều người bị lừa giống em, rõ ràng cái app này chính là công ty lừa đảo, vậy mà chưa bị kiện, rõ ràng là có bảo kê. Nghe giọng nói sáng ngời thanh tĩnh của em trai, Kỷ Khanh Khanh hỏi, thế nào? Công ty này rõ lương lẹo, em đoán có lẽ cảnh sát cũng không có biện pháp, em chỉ sợ báo cảnh sát cũng không làm được chuyện gì, không thể làm công ty này biến mất được. Kỷ Khanh Khanh còn chưa nghe xong, lại có tin nhắn thoại gửi đến chị ơi nếu như em thật sự gặp điều bất trắc chị đừng thay em báo thù chị phải rời xa âm mưu đen tối này chị phải sống thật tốt đấy kỹ khanh khanh đây có phải em trai của mình không đây thôi được rồi em không cần phải hy sinh anh dũng đâu em gửi địa chỉ cho chị chị đi cùng em báo cảnh sát rất nhanh địa chỉ đã được gửi đến kỹ khanh khanh lái xe ra ngoài ước chừng năm mươi Kỷ Khanh Khanh nhìn bàn ăn thức ăn phong phú hương vị thơm ngon có chút ngoài ý muốn, không ngờ em trai mình còn có thể làm những món này. Chị, chị mới gọi điện cho ai vậy? Em trai đặt chén đổ song song trước mặt cô, ánh mắt sáng ngời không ngừng đặt trên người cô, sau khi cậu nuốt một muỗng cơm thiệt lớn, sau đó bình tĩnh vờ như không có chuyện gì thăm dò, chỉ là một người bạn thôi, bạn. Chỉ là bạn thôi à, Kỷ Khanh Khanh điềm tĩnh hỏi, sao nào? Bạn của chị cũng phải nói rõ với em à? Không phải, không phải em đang quan tâm chị mình sao? Được rồi, đừng quan tâm chị, em trước tiên nên quan tâm bản thân mình đi. Kỷ Khanh Khanh nhướng mày nhìn cậu, sau khi báo cảnh sát, họ có điều tra hay nói gì không? Em trai nói, họ chỉ ghi chép lại, nói là nếu điều tra ra trường hợp này có vấn đề, sẽ liên hệ với em. Cậu vừa nhắc đến chuyện này liền cảm thấy lý lẽ của mình khá thua thiệt, chỉ đành nói, "Chị à, chuyện này đừng giận em, em cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà bọn nó đáng bị đánh, em lấy tiền tiết kiệm lại còn tiền công làm thêm, nhưng chị lại còn ở xa, em chỉ định mượn 50 vạn, không ngờ hai tháng sau lại bay vèo lên đến 300 vạn, đó là do em ngốc. Làm sao em có thể tin vào cái áp tán giả bại sản được hả? Nó phát quảng cáo, nhiều người cũng biết đến nó mà, hơn nữa nó còn chuyển tiền ngay lập tức lúc ấy em đang cần tiền gấp để trả viện phí, nên em, vậy còn chuyện khỏa thân là thế nào? Giọng nói em trai nhỏ xíu, là. Ngay sau khi nhận được tiền, hắn ta nói phải có thêm điều kiện, đòi ảnh khỏa thân của em, lúc ấy em đang rất gấp, lại không muốn làm phiền chị, nên em liền đưa cho bọn hắn. Hai ngày sau hắn ta tìm đến nói rằng, đến kỳ hạn em phải trả tiền nếu không sẽ. Phát tán ảnh khỏa thân của em lên mạng nhắc đến khỏa thân em trai tuổi thân bây giờ thì tiêu rồi em báo cảnh sát nếu như cảnh sát điều tra công ty đó chẳng phải sẽ lộ ảnh của em luôn sao em là đàn ông con trai còn sợ ảnh khỏa thân cái gì sao lại không sợ chớ nếu bị lộ ảnh khỏa thân đó sẽ không có cô gái nào dám gả cho em hết thì em phải làm sao bây giờ kỹ khanh khanh nhìn thật sâu vào mắt em trai đôi mắt rất đẹp môi hồng răng trắng cậu thiếu niên tươi sáng thoải mái như ánh mắt trời nếu đặt trong đám đông nhất định cũng sẽ gây sự chú ý. Một thằng nhóc như vậy ở trong trường, không phải cũng ở cấp hốt boy sao, đoán chừng không dưới 100 lá thư tình của nữ sinh nhét đầy trong hộp bàn, còn sợ không có cô nào chịu gã à. Thật ra em cũng đẹp trai lắm, cố gắng lên nào, đối xử với con gái tốt và chân thành nhất định sẽ có được vợ. Chị à, chị không hiểu đâu. Em trai lộ ra vẻ mặt khó coi, tựa như có điều khó nói, kỹ khanh khanh lơ đảng, rõ ràng dáng vẻ này của thằng nhóc rất được hoan nghênh chị cũng là phụ nữ đây tất nhiên sẽ hiểu tâm tư của phái nữ em yên tâm đi em nhất định sẽ có bạn gái cậu nhóc lại lộ ra vẻ mặt u buồn vậy theo chị có người con gái nào bằng lòng gả cho một người không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy không sao em lại có thể kết luận mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy kỹ khanh khanh cảm thấy tư tưởng của em trai mình không hợp lý cô phải tâm sự với nó một chút mới được bây giờ em đã nghĩ mình không cách nào làm cô ấy hạnh phúc vậy làm sao em có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy đây khi em gặp người con gái mình thích em sẽ biết rõ không có gì quan trọng hơn nụ cười của cô ấy sẽ không kìm được mà muốn đem hết thảy mọi thứ tốt nhất đến cho cô ấy nếu yêu đến mức đó em còn sợ cô ấy sẽ không hạnh phúc khi bên cạnh em nữa không em trai nghe kỹ khanh khanh nghiêm túc thảo luận vấn đề hạnh phúc hoàn toàn không giống vấn đề hạnh phúc mà cậu muốn nói không được cắt ngang lời chị mình lại không thể không kiên trì phụ họa đôi câu chị chị nói đúng em hiểu là tốt đối xử với con gái quan trọng nhất là chân thành tuy việc ảnh khỏa thân không được tốt lắm nhưng nếu em giải thích với cô ấy cô ấy sẽ hiểu thôi em trai gật đầu dạ dạ hai tiếng tỏ vẻ đồng ý sau đó vùi đầu ăn cơm có khổ không thể nói kỹ khanh khanh tự múc chén canh không thể ngờ rằng trình độ nấu ăn của thằng nhóc không chênh lệch so với gì bùi cả màu sắc lẫn hương vị đều thơm ngon, làm cho người khác muốn ăn nhiều hơn. Em trai ăn hết cơm trắng, suy nghĩ một hồi lâu mới lấy được dũng khí nói với Kỷ Khanh Khanh, "Chị, hạnh phúc hai ta đang nói đến không hề giống nhau." Kỷ Khanh Khanh từ từ thổi chén canh, "Vậy em nói đi, không giống nhau thế nào? Em chỉ mới 19 tuổi." Kỷ Khanh Khanh nhấp một ngụm canh, "Thì sao? Em..." Phát dục muộn. "Ừ." Em trai cắn răng quyết tâm, cao giọng nói: em chính là nhỏ mà thôi nhỏ tha thứ cho kỹ khanh khanh không thể phản ứng kịp cho nên hỏi thêm nhiều câu cái gì nhỏ nhỏ bao nhiêu gương mặt trắng trẻo của thằng nhóc đỏ bừng thì là cái đó đó con trai cũng có người phát dục muộn cơ mà hai năm sau nhất định nó sẽ lớn lên thôi nhưng mà bây giờ em bị đám người kia giữ ảnh nu nếu con gái mà thấy còn tin tưởng em nữa không chị Kỷ Khanh Khanh im lặng thật im lặng nhìn cậu, trong đầu xoay mòng mòng, ấy, cho nên cậu nói nhỏ, chính là, Kỷ Khanh Khanh đột nhiên hiểu ra, phục, một ngụm canh trong miệng cô không kìm được phun ra, cũng may cô nhìn thấy gương mặt em trai đỏ bừng nên trong vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác không văng vào mặt cậu, khụ khụ khụ. Em nói, em nói cái gì? Em nói hạnh phúc, là tính phúc cho nên nguyên nhân em sợ ảnh khỏa thân bị tung ra là vì cái kia khóe mắt em trai đáng thương nhìn cô nghiêm trọng gật đầu kỹ khanh khanh nhìn dáng vẻ tuổi thân nhịn nhục của cậu nhất thời không kìm lại được tựa lưng vào ghế cười không ra hơi ha 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 thật xin lỗi chị không cố ý ha 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 chị không cố ý đâu ai bảo em không nói rõ chứ ha 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 xin lỗi kỹ khanh khanh nhìn mặt em trai lại cười đến mất hình tượng em trai nhìn cô cười đến như vậy, trong bụng đầy tuổi thân. Sự đau khổ của em làm chị vui đến vậy sao? Chị xin lỗi mà ha ha ha, rất mắc cười, bình thường chị không dễ cười đâu trừ khi không nhịn được ha 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 ha. Khắp căn phòng, chỉ có tiếng cười của kỹ khanh khanh, ánh mắt em trai u oán, cậu thở dài, chị đừng cười nữa, chị giúp em nghĩ biện pháp đi, đám kia không chừng còn có thể làm ra chuyện tệ hơn, chị à, chị phải giúp em đấy ảnh khỏa thân của em tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ không có người con gái nào muốn em. Kỷ Khanh Khanh cười đến tức bụng, nhìn dáng vẻ tuổi thân của em trai đành phải cố gắng thu lại cảm xúc, vất vả lắm cô mới nín cười được, thấp giọng ho khan hai tiếng, nói qua loa, được rồi được rồi, em đừng lo, chuyện này chị sẽ. Sau đó vui vẻ lại xông lên, vì không thể tiếp tục đã kích lòng tự trọng của thằng em, Kỷ Khanh Khanh cúi đầu nén cười một lúc mới tiếp tục nói, chuyện này chị cũng không có biện pháp, nhưng chị sẽ tìm cách lấy ảnh khỏa thân kia của em về. Em trai cảm động ngất trời, chị ơi, chị tốt quá, em không nói với ba mẹ chuyện này sao? Hai người họ nghe thấy em nợ 300 vạn đã lập tức nói họ không có đứa con trai là em, còn không cho em cơ hội giải thích cơ. Kỷ Khanh Khanh ngẫm nghĩ cũng đúng, được rồi, em đừng có làm ra vẻ mặt khóc tan nữa, em ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết. Em trai gật đầu, sắc mặt tốt hơn, sau đó cậu lại vùi đầu ăn cơm. Ăn xong, em trai lại xung phong đi rửa chén. Kỷ Khanh Khanh lập tức lên mạng tra cái phần mềm áp tán gia bại sản. Trên mạng tra một lúc mới nhận ra, quảng cáo rất phô trương thanh thế, hấp dẫn đầu óc những người túng thiếu không biết gì đến vay tiền. Nhưng mà tin tức mặt trái lại không nhiều, không biết có phải là bị xóa mất hay căn bản là không ai bị lừa. Chị à! Sao rồi? Em trai sau khi rửa sạch chén, thu dọn xong xuôi, cậu vào phòng thấy Kỷ Khanh Khanh đang tra tư liệu của công ty đó, cậu vui mừng ra mặt. Kỷ Khanh Khanh nhìn cậu một cái sau đó khép máy tính lại. Chị chỉ xem đơn giản được một chút, chưa tra được gì hết, có lẽ trên mạng cũng không có manh mối, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chị hỏi người khác xem sao. Chị mệt rồi, đi tắm đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, chị nghỉ ngơi đi ạ. À chúc chị ngủ ngon, em ngủ ngon. Kỷ Khanh Khanh ngáp một cái, đi vào phòng tắm, em trai ra khỏi phòng Kỷ Khanh Khanh, cậu đứng ngoài cửa vò đầu, sau đó thở dài, vẻ mặt thất bại, cậu thấy có lẽ việc này chị cậu khó có thể giải quyết, chuông cửa vang lên, cậu nhìn đồng hồ, 9 giờ 30 phút rồi, lông mày không khỏi nhíu lại, đã trễ thế này còn ai đến đây nữa, cậu nhìn qua mắt mèo, thấy một đôi giày tây của đàn ông, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mắt mèo em trai lại đúng lúc nhìn thấy hắn ta rõ ràng bên ngoài không thể nhìn qua mắt mèo mà nhìn thấy bên trong nhưng vừa rồi cậu còn tưởng người đàn ông kia bên ngoài có thể nhìn thấy cậu vẻ mặt cậu không khỏi trầm xuống chị của cậu mấy năm qua từng quen hai người bạn trai cậu còn nhớ một trong hai người kia một người không có tiền bị chị ấy đá không thương tiếc cũng là lẽ thường thôi chị của mình ưu tú như thế hơn phân nữa là do người kia có vấn đề rồi sau này nhất định sẽ tìm được người tốt hơn, một kẻ thì có tiền, lại đá chị ấy, đối với tên đàn ông cặn bã chết tiệt đó, cậu từ trước đến nay đều không để cho hắn ta sắc mặt tốt, còn chưa kịp đạp tên cặn bã đó thì hắn ta đã nhanh nhẹn chạy mất. Sau này chị của cậu tiến vào showbiz, những năm gần đây thường xuyên có tin tức truyền ra nói rằng chị ấy lăng nhăng với nhiều thằng, cậu từ trước đến giờ đều xì mũi coi thường, cho đến cái tên cô thiếu ngu xuất hiện cậu lúc ấy đã phát hiện ra hắn ta không phải mặt hàng tốt lành gì, quả nhiên y như rằng, cũng không phải người tốt. Người đàn ông đứng ngoài cửa này cậu nhìn có hơi quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra là ai, nhưng mặt âu phục giả vờ đứng đắn, nửa đêm nửa hôm lại đến đây, trong lòng hắn ta chỉ sợ có ý đồ với chị của mình, nhất định không phải người tốt, cậu tự động đem hắn ta thành một loại người giống cô thiếu ngu. May mà hôm nay cậu ở đây, nếu như không có cậu mà chị ấy ra mở cửa không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa cậu mở cửa ra nhìn người đàn ông trước mặt còn cao hơn cậu một chút trưởng thành nhìn cũng được xứng đôi với chị mình nhưng cũng không biết đằng sau bề ngoài đẹp trai là dạng người gì anh là ai ngay lúc em trai đang dò xét lục lệ hành đồng thời lục lệ hành cũng đang dò xét cậu tư thái đứng ở cửa ra vào rõ ràng đã xem mình như chủ nhà lục lệ hành hiếp mắt cậu là ai liên quan gì đến anh em trai hung dữ muốn lấy tay đóng cửa lại. lục lệ hành nhìn cánh cửa, bực bội nhìn cậu, tôi tìm kỹ khanh khanh. em trai nhớ mày, cô ấy đang tắm, đã trễ thế này anh còn đến thăm là có chuyện gì sao? nếu có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền lại cho cô ấy. còn nếu không có chuyện gì thì anh đi nhanh lên, trễ rồi chúng tôi muốn đi ngủ. sắc mặt lục lệ hành lập tức sầm lại, nhìn chầm chầm em trai tự tìm đường chết trước mặt, anh gằn từng chữ, cậu nói cái gì?